Chương 1221 Diệp Thiếu Dương biết không thể giấu giếm, hừ một tiếng nói, đó là con rể tốt của huynh đó. Lão Quách thấy vẻ mặt hắn không đúng, vội hỏi hắn chuyện là thế nào. Diệp Thiếu Dương liền đem chuyện nói một lần, lão Quách vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, lập tức muốn gọi điện thoại cho Tiểu Ngư, bảo cô bé chia tay với tiểu tử kia. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng khuyên, nói cho hắn loại chuyện này không thể sốt ruột, chú ý phương thức phương pháp, hơn nữa trước mắt chính là thời kỳ đặc thù, như thế nào cũng phải nhẫn nại hết một tuần này bằng không nhỡ đâu để tiểu ngư sinh ra tâm lý nổi loạn, không nghe bọn họ an bài, hậu quả tương đối đáng sợ. Lão quách cầm giận mắng hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại, hỏi Diệp Thiếu Dương. Theo đệ thấy, ở trong 7 ngày cuối cùng này, ngư huyền cơ sẽ ra tay sao? Khẳng định sẽ ra tay, cô ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này. Nhưng chỉ cần tiểu ngư dựa theo đệ an bài, không cho cô ta cơ hội, cô ta tuyệt đối không thể làm gì được. Trước đó đã phân tích thấu triệt, đem tiểu ngư đặt ở trường học nơi nhiều người như thế, Tuyệt đối so với ở lại bên cạnh mình còn an toàn hơn, lão Quách chậm rãi gật đầu, thở dài, thật hy vọng ở lúc mấu chốt này đừng xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, cũng có chút chột dạ, lập tức kích hoạt hồn ấn tranh tử, một lát sau, tranh tử phá vỡ hư không chạy tới. Diệp Thiếu Dương lệnh cô đi truy tung tiểu ngư, bảo chỉ khoảng cách mấy chục mét, đi theo xa xa là được, một khi có tình huống gì kịp thời thông qua hồn ấn nói cho mình. Tranh tử đáp ứng biết sự tình liên quan trọng đại cũng không lề mề trực tiếp muốn đi vì sao tìm tranh tử lão quách buồn bực nói cô ấy là yêu hành động có chút bất tiện ít nhất không có nhẹ nhàng như quỷ hồn đệ nên tìm mỹ hoa bọn họ mới đúng diệp thiếu dương nói tranh tử là âm thần vốn đệ không muốn để cô ấy tham dự chuyện này nhưng chỉ có thể tìm cô ấy tiểu thanh tiểu bạch tính tình quá cứng mỹ hoa không có chỗ dựa nhỡ đâu cứng đối cứng với ngư huyền cơ rất dễ dàng gặp rắc rối, tranh tử là con dâu thôi phủ quân, cho dù quá phận như thế nào nữa, ngư huyền cơ cũng không dám làm gì cô ấy. Lão Quách và Nhuế Lãnh Ngọc đều gật đầu xưng phải. Nhuế Lãnh Ngọc tới phòng khách, vốn muốn xem một chút trình tự thôi diễn tiên thiên bát quái kia thế nào, nhấn bàn phím hồi lâu, màn hình cũng không sáng, kiểm tra mới phát hiện một chuyện đau thương, nguồn điện bản bút ký không cắm, hết điện. Diệp Thiếu Dương cười to lên, hướng Nhuế Lãnh Ngọc nói, anh vẫn luôn cảm thấy em làm việc cẩn thận nhất, không để lại tai họa ngầm không ngờ em cũng có lúc sơ sẩy sơ ý nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha nhuế lãnh ngọc trừng mắt nhìn hắn một cái nói đều là tiểu ngư vừa lúc khi đó gọi điện thoại chúng ta vội vã đi ra ngoài ăn liền quên mất đành phải lại cắm sạc mở ra máy tính một lần nữa khởi động trình tự mình tạo ra một lần nữa bắt đầu cả buổi học hộp thư thoại của tiểu ngư không ngừng thu được vương lâm xin lỗi cô bé một câu cũng không đáp lại vương lâm liền một mực gửi wechat bị chặn liền gửi quy quy, sau khi quy quy bị chặn liền gửi tin nhắn. Sau đó tiểu ngư nổi hung ngay cả số điện thoại của hắn cũng kéo đến sổ đen. Sau khi tan học, tiểu ngư và mấy người bạn chung phòng cùng nhau đi, mới ra khỏi tòa nhà giảng dạy, vương lâm không biết từ đâu xông ra, đem cô bé giữ chặt, ra sức giải thích. Lâm tử, cậu có biết, mình vì sao tức giận không? Vành mắt tiểu ngư có chút đỏ lên, mình biết cậu gần đây không vui, bởi vì mình mãi không đi theo cậu, nhưng cậu ngàn không nên vạn không nên cãi nhau với tiểu sư thúc mình còn mắng lãnh vũ tỷ của mình bọn họ đều là người thân của mình cậu biết không phải phải mình sau khi mắng xong mình cũng rất hối hận thật sự lúc ấy cũng là nổi nóng vương lâm bày ra một tư thái cực kỳ chân thành không ngừng giải thích còn nói một số lời làm người ta cảm động tiểu ngư hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái nói mình gần đây không muốn để ý tới cậu cậu tự đi nghĩ lại đi thừa dịp người tan học còn chưa đi hết vội vàng chui vào đám đông bước về phía ký túc xá mình đêm nay trở về diện bích ngày mai đi tìm cậu vương lâm biết cô thật ra đã không quá tức giận cũng không ngăn cô nữa nhìn theo cô đi xa nhẹ nhàng lắc lắc đầu bởi vì toàn nhà dạy học tan học một khắc đồng hồ là phải tắt đèn các học sinh đi rất nhanh vương lâm lúc muốn đi đã không còn ai vương lâm đi một mình ở trên đường về ký thúc xá vừa nghĩ ngày mai dỗ tiểu ngư như thế nào đột nhiên đèn đường bên người tắt hết phía sau không biết khi nào vang lên một chuỗi tiếng lắc chuông như có như không quay đầu nhìn cái gì cũng không có vương lâm nhíu nhíu mày xoay người vừa muốn đi đột nhiên cảm thấy vai trái trầm xuống tựa như bị một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một cái vương lâm lại lần nữa quay đầu một lần này hắn nhìn thấy một hình ảnh đời này chưa từng nhìn thấy trở lại phòng ngủ mấy cô nương đang đùa giỡn một cô nương đến từ vùng đông bắc hướng tiểu ngư nói lêu 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 tiểu ngư bọn mình vừa rồi đùa giỡn làm ướt giường của cậu cậu đêm nay không thể ngủ đâu tiểu ngư đi qua nhìn trên nệm quả nhiên ướt một mảng lớn nhíu mày nói vậy làm sao bây giờ cậu buổi tối ngủ với mình đi. Em gái người Đông Bắc sở lên mông Tiểu Ngư một phát, nói. Tuy mới quen nhau hơn một tuần, nhưng mấy người bạn cùng phòng đã sớm xác định quan hệ thân mật, vui đùa cũng không có tiết tháo. Náo loạn một hồi, em gái Đông Bắc nói cho Tiểu Ngư, một người bạn cùng phòng đi nhà người thân, giường để trống, vừa lúc có thể ngủ. Tiểu Ngư thông qua WeChat nói một lần với người bạn cùng phòng kia, liền đem chăn cùng gối đầu của mình cầm đến trên giường của bạn cùng phòng, đột nhiên nghĩ đến phía dưới giường mình còn dán linh phù, vốn định kéo xuống đi dán đến dưới giường của bạn cùng phòng, lại sợ bạn cùng phòng thấy tò mò, nhỡ đâu về sau giặt cho mình cái ngoại hiệu bà cốt, vậy thì phiền toái. Nghĩ đến mình lại không rời khỏi ký túc xá, hơn nữa trên người còn có pháp khí khác, hẳn là không có việc gì, vì thế liền mặc kệ lá bùa đó. Sau khi tắt đèn, mấy người bạn cùng phòng ở trong trời tối trời nam biển Bắc Hàn Huyên một hồi, từng người đi ngủ. Tiểu Ngư không biết mình là khi nào tiến vào mộng đẹp, cô bé nằm mơ mình ở trong một mảng mặt nước lạnh thấu xương bơi lội thân thể sẽ không chìm xuống, nhưng bơi mãi không đến điểm cuối, sau đó một cơn sóng cuốn xuống, đem cô bé đưa tới không trung. Ở trong quá trình rơi xuống phía dưới, cô bé như tiến vào trong một mảng hư không, trong đầu giống như chiếu phim, xuất hiện các loại hình ảnh. Cổ đại, một cô gái tướng mạo có chút giống mình, ngồi đoan trang ở trong lầu cát, mặt như hoa đào, mắt mang xuân ý, đẩy ra cửa sổ, nhìn một nam tử trang phục công tử đi qua dưới cửa sổ, tùy tay đem một cuốn sách ném xuống, đập đúng ở trên vai công tử, Công tử ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng lại chạy ra. Tiếp theo lại nhìn thấy quá trình hai người từ quen biết đến mến nhau, sau đó vái đường thành thân, động phòng hoa trúc. Sau đó lại là công tử dần dần đổi tính, lưu luyến ở sòng bạc và thanh lâu. Hai người khắc khẩu, cuối cùng công tử bỏ vợ. Nữ tử nhìn thấu hồng trần, xuất gia làm đạo cô, ở trong đạo quan niệm kinh ngồi thiền, lại khó thoát khỏi hồng trần. Cuối cùng lại là trên đoạn đầu đài, bị người ta đè xuống đất, một sợi dây thường buộc vào cổ hai đại hán đứng ở hai bên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt bóng người quen thuộc nào đó trong đám người, nữ tử cả đời cảm khái, hóa thành hai câu văn tự kia, dịch cầu vô giới bảo, nan đắc hữu tỉnh lang. Ngay tại giờ khắc này, ý thức tiểu ngư trôi nổi lên, chậm rãi đáp ở trên thân nữ tử kia, thế mà biến thành nàng, ngồi ở trên đài hành hình, đang muốn dãy ruộng, hai đại hán bên cạnh đột nhiên dùng sức, dây thường nhất thời thít chặt cái cổ mảnh khảnh của mình. Không, Tiểu Ngư từ đáy lòng gào to một tiếng, hai tay bất lực bắt lấy sợi dây thừng trên cổ. Tam Giảo tễ Mệnh, tiểu Ngư đột nhiên ngồi dậy, hai tay còn cầm lấy dây thừng ở cổ, cẩn thận sờ, không phải dây thừng, mà là mệnh đăng khấu diệp thiếu dương cho cô bé, phát ra một tia u quang màu lam. Tiểu Ngư ở trên giường ngơ ngác ngồi một lúc lâu, tình cảnh trong mộng rõ ràng ở trong mắt, thì ra, quan hệ của mình cùng Ngư Huyền Cơ là một câu chuyện như vậy. Mới vừa rồi nếu không phải có mệnh đăng khấu mình có lẽ đã lặng yên không một tiếng động bị mang đi rồi nhỉ. Tiểu ngư nhìn nhìn di động, đã 5 giờ, tiếp cận bình minh. Một giấc mơ này của mình kéo dài một buổi tối, lại là đem kiếp trước trải qua một lần. Tiểu ngư thở dài một hơi. Sáng sớm, Diệp Thiếu Dương dậy thật sớm, đi ăn bữa sáng, sau đó mang theo một phần trở về cho Nhuế Lãnh Ngọc, trở lại nhà trọ, mở cửa nhìn. Nhuế Lãnh Ngọc và Tiểu Ngư sóng vai ngồi ở trên sofa, đang nói chuyện. Diệp Thiếu Dương vừa thấy sắc mặt Tiểu Ngư, liền biết nhất định là đã xảy ra chuyện. "Tiểu sư thúc, thì ra mọi người trước nay luôn lừa con." Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đem bánh bao bánh quẩy ném lên trên bàn, đi đến trước mặt Tiểu Ngư, nhìn cô bé. Tiểu Ngư đem tình huống trong mộng tối hôm qua nói một lần, nói xong liền khóc lên. Diệp Thiếu Dương nghe xong, cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau một cái, đều tự thở dài, không ngờ giấu giếm lâu như vậy, vẫn bị cô bé biết chân tướng. Mọi người vì sao phải giấu con, vì sao không nói cho con biết chân tướng? Cảm xúc của Tiểu Ngư có chút không khống chế được giống lên, đây là chuyện của bản thân con, con ít nhất có quyền biết tình huống chứ. Diệp Thiếu Dương muốn nói gì, bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng ánh mắt ngăn lại, nắm chặt một tay của Tiểu Ngư, đem cô bé ôm vào trong lòng mình, lặng lặng chờ đợi cô bé phát tiết xong, nức nở. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới dịu dàng nói, không phải chúng ta không nói cho em, em cẩn thận nghĩ xem, em biết chân tướng, lại có thể làm gì? nếu em thật sự chỉ là một giọt nước mắt của ngư huyền cơ như vậy cô ấy hiện tại muốn đem em thu hồi đi cũng là đương nhiên chứ tiểu ngư lẩm bẩm nhuế lãnh ngọc nói vậy em sẽ cam tâm tình nguyện đi theo cô ta sao em tiểu ngư nhất thời nghẹn lời nhuế lãnh ngọc cười cười em có cha mẹ có nhiều bạn bè như vậy còn có vương lâm kia em vừa mới vào đại học cuộc đời vừa mới bắt đầu em sao có thể bỏ qua những điều này chứ tiểu ngư giật mình nói nhưng mà không có nhưng mà suy nghĩ của em lúc trước là sai, em có linh hồn của chính mình, là người sống sờ sờ, em không thuộc về bất cứ kẻ nào. Nói xong nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp Thiếu Dương lập tức tiếp nhận câu chuyện nói, đúng vậy, con nghĩ xem, nếu con đi theo ngư huyền cơ, con làm sao mà đối mặt được cha mẹ, muốn nói thuộc về ai, con nhiều nhất thuộc về cha mẹ con, còn có chồng con tương lai, nhưng mà không một một xu nào quan hệ với ngư huyền cơ. Trên mặt tiểu ngư hiện ra biểu cảm trần trờ, nhìn nhìn hắn nói, nhưng nàng dù sao cũng là kiếp trước của con. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chuyện kiếp trước có gì quan hệ con kiếp này, con xem tiểu sư thúc của con, kiếp trước còn là một cái nữ tử thanh lâu cơ, kiếp này thành thiên sư rồi. Tiểu Ngư nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, cả kinh nói, không thể nào. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm hướng hắn gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương hiểu ý tứ của cô, đành phải kiên trì nói, là thật, ừm. Nhưng là nghệ kỹ, bán thân không bán nghệ, phi phi, bán nghệ không bán thân cái loại đó tiểu ngư lẩm bẩm luân hồi ngay cả giới tính cũng có thể thay đổi tính cái gì luân hồi có lục đạo nhân quả tuần hoàn ngay cả chủng tộc cũng có thể thay đổi lãnh vũ tỷ của con kiếp trước là một con chuột đồng siberia không tin con hỏi cô ấy nhuế lãnh ngọc âm thầm trừng mắt nhìn hắn một cái lại không dám phủ nhận trong lòng diệp thiếu dương cười lạnh cuối cùng báo được thù một mũi tên tiểu ngư thật sự nhịn không được bật cười giận lườm diệp thiếu dương một cái vừa rồi nói thúc là nữ tử thanh lâu con còn có chút tin tưởng, hiện tại mới biết được hai người đang trêu con. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, không phải trêu, tử không phải từng viết sao, không biết sinh nào biết tử, còn ngay cả còn sống cũng chưa làm rõ, cần gì quản chuyện sau khi chết, kiếp trước cũng tốt, kiếp sau cũng thế, đều không quan hệ với kiếp này, cả đời này trải qua cho tốt là được. Nhuế Lãnh Ngọc có chút giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương một hồi rồi nói, thật không ngờ ngôn luận cao đại thượng như vậy, sẽ từ trong miệng anh thổ ra. Thổ ra, Diệp Thiếu dương mắt trắng dã, em đổi từ được không, anh cũng không phải chó. Tiểu Ngư trầm ngâm một hồi, hỏi, "Con hỏi một vấn đề cuối cùng, nếu con bị Ngư Huyền Cơ mang đi, sẽ thế nào? Con sẽ bị hồn phách cô ta hấp thu, kết hợp một thể, từ nay về sau, con liền không có thần trí của mình, cũng chẳng khác nào triệt để chết rồi, so với hóa thành tinh phách còn đáng sợ hơn." Tiểu Ngư kinh ngạc nói, "Tan thành mây khói." "Đúng, chính là tan thành mây khói." Trong ánh mắt Tiểu Ngư lộ ra một tia sợ hãi một lát sau cô bé giống như hạ quyết tâm dùng sức gật gật đầu nói con biết rồi con tuyệt đối sẽ không để cô ta mang con đi vì cha mẹ con vì mọi người cũng là vì bản thân con con không thuộc về bất luận kẻ nào diệp thiếu dương búng vang ngón tay chính là như thế sau khi nghĩ thông cảm xúc của tiểu ngư cũng dần dần chuyển biết tốt lên một đêm không ăn gì cô bé lúc này mới cảm giác được đói từ trên bàn cầm lấy bánh bao sữa đậu nành ra sức nhét vào mồm ăn uống Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, người sau rất là lạnh nhạt nói một câu, đi mua cho em một phần nữa. Chờ sau khi Tiểu Ngư hoàn toàn không có việc gì, Diệp Thiếu Dương phân tích chuyện xảy ra tối hôm qua, do đó xác định Ngư Huyền cơ quả nhiên một mực ẩn núp ở bên Tiểu Ngư, tìm kiếm cơ hội. Tối hôm qua là vì Tiểu Ngư đổi giường ngủ, khiến huyết tinh phù chưa phát huy tác dụng, Ngư Huyền cơ thừa dịp sơ hở mà vào, tiến vào cảnh trong mơ của Tiểu Ngư. Diệp Thiếu Dương đoán được Ngư Huyền Cơ có ý đồ gì, thông qua cảnh trong mơ nói cho tiểu ngư chân tướng muốn giao động thần thức của cô bé từng bước một câu dẫn cô bé chủ động đi theo mình rời đi nếu không có mệnh đăng khấu mà nói tiểu ngư nhất định đã ở trong mộng bị cô ta câu đi hồn phách một cái mệnh đăng khấu tự nhiên không ngăn được ngư huyền cơ nhưng cô ta muốn phá vỡ cấm chế mà nói chắc chắn phải phí một phen khí lực có khả năng thành công nhưng cũng vô cùng có khả năng sẽ dẫn tới những người bạn cùng phòng của tiểu ngư chú ý ngư huyền cơ thân là tuần du thiên thần tuyệt đối không dám mạo hiểm một kế này của cô ta bất thành, khẳng định còn có thể sinh ra mưu kế khác, con vẫn nên dựa theo ta trước đó phân phó mà làm, tuyệt đối đừng cho cô ta một chút cơ hội nào." Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa phân phó Tiểu Ngư. Tiểu Ngư trịnh trọng gật gật đầu. Ở chỗ Diệp Thiếu Dương ăn trực một bữa cơm trưa, Tiểu Ngư trở lại trường học. Cô bé đã hạ quyết tâm, phải chạy trốn ngư huyền cơ, sống sót cho tốt, chỉ là chân tướng sự tình dù sao quá mức rung động, làm cô bé nhất thời không thể quên mất, cũng chỉ có thể cố gắng không đi nghĩ nữa. Trạng vạng tan học, Tiểu Ngư và mấy người bạn cùng phòng cùng đi căn tin ăn cơm, kết quả vừa tới cửa căn tin đã bị Vương Lâm ngăn cản. Trong tay Vương Lâm xách theo một cái bánh ngọt lớn, cùng một bó hoa hồng, đầy chờ mong đi lên đón, một mặt giải thích, một mặt mời Tiểu Ngư đi ăn cơm, tỏ vẻ nếu Tiểu Ngư không tha thứ hắn, hắn sẽ một mực đi theo, nếu cô bé về ký túc xá, hắn sẽ cầm hoa hồng đi dưới lầu ký túc xá cô bé, lớn tiếng gọi tên cô bé. Tiểu Ngư tuy tính cách hướng ngoại, nhưng cũng không muốn trở thành nhân vật tin tức trong trường học, lại nói từ biểu hiện của Vương Lâm tới xem, cô bé thật ra đã tha thứ hắn, hơn nữa hôm nay là sinh nhật hắn, hai người từ thạch thành cùng nhau tới nơi này vào đại học, ngay cả sinh nhật cũng không ở bên người ta, thật sự có chút nói không thông. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hiện tại trời còn chưa tối, trên đường bên ngoài trường học người đến người đi, cũng không có chuyện gì, vì thế, Tiểu Ngư lấy tư thái cao ngạo lạnh lùng tiếp nhận hắn xin lỗi. Chúng ta đi khách sạn gần trường học nhất nơi đó nhiều người hơn nữa trước giờ tự học buổi tối phải trở về vương lâm liên tục gật đầu tỏ vẻ làm theo tất cả tiểu ngư về ký túc xá thay một bộ quần áo mới vài ngày trước vừa mua cùng vương lâm đi ra cổng trường vương lâm tìm một cửa hàng chiêu bài lớn nhất đặt phòng lúc đi vào tiểu ngư nhìn thấy trong sảnh có rất nhiều học sinh cũng an tâm lâm tử anh phải hiểu tiểu sư thúc của em không phải người bình thường lại càng không phải người ngoài gì cả sư thúc cùng lãnh vũ tỷ đến nơi đây chuyên môn là vì em anh tuyệt đối phải nhớ kỹ, bọn họ đều là người thân nhất của em, em không cho phép anh đắc tội bọn họ nữa. Nhất là sau khi biết thân thế của mình, Tiểu Ngư đối với chuyện Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc làm vì mình càng thêm cảm ơn, nhưng cô bé không chuẩn bị đem chân tướng nói cho Vương Lâm. Đối với một người không tin trên đời có quỷ mà nói, loại sự tình này quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Tiểu Ngư tính chờ hai người sau khi thật sự kết hôn ở bên nhau, coi nói như câu chuyện thú vị từ từ nói cho hắn. Đối với tương lai, cô bé thật ra là có lòng tin, Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình có thể vượt qua tử kiếp này. Vương Lâm ra sức gật đầu xin lỗi, cũng chủ động tỏ vẻ, chờ một hai ngày, mình mời bọn họ một bữa, trong bữa ăn hướng bọn họ trịnh trọng xin lỗi. Tiểu Ngư tin là thật, phi thường vui vẻ, cô bé biết Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc làm người cũng không nhỏ nhen. Nếu Vương Lâm thật có thể chân thành xin lỗi, bọn họ khẳng định sẽ tha thứ hắn. Lấy tính cách của Diệp Thiếu Dương, nói không chừng còn có thể trở thành bạn bè với Vương Lâm, tương lai ở trước mặt lão ba còn có thể nói tốt vài câu như vậy thật sự bởi họa được phúc rồi. Tiểu ngư ý nghĩ kỳ lạ nghĩ tới chuyện thật lâu về sau, một tia khúc mắc cuối cùng trong lòng đối với Vương Lâm cũng hoàn toàn biến mất. Bữa cơm này hai người ăn rất vui vẻ, Vương Lâm ra sức kể về người bạn cùng phòng nào đó của mình cổ quái, chọc tiểu ngư cười không ngừng. Trên đường ông chủ đến tặng đồ ăn, nhưng phải sắp prepare cho Ha Audio. Vương Lâm tỏ vẻ di động mình hết pin, tùy tay đem di động tiểu ngư cầm lên, quét một lần. Cơm nước xong, tiểu ngư xem di động, thời gian còn sớm, vương lâm mở ra bánh ngọt hai người ăn một miếng từ khách sạn đi ra vương lâm đề nghị đi dạo một chút tiểu ngư cảm thấy có chút không thích hợp hình như thời gian trôi qua có chút chậm ở ven đường mua đồ uống lạnh hai người trở lại trường học lúc này trời đã tối tiểu ngư xem di động cách lớp tự học còn có nửa giờ vương lâm đề nghị đi là sân thể dục phía sau ngồi một lúc tiểu ngư liên tục lắc đầu cái này tuyệt đối không được mình không thể đi chỗ không có người hơn nữa bây giờ trời cũng tối rồi vương lâm cười nói cậu lại không biết rồi sân sau thể dục vừa đến buổi tối người cũng sẽ nhiều lên tất cả đều là các đôi tình lữ so với tòa nhà dạy học náo nhiệt hơn nhiều cậu đi xem là biết tiểu ngư nửa tin nửa ngờ quả thật từ sau khi đến trường học mình vẫn luôn tuân thủ diệp thiếu dương ăn bài mỗi ngày chỉ là lớp học phòng ngủ căn tin ba điểm một đường trường học rất nhiều nơi đều còn chưa từng đi vẫn luôn áp chế sự tò mò đối với vườn trường mới nghe vương lâm nói như vậy cũng muốn tới kiến thức một phen. Cái gọi là sân sau thể dục là một mảng rừng cây lớn, giữa đó là một sân bóng, không có đèn đường, nương ánh trăng, có thể nhìn thấy quả thật có không ít tình lữ ngồi ở trong bụi cỏ, nói chuyện yêu đương khanh khanh ta ta. Hai người tìm một chỗ hơi người nhiều một chút, ngồi xuống nói chuyện phiếm, phụ cận cỏ dại rậm rạp, sau khi ngồi xuống, tầm mắt bị cỏ cây che, không nhìn thấy người. Vương Lâm nói về các loại chuyện khôi hài, tiểu ngư rất nhanh đã nghe đến mức đầu nhập. Thành công rồi, nhìn trình tự dừng vận hành, trên hình ảnh xuất hiện một ít con số, giải toán biểu hiện dài dòng rốt cuộc có kết quả, ngay cả nhuế lãnh ngọc cũng không tránh khỏi có chút kích động hẳn lên. Lão Quách và Diệp Thiếu Dương đang ở trong phòng ngủ vẽ bùa, nghe thấy tiếng nhuế lãnh ngọc, lập tức chạy qua. Đây là kết quả giải toán. Nhuế lãnh ngọc chỉ vào mấy tổ con số trên máy tính, hướng Diệp Thiếu Dương nói, mỗi một tổ con số đại biểu là quẻ tượng gì. Đây là anh trước đó thiết kế sẵn, em quên rồi, anh tự mình nghiên cứu, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng tìm đến giấy bút, đem mấy tổ con số sao chép, sau đó tìm được mật mã lúc trước chế định trình tự dùng, đối ứng giải đọc, cuối cùng thu được vài cái quẻ tượng. Mấy cái này chính là một cái dịch số cuối cùng của Tiên Thiên Bát Quái. Diệp Thiếu Dương kiềm chế kích động, ngồi xuống sofa, đem dịch số này điền vào trong Tiên Thiên Thất Quẻ mình nắm giữ, bấm đốt ngón tay bắt đầu tính toán. Trong thần thức giống như đột nhiên sáng lên một ngọn đèn, tự động xuất hiện 8 cái dịch số, xinh xinh khắc khắc chu toàn lẫn nhau, trong lúc nhất thời thiên âm lượn lờ, tiên nhạc mây lành, ùm ùm kéo đến. Nhật nguyệt thay đổi, thiên địa thanh minh, vạn vật sinh diễn. Rất nhiều thứ đan xen ở trong đầu, hình thành một hình ảnh kỳ dị. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nhập định, trầm luân ở trong loại cảm giác kỳ diệu này, dần dần cảm giác được mình giống như đã bắt được cái gì. Không biết qua bao lâu, ở trong sự chờ mong của Nhuế Lãnh Ngọc và Lão Quách, Diệp Thiếu Dương chậm rãi mở mắt. Thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc có chút khẩn trương hỏi diệp thiếu dương hé miệng vừa muốn nói chuyện đột nhiên cả người run lên phun ra một ngụ máu nhuế lãnh ngọc và lão quách nhất thời bị dọa chân tay luống cuống diệp thiếu dương khoát tay áo ý bảo mình không có việc gì ngồi ở trên sofa há mồm thở dốc nhuế lãnh ngọc từ trên bàn cầm lấy giấy rút đi qua lau máu bẩn trên người hắn trong lòng tuy khẩn trương nhưng không dám mở miệng hỏi sợ quấy giày hắn qua một hồi lâu diệp thiếu dương hít sâu một hơi lớn tiếng thở dài cái đệch thiếu chút nữa đã không về được không về được. Có ý tứ gì? Lão quách nghe thấy hắn nói chuyện, lúc này mới dám mở miệng dò hỏi. Đệ nhìn trộm được thiên cơ rồi. Lão quách và nhuế lãnh ngọc liếc nhau một cái, đều là vẻ mặt ngây dại. Thiên cơ? Là cái gì? Nhuế lãnh ngọc có chút kích động hỏi, tuy hoàn toàn bất động. Nhưng hai chữ thiên cơ cực kỳ dọa người, nghe rất trâu bò, cũng không trách nhuế lãnh ngọc khẩn trương. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi rồi nói, anh nói không rõ được, thứ đó chỉ có thể lĩnh ngộ, không thể hình dung, hơn nữa anh cũng chỉ nhìn trộm được một bộ phận nhỏ. Lão Quách nói, cơ hội tốt bao nhiêu chứ, đệ vì sao không nhìn thêm một lúc. Diệp Thiếu Dương mắt trắng dã, huynh chớ quên, thiên cơ không thể tiết lộ, phàm nhân vọng đoán thiên cơ, là phải chịu kiếp, cũng chính là đệ là thân thiên sư. Hơn nữa, không tham, bằng không thần thức đã không về được. Lão Quách vừa nghe, cả kinh nói, đệ vừa rồi học máu, có liên quan với thăm dò thiên cơ. Bằng không thì sao, huynh cho rằng đệ học chơi à? diệp thiếu dương thở dài đệ chỉ thăm dò một chút thiên cơ đã nôn ra một ngụ máu xem thêm một lúc khẳng định đã chết rồi nghĩ lại học máu cũng không phải chuyện xấu nói rõ đã trải kiếp nếu không học máu tương lai còn không biết sẽ sinh ra nghiệp chứng gì dù sao thiên cơ cũng không phải là thứ người bình thường có thể xem đối mặt lão quách cùng nhuế lãnh ngọc còn chưa từ trong chấn động khôi phục lại diệp thiếu dương tiến một bước giải thích mới vừa rồi nhập định mình hoàn toàn có thể nhìn trộm được nhiều thiên cơ hơn nhưng trong minh minh ý thức của mình còn có chút tỉnh táo không dám nhìn trộm quá nhiều sau khi lĩnh ngộ được huyền cơ tiên thiên bát quái giấu diếm lập tức lui ra tiên thiên bát quái giấu diếm huyền cơ rốt cuộc là cái gì lão quách chớp mắt hỏi cái này cũng nói không rõ thật muốn nói chính là thời điểm thi triển pháp thuật có thể lợi dụng tiên thiên bát quái diễn sinh ra thêm một số biến hóa pháp thuật tương tự cường độ cương khí tương tự đệ thi triển khẳng định so với người khác lợi hại hơn chút Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, nhướng mày, tư thái rất đắc ý, kết quả nhuế lãnh ngọc rội xuống một chậu nước lạnh, anh xem xem bộ dạng này của anh, nào có một chút giống cao nhân nhìn trộm thiên cơ. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, lão quách trầm ngâm nói, đạo học năm môn, thuật, y, mệnh, tướng, bạc, ở nhìn trộm thiên cơ, hẳn là có liên quan với thuật, thuật theo như lời hắn, chính là pháp thuật. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, lão quách thở dài nói, cái khác không nói, trong năm môn mệnh số vi tôn đệ đã có cơ hội thăm dò thiên cơ vì sao không chọn mệnh số nhất mạch nếu có thể biết thiên mệnh có lẽ có thần thông thôi diễn quá khứ tương lai đáng tiếc quá đáng tiếc từ cổ trí kim người có thể thăm dò thiên mệnh đã ít lại càng ít nhưng cũng từng có vài người chu công đán quỷ cốc tử viên thiên cương lý thuần phong mấy vị này đều không biết pháp thuật nhưng vì biết được thiên mệnh ở trên lịch sử đều để lại một nét mực đậm loại cơ hội thăm dò thiên cơ này cho dù là người phúc trạch sâu nữa cả đời cũng sẽ không có cơ hội lần thứ hai, cho nên lão quách mới cảm thấy Diệp Thiếu Dương đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương nhìn lão quách cười cười nói, quách sư huynh, huynh biết đệ mà, đệ đối với mệnh số linh tinh căn bản là không dám hứng thú, cũng không có hứng thú trở thành tông sư cái gì, đệ chỉ thích chóc quỷ hàng yêu, cái này hăng hái bao nhiêu chứ. Lão quách nghĩ cũng đúng, cái này giống với đi học, học cái gì không quan trọng, quan trọng là thích hợp bản thân. Nhuế Lãnh Ngọc nói, em cũng cảm thấy Thiếu Dương làm như vậy là đúng, tinh lực con người có hạn, chỉ có chuyên môn đi làm một chuyện mới có thể làm đến mức tận cùng lão quách gật gật đầu hướng diệp thiếu dương cười nói để bây giờ hoàn toàn nắm giữ tiên thiên bát quái thực lực lại tiến một bước dài đáng mừng đáng mừng diệp thiếu dương nhách miệng trong lòng cũng vui nở hoa đang cân nhắc như thế nào đem thiên cơ lĩnh ngộ được hoàn toàn ứng dụng ở trong pháp thuật đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay trái nóng lên một trận nâng tay nhìn hồn ấn của tranh tử đang tỏa sáng ra một ánh sáng mờ màu cam không tốt diệp thiếu dương quát to một tiếng tiểu ngư đã xảy ra chuyện cả người lão quách run lên hầu như té ngã vội vàng hướng ngoài cửa chạy như điên đi tới cửa lại lộn trở lại nhằm diệp thiếu dương quát chỗ nào diệp thiếu dương không để ý đến hắn trở về phòng sách ba lô lao ra ngoài cửa ngay cả dép lê cũng chưa kịp đổi vừa lúc dưới lầu có một xe taxi chạy ngang qua diệp thiếu dương trực tiếp ngăn lại ngồi lên tuy nơi này cách trường học rất gần nhưng hiện tại quý giá nhất chính là thời gian trời nhuế lãnh ngọc sách giày xuống ô tô đã chạy đi ngay cả lão quách cũng không ngồi lên được trong lúc nhất thời phụ cận cũng không có xe taxi hai người đành phải chạy trả tiền sau ô tô còn chưa dừng lại hẳn diệp thiếu dương đã nhảy xuống bước dài một cái lên vượt qua cửa co duỗi cao hơn một mét hướng tới phương hướng hồn ấn của tranh tử một lần truyền đến tín hiệu cuối cùng chạy vội đi có phải có người nhảy qua trên cửa hay không trong phòng an ninh một bảo an thò đầu ra ngoài cửa sổ hồ nghi nhìn lại Hình như phải, có lẽ không phải người, người không có nhanh như vậy. Một bảo an khác cũng cau mày, hai người vội vàng chỉnh camera theo dõi, lúc này mới phát hiện bóng người Diệp Thiếu Dương, quả thực như một trận gió. "Sẽ không là lưu tưởng đến đây chứ?" Một bảo an lẩm bẩm. Nửa phút sau, Diệp Thiếu Dương ở trong rừng cây nhỏ tìm được tranh tử nằm ở trên mặt đất, chỉ thấy một lá bùa dán trên đầu cô. Diệp Thiếu Dương vừa thấy màu sắc phù, lập tức cả người run lên, đây là ngọc phù quỷ đạo sử dụng. Ngư huyền cơ chính là quỷ đạo. Một luồng linh lực cường đại bám vào trên ngọc phù, nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói cũng là một món ăn vặt, lập tức vận công bóc đi ngọc phù, tranh tử nhảy bật dậy, hướng đối diện chạy đi, miệng đồng thời hô, bọn họ vừa tới, được 10 phút rồi. Ngư huyền cơ sao? Diệp Thiếu Dương vừa chạy vừa hỏi. Ngư huyền cơ dẫn theo vài người đến, em là bị hai người của vô lượng giới không chế. Vô lượng giới pháp giác tự, đó là chỗ đàn tràng của địa Tầng vương. Diệp Thiếu Dương cảm giác được sự tình có chút khó giải quyết. Diệp Thiếu Dương không hỏi cô vì sao không sớm thông báo mình, hiện tại nói những thứ này đã vô dụng. Chạy về phía trước trăm mét, tìm được Tiểu Ngư, nằm ở trong bụi cỏ không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương cầm cổ tay Tiểu Ngư, dùng cương khí kiểm nghiệm, cơ thể còn ấm, nhưng hồn phách đã không còn nữa. Rốt cuộc, vẫn không thể tránh được một tử kiếp này. Diệp Thiếu Dương nhìn nhìn hoàn cảnh bốn phía, thấy bốn phía cỏ dại rậm rạp, một người cũng không có, oán hận thở dài, Lúc này lão quách và nhuế lãnh ngọc cùng nhau chạy tới, trên vai lão quách còn vác một người, ném xuống đất, vốn muốn nói cái gì, liếc một cái nhìn thấy tiểu ngư nằm ở trong lòng diệp thiếu dương, lập tức lao lên, kiểm tra hô hấp cùng mạch đập, sừng sốt vài giây, ôm tiểu ngư cất tiếng khóc lớn lên. Hắn là bọn em ở nửa đường gặp được, vốn đang muốn chạy. Nhuế lãnh ngọc chỉ vào vương lâm trên mặt đất nói. Diệp Thiếu Dương đi qua, bóp chặt cổ Vương Lâm, nghiến răng nói, Vương Lâm, ta để ngươi thật sự biến thành vong linh dứt lời một tay kết ấn vỗ ở trên thiên linh cái của gã niệm một lần câu hồn chú dùng sức kéo về đem hồn phách y rút sống ra đặt ở trong linh phù đi đến bên người lão quách một tay sách hắn lên nói cứu người quan trọng hơn khóc cái gì mà khóc lão quách nháy mắt ngừng khóc nói truy cập halazy.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em cà phê nhé thế này còn cứu như thế nào đi âm đem hồn phách cướp về lão quách vừa nghe ngây ngốc nhìn diệp thiếu dương một lần này là ngư huyền cơ tự mình ra tay bên cạnh còn có âm thần ở trong lúc ra tay có thể khống chế tranh tử một khi thành công khẳng định đến thẳng lục đạo luân hồi nào còn có thể cho bọn họ thời gian nghĩ cách cứu viện diệp thiếu dương biết lão quách đang nghĩ cái gì túm cổ áo hắn nói cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng đệ cũng sẽ đi huynh có đi hay không tùy huynh sự kinh ngạc trong ánh mắt lão quách biến thành cảm kích lập tức đem ba lô đổ ra bố trí pháp đàn tranh tử em nhanh đi âm ti tìm được tiểu bạch bọn họ bảo bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới luân hồi trí nhãn, vô luận như thế nào cũng phải ngăn lại ngư huyền cơ. Tranh tử gật gật đầu, liền muốn rời đi. Diệp Thiếu Dương lại gọi cô lại nói, chỉ bốn người các em, người dưới trứng tiểu thanh tiểu bạch, không được đi một ai. Tiêu giật vân cũng không cho đi. Tranh tử cả kinh nói, vì sao? Trận này đại náo âm ti, toàn bộ chúng ta đều phải bị phạt, rất có thể vạn kiếp bất phục. Anh vì tiểu ngư, không có gì để nói, các em vì anh, cũng không có gì để nói, tuyệt đối không thể liên lụy người khác tranh tử cắn cắn môi phá vỡ hư không đi xuống cô là âm thần ở âm dương hai giới qua lại tự nhiên ba người bọn diệp thiếu dương có thân thể muốn đem thân thể chiếu đến quỷ vực không có dễ như vậy phải làm phép trước bằng không chỉ có hồn phách xuống đến âm phủ không thể làm phép diệp thiếu dương giữ chặt tay nhuế lãnh ngọc siết chặt nói tuy rất nguy hiểm nhưng mà anh vẫn muốn em giúp nhuế lãnh ngọc gật gật đầu cùng đi diệp thiếu dương nhìn cô nhách miệng cười nếu có thể hắn tuyệt đối không muốn để nhuế lãnh ngọc đi theo mình cùng nhau mạo hiểm nhưng hắn biết nhuế lãnh ngọc sẽ tuyệt không lưu lại một mình hơn nữa quả thực mình cũng cần giúp đỡ vốn tứ bảo nói sẵn muốn tới nhưng thời điểm cuối cùng đột nhiên nói sơn môn có việc gấp phải về vội vã rời khỏi diệp thiếu dương tin tưởng hắn đã nói có chuyện gấp vậy nhất định là vạn phần khẩn cấp bằng không hắn tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy về phần lâm tam sinh bởi vì quan hệ tốt với ngư huyền cơ vì sợ hắn khó xử diệp thiếu dương trước sau không tìm hắn lão quách là không trông cậy vào nhưng bởi hắn là phụ thân của tiểu ngư phải dẫn theo hiện tại có thể đến giúp mình chỉ có mấy người bọn tranh tử mà nhân gian chỉ có một mình nhuế lãnh ngọc nhuế lãnh ngọc đột nhiên nói thiếu dương anh có thể đi tìm lâm tam sinh đến lúc đó nhỡ đâu đánh nhau hắn có lẽ có thể làm kẻ hòa giải diệp thiếu dương suy nghĩ lắc đầu nói không còn kịp rồi hơn nữa ngư huyền cơ cũng quyết tâm chuyện này là không giải hòa được Lúc này pháp đàn đã bố trí xong, ba người cùng nhau làm phép đi âm, ở thời điểm xuyên qua khe hở hư không, Diệp Thiếu Dương đột nhiên có chút sợ hãi, không phải sợ Ngư Huyền Cơ, mà là sợ. Nhớ đâu sau khi mình đi xuống, Tiểu Ngư đã bị đưa đi luân hồi, vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Cho dù mình đem tuần du ti săn bằng, Tiểu Ngư cũng không về được. Diệp Thiếu Dương liếc lão quách một cái, lão quách sắc mặt trắng bệch, gần như thất thần. Lão quách luôn luôn tỉnh táo nhất, thế mà hoang mang lo sợ thành bộ dạng này, Diệp Thiếu Dương thấy mà đau lòng. Vỗ vỗ bả vai hắn nói, huynh yên tâm, chỉ cần tiểu ngư còn ở âm ti, đệ nhất định sẽ cứu con bé về. Lão quách nhìn hắn một cái, gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Đến quỷ vực, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác được lòng bàn tay trái chuyển đến hồn ấn dị động, mở bàn tay nhìn. Hồn ấn bốn người bọn tiểu thanh tiểu bạch, qua qua tranh tử đều bị kích hoạt, hơn nữa phương hướng nhất trí, đều đến từ vị trí nào đó trong phong đô thành diệp thiếu dương suy tính một chút hẳn là phương hướng luân hồi đạo trong lòng diệp thiếu dương hơi mừng bốn người cùng nhau gửi tín hiệu cho mình phương hướng còn ở luân hồi đạo cái này có phải nói rõ hồn phách tiểu ngư còn chưa bị đưa vào luân hồi hay không còn có hy vọng diệp thiếu dương chỉ nói một tiếng bắt đầu chạy vội trong chớp mắt tới dưới cửa thành dưới cửa thành có bốn quỷ sai gác thấy đoàn người diệp thiếu dương tới gần lập tức giơ lên hồn khí hình dạng cây thương trong tay giao nhau cùng một chỗ ngăn đường diệp thiếu dương lấy ra thiên sư bài nói ta có việc gấp xin mau cho đi bốn quỷ sai cười lạnh một kẻ trong đó nói diệp thiên sư ti chủ có lệnh không cho phép ngươi vào thành diệp thiếu dương ngẩn ra lúc này mới nhìn ra trang phục bốn người trước mặt này không giống với quỷ sai trước đây trên người bốn người đều mặc đồng giáp dạng dỡ tỏa sáng quỷ khí rất rõ ràng tu vi không phải quỷ sai bình thường có thể so sánh đồng giáp quỷ võ sĩ diệp thiếu dương ngẩn ra nói các ngươi là thủ bị ti một kẻ trong đó nói không sai bởi vì trong thành xảy ra chuyện chúng ta phụng mệnh ti chủ đến thủ bị cửa thành toàn bộ sinh hồn âm hồn đều không thể thông hành diệp thiên sư mời về binh sĩ thủ bị ti xưng là u binh tương đương với cấm vệ quân nhân gian thời cổ địa vị so với quỷ sai âm binh bình thường cao hơn nhiều bình thường đều ở trong thành gác nhà môn quan trọng một khi trong phong đô thành xảy ra ngoài ý muốn gì dựa theo âm luật u binh sẽ tiếp quản phòng thành một điểm này vốn là hợp tình hợp lý nhưng diệp thiếu dương lập tức nghĩ đến sự tình trong miệng u binh này nói có phải đám người qua qua tạo thành hay không vừa nghĩ đến cái này càng thêm sốt ruột lúc này lão quách vượt ở trước hắn đi qua hướng bốn vị u binh chắp tay nói liệt vị tại hạ quách tiến cùng vương đề hạt của thủ bị ti có chút giao tình chúng ta thật sự có việc gấp phải vào xin giàn xếp đôi chút tất cả dễ nói bốn u binh lập tức lộ ra nụ cười khinh miệt một tên trong đó quát lớn ngươi tính là cái quái gì cũng dám nói này nói nọ đối với chúng ta nói thật với ngươi chúng ta hôm nay chặn lại chính là các ngươi mau lui bằng không lập tức đem các ngươi truy bắt lão quách ngẩn ra còn muốn nói gì diệp thiếu dương tiến lên một bước rút ra thất tinh long tuyển kiếm nhắm ngay bốn vị u binh bốn người cả kinh diệp thiếu dương người dám động thủ các ngươi đã chuyên môn cản ta cũng không có gì để nói nữa dứt lời nâng kiếm mà lên nhanh đi cầu viện người cầm đầu trong đó quát ba người tiến lên chặn lại diệp thiếu dương một người khác xoay người vào thành mới ra khỏi cửa thành đột nhiên một người đi tới trước mặt ngăn chờ đường đi lớn mật u binh hét lớn một tiếng đột nhiên thấy rõ người tới cuống quýt hành lễ tiêu lăng quân tất cả đều dừng tay không thể vọng động tiêu giật vân quát một tiếng bay người đến diệp thiếu dương nhìn thấy là tiêu giật vân trong lòng vui vẻ vội vàng dừng tay ba u binh kia cũng dừng tay hướng tiêu giật vân chắp tay hành một lễ tiêu giật vân sắc mặt lạnh lùng nói với bốn vị u binh để bọn họ đi vào bốn người nhìn nhau kẻ cầm đầu kia chắp tay to gan nói tiêu lăng quân huynh đệ chúng ta phụng mệnh ti chủ tiến đến chặn lại diệp thiếu dương cứ như vậy trở về sợ không dễ ăn nói tiêu giật vân tuy địa vị cao thượng bọn họ nào dám đắc tội nhưng có lệnh trong người cũng không dám nghe hắn tiêu giật vân không nhiều lời từ trong tay áo đưa ra một món đồ lập lòe ánh vàng là một cây gỗ màu xanh biếc bên trên treo một chuỗi vật hình dạng trăng lưỡi liềm không phải vàng cũng chẳng phải ngọc nhìn không ra chất liệu là gì phát ra u quang thanh nhã khảm trên đó bốn chữ triện thông phán âm dương thiên tử sứ tiết bốn người kinh hô lên thân là u binh bọn họ tuy chưa từng gặp thứ này nhưng đã từng nghe nói phải nói toàn bộ âm ty không có ai không biết thứ này thiên tử điện uy nghi ở đó gặp thiên tử sứ tiết giống như gặp bản thân thôi phủ quân hơn nữa phân lượng thiên tử sứ tiết này so với thần bài địa vị của thôi phủ quân còn cao hơn thần bài là dùng để làm việc các phương đều phải phối hợp thiên tử sứ tiết này vừa ra, thì không là chuyện phối hợp nữa. Trên tới ti chủ 72 ti trừ luân hồi ti, dưới tới quỷ sai âm binh, ai dám không theo. Tiêu giật vân lớn tiếng hô, thiên tử có lệnh, mau để đám người diệp thiếu dương vào thành, ai dám trái lệnh. Bốn người vội vàng quỳ xuống, run bần bật, không dám ngửa mặt lên nhìn. Tiêu giật vân hướng diệp thiếu dương nháy mắt, xoay người bước đi, ba người bọn diệp thiếu dương lập tức đuổi kịp. Đa tạ, diệp thiếu dương đi đến bên người tiêu giật vân, nói, đây là hai người quen biết lâu như vậy diệp thiếu dương lần đầu tiên hướng hắn nói lời cảm tạ tiêu giật vân nhìn hắn lộ ra một nụ cười khổ sở bốn người xuyên qua thành uổng tử đi thẳng về phía luân hồi đạo dọc theo đường đi gặp được vài tốp u binh cùng tuần du ngăn trở bởi vì bọn họ có thiên tử sứ tiết trong tay không ai dám ngăn trở diệp thiếu dương xe mà kinh hãi thầm nghĩ may có tiêu giật vân lai tiếp ứng bằng không cho dù xông vào phong đô thành đối mặt canh gác nghiêm ngặt như thế cũng rất khó xông qua, cho dù thật sự một đường giết qua, tiểu ngư khẳng định đã sớm bị đưa vào luân hồi rồi. Đám người qua qua sớm đã vào thành, âm thầm giám sát ngư huyền cơ, cho nên không cần trải qua những sự ngăn trở này. Tranh tử, tiểu thanh tiểu bạch tự không cần phải nói, bọn họ thân là âm thần, còn có chức vị nhất định, đám u binh này tự nhiên không thể ngăn trở, nhưng sau hôm nay, có thể bọn họ đều phải bị tước chức. Hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương thở dài, hướng tiêu giật vân nói may có phủ quân đại nhân chiếu cố vô cùng cảm kích không quan hệ với phủ quân đại nhân tiêu giật vân lạnh như băng nói diệp thiếu dương sửng sốt đột nhiên đứng lại tiêu giật vân đẩy hắn một phát nói đi mau có thể cứu được hay không phải xem tạo hóa của ngươi ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi qua mà thôi bây giờ rốt cuộc là tình huống thế nào diệp thiếu dương vừa chạy vội vừa hỏi ngư đạo trưởng thuyết phục mấy vị ti chủ còn có vị phật gia kia của vô lượng giới sự tình bị tiếp quản âm ti không có thái độ. Không có thái độ. Có vô lượng giới tọa chấn, âm ti không có thái độ. Tiêu giật vân nhìn hắn nói, việc này thập tử vô sinh, ngươi không nên tới. Diệp thiếu dương gửi nhẹ, ta từng sợ ai, chỉ cần có thể đem tiểu ngư cứu về, mặc kệ thứ khác. Lão quách ở một bên nghe thấy câu này, ánh mắt lóe lên, âm thầm nghiến chặt răng. Tiêu giật vân quát. Từ luân hồi ti cướp người, Diệp Thiếu Dương, ngươi cho rằng ngươi là ai, thực đem bản thân coi là tổ tiên Diệp tổ sư của ngươi ta ai cũng chẳng phải ta là bản thân ta chuyện ta muốn làm ta phải đi làm việc ta nên làm ta phải đi làm diệp thiếu dương chậm rãi nói ngữ khí rất bình tĩnh không có một chút kích động lại đầy khí phách tiêu giật vân đột nhiên cười phá lên sửa sự nho nhã bình thường lớn tiếng khen tốt 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 đây mới là diệp thiếu dương ta quen không uổng công ta vì ngươi một hồi đáng giá diệp thiếu dương nhướng mày cảm giác lời gã nói có chút không thích hợp hơn nữa trong giọng nói tựa như mang theo một tia bi thương nhưng lúc này đã tới ngoài cửa luân hồi ti không kịp hỏi phía trên cửa chính luân hồi ti giống như quỷ thành trong khu vui chơi ở nhân gian bên trên tạo một cái mặt quỷ dữ tợn đáng sợ làm người ta nhìn mà e sợ trong miệng của cái mặt quỷ lại là một luồng khí tức quay tròn không ngừng xoay tròn sáu luồng lên xuống tượng trưng lục đạo luân hồi cửa là hai cánh đối nhau bên trên treo một khối hoành phi viết bốn chữ xuất sinh nhập tử bốn chữ này phải tách thành hai phần để xem luân hồi đạo không ở trong âm dương đại điện của luân hồi ti mà là ở bên cạnh qua một hành lang gấp khúc có một cái luân hồi đạo diệp thiếu dương lần trước vì cứu phụ thân từng đến đây xông qua một hồi không ngờ hôm nay lại tới nữa nghĩ đến phụ thân nhậm chức ngay tại luân hồi ti diệp thiếu dương đứng ở ngoài cửa lớn luân hồi ti chắp tay vái sâu hết cỡ nếu phụ thân biết nguyên nhân chuyến đi này của mình nhất định cũng sẽ ủng hộ mình diệp thiếu dương tin tưởng vững chắc xuyên qua hành lang gấp khúc tới ngoài cửa luân hồi đạo bốn người nhìn qua nhất thời sửng sốt cửa vào luân hồi đạo luôn luôn là do quỷ sai áo vàng gác lần trước mình từng xông vào một lần không ngờ hôm nay hai người thủ vệ này mặc giáp trụ một đầu đội tứ phẩm pháp quan màu vàng một đầu đội tam phẩm pháp quan màu lam một tay cầm trấn yêu tháp một tay cầm hộ pháp kim giản uy phong lẫm liệt chính là nhị pháp vương cùng tam pháp vương không dễ xử lý tiêu giật vân bước nhanh đi qua ba người đồng thời hành lễ phụng mệnh thôi phủ quân đưa ba người bọn diệp thiếu dương qua luân hồi đạo còn xin hai vị pháp vương cho đi. Tiêu giật vân đem thiên tử sứ tiết đưa ra. Hai vị pháp vương thấy thiên tử sứ tiết, trên mặt hiện ra biểu cảm trần chờ. Nhị pháp vương chắp tay nói, lệnh của thiên tử, vốn nên vâng theo, chỉ là không nói dối tiêu lăng quân. Hai chúng ta là phụ mệnh chuyển luân vương chấn thủ nơi này, bất luận kẻ nào cũng không thể cho đi, đây là chuyển luân lệnh. Dứt lời lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ rực, bên trên vẽ một cái đồ án con mắt luân hồi, phát ra hàn quang lành lạnh chuyển luân lệnh, chính là cùng vật pháp lệnh tương đương thiên tử sứ tiết, ở ờ, âm ti cũng là hoành hành không bị ngăn trở, ai dám không theo. Tiêu giật vân nhất thời thầm nghĩ một tiếng không ổn, nếu hai huynh đệ này không có chuyển luân lệnh trong tay, mình dựa vào thiên tử sứ tiết, cho dù bọn họ không nguyện ý nữa, cũng phải cho đi. Nhưng hiện tại, hai bên đều như nhau, sự tình thật đúng là không dễ xử lý. Tam Pháp Vương nhìn thoáng qua thiên tử sứ tiết, cũng không nguyện rằng co. Nên nói, tiêu lăng quân, vương tọa hiện tại trong âm dương đại điện, ngươi cầm thiên tử sứ tiết chỉ cần đi vào xin một tiếng mệnh lệnh để hai huynh đệ ta không đến mức khó xử chúng ta lập tức cho đi tiêu giật vân thở dài không có thời gian nữa hai vị pháp vương thả ta đi qua sau chuyện ta tự tới hướng vương tọa thỉnh tội tuyệt không liên lụy các ngươi nhị vị pháp vương vừa nghe nhìn nhau một cái bắt đầu nói thầm nói đến nước này rồi nếu kiên trì nữa nhất định sẽ đắc tội thôi phủ quân hai người bọn họ tuy là pháp vương lại ở trực đãi nha môn luân hồi ti nhậm chức không có liên quan thôi phủ quân, nhưng còn chưa ngu xuẩn đến mức dám đối trọi hắn. Nếu tiêu giật vân thật sự nguyện ý gánh vác trách nhiệm, bọn họ ngược lại cũng muốn kiếm nhân tình. Cho dù sau chuyện chuyển luân vương truy cứu, bởi vì đối phương là cầm thiên tử sứ tiết đến, nghĩ cũng sẽ không quá phận trách phạt. Nhưng hai người vẫn có chút do dự. Lúc này lão quách đột nhiên bước ra khỏi hàng, hướng tam pháp vương quỳ gối hành đại lễ nói, nhiều ngày không gặp, tam pháp vương còn nhận ra ta chứ. Tam pháp vương sửng sốt, đánh giá cao thấp một cái rồi nói không sai là ngươi ngày đó bổn vương đi chóc nã đạo phong bị chu tiên kiếm trận vây khốn là ngươi đã cứu ta lão quách chắp tay lã chã rời lệ nói bị ngư huyền cơ bắt đi là con gái duy nhất của ta thiếu dương cùng phu nhân của hắn đều là vì giúp ta mà đến tam pháp vương hôm đó nói nợ ta một cái nhân tình hôm nay ta cả gan xin pháp vương bán một cái nhân tình thả chúng ta đi qua van xin ngươi tam pháp vương nhíu mày trầm ngâm một chút thăm dò nhìn nhị pháp vương một cái diệp thiếu dương lúc này tiến lên cũng gọi một tiếng nhị pháp vương hai người bọn họ vài lần bị ép đấu pháp đều không phải vì ân oán của mình mỗi một lần diệp thiếu dương đều cho đủ mặt mũi nhị pháp vương nhờ ơn trong lòng có tính toán thấy diệp thiếu dương gọi mình thở dài nói người ta không oán không thù lại liên tiếp không thể không đối nghịch thật đúng là quái quay đầu hỏi tiêu giật vân thả bọn họ đi qua cũng được sau này vương tọa bên kia người đi ôm trách nhiệm tiêu giật vân lập tức bái tạ hai vị pháp vương hướng bên cạnh nhường chút bốn người lập tức xuyên qua khi lão quách đi ngang bên người tam pháp vương tam pháp vương đột nhiên đè lại bờ vai của hắn lão quách cả kinh nói tam pháp vương tam pháp vương tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói đã đi qua cũng đừng đi vô ích một hồi lão quách cảm kích nhìn hắn một cái chắp tay bái tạ nhìn bốn người rời đi nhị pháp vương thở dài trước lẩm bẩm tiêu lang quân cầm thiên tử sứ tiết lại nguyện ý ôm trách nhiệm vương tọa bên này dễ nói nhưng phật gia bên kia không dễ báo cáo kết quả công tác bọn họ sinh ở phật môn trực ở luân hồi ti giống như nhân gian điều tạm không biết khi nào trở về bởi vậy hai bên đều là lãnh đạo đều không dám đắc tội tam pháp vương nghĩ nghĩ hỏi nhị pháp vương người đánh thắng được diệp thiếu dương sao nhị pháp vương lắc đầu ở trước mặt huynh đệ nhà mình cũng không có cái gì mặt mũi hay không ăn ngay nói thật tam pháp vương nói thì đó, chúng ta đánh không lại Diệp Thiếu Dương, nếu ngăn đến mức nổi nóng, hắn tất nhiên xông vào, đến lúc đó vẫn đi qua. Tiêu Lang Quân cũng ở đây, còn hỏng tình nghị thiên tử điện cùng Luân Hồi Ti. Dù sao kết quả đều như nhau, sao không bán một cái nhân tình? Đến lúc đó Phật ra hỏi, cứ nói như vậy. Nhị Pháp Vương gật gật đầu, việc đã đến nước này, cũng chỉ đành như thế. Tam Pháp Vương thở dài nói, nghẹn khuất, người nói nếu chuyện của bản thân Phật môn, chúng ta làm ác nhân một hồi thì thôi, ngư đạo trưởng là đạo môn, đạo môn bọn họ nội chiến, chuyện liên quan gì tới chúng ta chứ, Phật gia cần gì phải chen ngang. Nhị Pháp Vương thấp giọng nói, ăn nói cẩn thận, có người đến. Vừa dứt lời, một nam tử mặc áo dài màu xám từ ngoài sân đi tới, khi đi ngang qua lối vào luân hồi đạo, hướng hai vị Pháp Vương kho mình hành lễ. Trang phục làm việc màu xám, đại biểu người này chỉ là công tào bình thường, so sánh với hai Pháp Vương, hoàn toàn không có địa vị gì đáng nói, nhưng hai Pháp Vương nhìn thấy hắn, lại là vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu nhị pháp vương hỏi diệp văn thư đi đâu diệp văn thư nói chuyển luân vương có việc gọi ta nói vài câu đơn giản diệp văn thư cáo từ rời đi vào luân hồi ti từ cửa bên của đại điện đi ra ngoài lên từng bậc tới chỗ cao nhất âm dương điện ngay tại phía trên cùng từ bên dưới nhìn hướng lên trên âm dương điện giấu ở giữa một mảng mây đen mù xương cái gì cũng không nhìn thấy nhưng từ nơi này nhìn xuống phía dưới lại có thể đem toàn bộ âm ty đều nhìn thấu triệt diệp văn thư làm phép ở trong tay đốt lên một ngọn đèn quỷ chiếu sáng lên phía trước tầm mắt xuyên qua sương mù thấy vài cái bóng người chạy ở trên luân hồi đạo tập trung ở trên người diệp thiếu dương trong ánh mắt tràn ngập phức tạp sau đó lại đem ánh mắt nhắm nhuế lãnh ngọc nhẹ nhàng cười trong miệng lẩm bẩm tiểu tử thật ra phúc khí tốt ta như vậy cũng yên tâm nhìn theo bọn họ rời khỏi luân hồi đạo lúc này mới xoay người tới âm dương điện rời luân hồi đạo vừa tới bờ sông vong xuyên diệp thiếu dương liếc một cái nhìn thấy không ít người đang đấu pháp một bên là mấy quỷ phó của mình, đều đã hiện ra chân thân, dựa vào nhau, thành thế tựa vào nhau, đang đấu pháp với một đám tăng binh. Ở giữa mấy người còn kèm theo một ít du hồn, đều là hình thái trẻ nhỏ, Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhìn thấy thất bảo, lập tức hiểu, những tiểu tử kia đều là tiểu đệ qua qua gọi tới. Đám tăng binh đối phương, do Phật Đà, ác quỷ cùng dạ xoa tạo thành. Phật Đà đều là cao tăng đắc đạo, sau khi chết nhập vào luân hồi, theo địa tàng vương ở vô lượng giới tu hành, tu vi so với đệ tử cửa Phật bình thường tại nhân gian thì cao hơn rất nhiều. Dạ xoa là dạ xoa nhất tộc trong bát bộ thiên long của Phật môn, về phần ác quỷ thì là địa tàng vương từ địa ngục siêu độ, có một số nhập vào luân hồi, ở lại vô lượng giới. Đám tăng binh này ở dưới mấy vị tôn giả dẫn dắt, thế công cực kỳ mãnh liệt, đem đám người qua qua bước đến một chỗ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Trong bốn vị tôn giả, hàng ma tôn giả ở trước nhất, tế ra tam phẩm đài sen, rằng co với tiểu thanh. A-di-đà Phật, hai vị đề hạt sứ chính là âm thần cớ gì làm việc phản nghịch này mau mau thối lui còn có cơ hội dịu đi nói nhảm thật nhiều tiểu thanh lạnh lùng nói hóa ra chân thân đánh với hàng ma tôn giả không rơi vào thế yếu tiểu bạch cũng đứng vững một vị tôn giả quay đầu hô lão nhị lão đại khi nào đến nha đừng gọi ta lão nhị qua qua lường cô một cái vỗ ba đôi cánh đem mấy tăng binh đối diện thổi đi không quay đầu lại nói tranh tử lão đại rốt cuộc khi nào đến Tới ngay bây giờ, chúng ta chống đỡ trước là được." Vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy mấy bóng người từ âm dương đạo bay tới, nhìn kỹ, nhất thời mắt sáng lên, "Lão đại, lão đại." Những tiểu gia hỏa này đều hô lên, chỉ có Thất Bảo chờ bọn họ đều hô lên, mới đắc ý gọi một tiếng, "Lão ba." Diệp Thiếu Dương cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, hướng Hàng Ma Tôn giả cho một kiếm, Hàng Ma Tôn giả không dám chậm trễ, vội vàng phân ra hai đóa hoa sen, ý đồ nâng bảo kiếm. Không ngờ nhuế lãnh ngọc lấy ra ngũ bảo kim liên, niệm chú thổi ra kim liên nghiệp hỏa. Trong sen vàng, có ba cánh hoa cháy lên, ba ngọn lửa màu vàng hướng hàng ma tôn giả cuốn đi. Kim liên nghiệp hỏa. Hàng ma tôn giả cả kinh, vội vàng lại từ trên không rút xuống một đóa hoa sen, ngăn trở ba luồng lửa, một khi tiếp xúc, lung lay muốn đổ. Diệp Thiếu Dương bắt lấy thời cơ, cương khí trong nháy mắt hướng trên thân thất tinh long tuyển kiếm rót đi, một đóa hoa sen nhỏ kia nào chống đỡ được một đòn toàn lực của hắn, nhất thời thoát phá trong lòng hàng ma tôn giả phát lạnh, vội vàng giơ cao hai tay, dùng một chuỗi chân trâu bám trụ lưỡi kiếm, đôi bàn tay tê dại, ngã ngồi xuống. Tiểu bạch thừa cơ đánh nát hoa sen trước mặt, hóa thành một luồng yêu khí màu xanh, đem hàng ma tôn giả trói chặt, bóp chặt khí môn, khiến hắn không thể làm phép. Diệp thiếu dương dơ lên thất tinh long tuyển kiếm, hướng mặt hàng ma tôn giả đâm xuống. Tặc tử to gan, một vị tôn giả bên cạnh cách gần nhất bay tới, đến cứu hàng ma tôn giả. Vị tôn giả này hai tay trà sát, hai tay biến thành một đôi Phật thủ ấn thật lớn, nâng thất tinh long tuyển kiếm, phụ cận tôn giả cùng tăng binh còn lại cũng lập tức chạy tới, bị đám người tiểu thanh liều mạng ngăn trở. Ở nháy mắt hai tay vị tôn giả này bắt được thất tinh long tuyển kiếm, Diệp Thiếu Dương xoay lưỡi kiếm, niệm một lần chú ngữ, tôn giả này lập tức cảm nhận được một lực hút cường đại, đem hai tay mình hút chặt. Tôn giả lập tức làm phép, ý đồ ném bảo kiếm ra. Nhưng ngay trong nháy mắt này, nhuế lãnh ngọc lại lần nữa thổi ra kim liên nghiệp hỏa, dâng trào đến vị tôn giả này hai tay bị chế trụ, trong tình thế cấp bách bả vai run lên, áo cà sa trên người bay xuống, ngăn ngọn lửa, không đợi hắn được thở một hơi, đột nhiên cảm thấy cổ căng lên, lại là Diệp Thiếu Dương bắt lấy thời cơ, dùng câu hồn tác cuốn lấy cổ hắn, dùng sức kéo, lại hất về phía mặt đất, tính cả hàng ma tôn giả trên mặt đất cùng nhau trói lại. Tiểu Thanh là yêu phó của Diệp Thiếu Dương, tự nhiên không sợ câu hồn tác, lúc này mới buông ra hàng ma tôn giả, chậm rãi rời khỏi. Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo căng cầu hồn tác, đem hai vị tôn giả trói vào nhau. Mọi thứ này xảy ra chỉ ở trong một cái đối mặt, nhiều nhất chỉ mười mấy giây, từ bắt đầu, sau đó kết thúc. Đến khi mình trở thành con tin trong tay Diệp Thiếu Dương, vị tôn giả kia mới hiểu, Diệp Thiếu Dương thật ra căn bản không dám giết chết hàng ma tôn giả, một kiếm kia đâm xuống, chỉ là vì đem mình dẫn tới. Sau đó Diệp Thiếu Dương cùng nhuế lãnh ngọc cực kỳ ăn ý phối hợp, bắt được cơ hội chớp mắt là lướt qua diệp thiếu dương ngươi làm phép vậy quá mức không biết xấu hổ diệp thiếu dương cúi đầu nhìn thoáng qua vị tôn giả mình ngay cả tên cũng không gọi ra được này căn bản lười quan tâm nhìn hai vị tôn giả cùng mười mấy tăng binh từ xung quanh tụ tập tới dùng sức đem hai gã tôn giả trong tay nhấc lên lớn tiếng quát chỉ cần có một người động thủ ta lập tức giải quyết bọn họ hai vị tôn giả đối diện vừa nghe vội vàng mệnh lệnh bộ hạ đứng lại một vị trong đó hai tay chắp chữ thập nhìn diệp thiếu dương nói giết tôn giả phật môn ta tất phải xuống A tỳ địa ngục, ngươi tuy là thiên sư, cũng không thể tránh được. Ngươi nghĩ rằng ta không dám. Diệp Thiếu Dương gửi lạnh một tiếng, lấy ra diệt linh đinh, kê dưới cầm hàng ma tôn giả, ta có thể đến nơi đây, đã không nghĩ tới trở về. A di đà Phật, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục. Hàng ma tôn giả thản nhiên nói, vẻ mặt thấy chết không sờn. Diệp Thiếu Dương gửi lạnh một tiếng, mang theo khinh miệt. Đối diện, trong ánh mắt hai vị tôn giả kia lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc kệ là nhân gian hay quỷ vực, bọn họ chưa từng gặp ai như diệp thiếu dương hai người trao đổi một ánh mắt đều xác định một điểm nếu đem diệp thiếu dương bức nóng thằng cha này tuyệt đối dám động thủ giết người lão đại nhanh đi cứu tiểu ngư cô ấy bị ngư huyền cơ mang đi được một lúc rồi qua qua suốt ruột hô diệp thiếu dương dùng hai tấm linh phù đem hai tôn giả thu lại hai người bọn họ cũng là âm thần trên bản chất không khác gì với bất cứ quỷ hồn nào như vậy giết con tin càng thêm dễ dàng chỉ ở trong cái nâng tay của diệp thiếu dương diệp thiếu dương hướng đội tăng binh kia chạy qua hai vị tôn giả đó chăm chú nhìn hắn một hồi ở lúc hắn chạy tới trước mặt rốt cuộc vẫn hạ lệnh bảo các tăng binh tách ra nhường ra một con đường bên kia đánh nhau cũng đã dừng lại đám qua qua đuổi theo diệp thiếu dương một đám nhân mã từ trong bức tường người chui qua đạp con đường nhỏ hoa bỉ ngạn nở lao về phía giếng lục đạo luân hồi phía sau các tăng binh kia lập tức hợp vây đưa bọn họ vây lại trước giếng luân hồi ngư huyền cơ ngồi trên không trung thần quấn cương phong, đầu hiện tam hoa, đang làm phép, lâm vào trong nhập định. Ở trước người nàng, thập nương và một đám người tuần du ti đang hộ pháp cho nàng. Thiếu dương, nơi đó, nhuế lãnh ngọc mắt sắc, liếc một cái nhìn thấy tiểu ngư đứng lơ lửng ở trong bóng tối của giếng luân hồi. Từ trong giếng luân hồi bắn ra một ánh sáng nhu hòa, ở trên người cô bé vần quanh qua lại, tiểu ngư giống như là lơ lửng ở không trung hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua hoàn toàn không có cảm giác. Tiểu ngư, tiểu ngư, lão ba đến rồi lão quách vừa thấy tiểu ngư, nháy mắt sụp đổ, khóc lóc muốn lao tới, bị đám người qua qua gắt gao giữ chặt. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc kích động, hỏi Tiêu Giật Vân, đây là đang làm gì? Tuy tình huống khẩn cấp, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không dám vọng động, sợ ngược lại phá hỏng sự tình. Tiêu Giật Vân nhìn thoáng qua nói, ánh sáng kia hẳn là tẩy trần quang, là muốn sóc bổn truy nguyên, tẩy đi trần niệm trong hồn phách tiểu ngư, như vậy mới có thể một lần nữa dung hợp với ngư huyền cơ, ngư huyền cơ khẳng định là đang làm phép, thiếu dương, còn có thời gian, nhưng không nhiều nữa. Cảm ơn trời đất, cuối cùng đã kịp. Diệp thiếu dương nhìn quét, trừ người của tuần du ti, ở trong bụi hoa cùng bóng cây hai bên còn không ít người đứng. Hai vị ti chủ, sáu vị âm thần tán tiên. Tiêu giật vân nhận ra, còn có nhóm người trong Phật môn phía sau. Diệp Thiếu Dương, ngươi làm tốt chuẩn bị tình huống xấu nhất đi. Diệp Thiếu Dương chưa đợi mở miệng, đối diện thập nương nhìn thấy Tiêu Giật Vân, lại nhìn thấy thiên tử sứ tiết trong tay hắn, sắc mặt trầm xuống, hô lớn, thôi phủ quân không giúp chúng ta thì thôi, chẳng lẽ thật muốn giúp người ngoài đến đối phó sư muội của mình sao? Tiêu giật vân lộ ra một tia cười khổ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn mọi người một cái nói, chuyện hôm nay, không có cách nào kết thúc trong êm đẹp nữa, mặc kệ có được không, chúng ta đều kiếp số khó thoát, ta vì cứu cháu gái ta, chết cũng không tiếc, các ngươi nếu hiện tại rút đi, về sau vẫn là huynh đệ, nếu không đi, có kết quả gì, ta không dám cam đoan bọn qua qua không nói lời nào, bọn họ cũng đều biết, phen lời này không phải nói cho mình nghe, ở một khắc bọn họ nhận chủ, đã sớm đem vận mệnh mình và Diệp Thiếu Dương cột vào nhau, chưa từng nghĩ tới lâm trận lùi bước. Đoạn lời này là nói cho các tiểu đệ kia của qua qua nghe. Qua qua hướng bọn họ quát, một đứa cũng không cho đi. Thất bảo chu mỏ bất mãn reo lên, ai nói muốn đi, hung cái gì mà hung. Trừ thất bảo đem Diệp Thiếu Dương coi là lão ba, tuyệt đối trung thành, người còn lại đối với Diệp Thiếu Dương chỉ là sùng bái, chưa từng có bao nhiêu qua lại, nhưng bọn nó là tiểu đệ của qua qua, ý tưởng rất đơn giản, lão đại của lão đại, chính là lão đại của mình, hơn nữa bản thân qua qua cũng lưu lại, bọn nó đương nhiên sẽ không đi. Lập tức đều lắc đầu. Hồn phi phách tán, muôn chết không từ. 500 năm sau vẫn là một quỷ hùng. Một số lời nói hùng hồn từ trong miệng bọn nó đám trẻ con mấy tuổi này nói ra, nghe có chút buồn cười, cũng có chút ngây thơ, nhưng đã thiêu đốt lên sự hào hùng của Diệp Thiếu Dương trường kiếm vung lên nói, các huynh đệ theo ta sông pha một hồi, tương lai trở về cũng có cái chém gió, lục đạo luân hồi, ta cũng từng xông qua. Nói xong, là người đầu tiên sông lên, nhuế lãnh ngọc theo sát sau. Phía sau tiếng hô giết như sấm dậy. Qua qua, tranh tử, tiểu thanh, tiểu bạch, mỹ hoa, năm đại tùy tùng, dẫn dắt một đám tiểu quỷ, hoàn toàn không sợ hãi sông lên. Chờ cái gì? Tranh tử quay đầu trừng mắt nhìn tiêu giật vân một cái. Thôi, Tiêu giật vân thầm than một tiếng, cũng xông lên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Đối diện, một đám âm thần của tuần du ti thấy một màn này, trong ánh mắt đều hiện ra một tia kinh ngạc cùng hoang mang. Bọn họ thân là âm thần, bao nhiêu năm rồi, vẫn là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, trong lòng nói không rõ được cảm giác là thế nào. Bày trận, thập nương hét lớn, mở ra dương bách bảo, lập tức hất ra hào quang đầy trời, bên người ngân giáp quỷ võ sĩ thụ yêu hỏa tinh một đám tuần du quỷ sứ còn có một số quỷ yêu tinh quái trước đó diệp thiếu dương chưa từng gặp từ từ tản ra một đống chen trúc với nhau hình thành tám phân đội tản ra hình cung một kẻ cầm đầu mỗi một đội trong tay đều cầm một cái lá hoa quế tản mắt ra hào quang khác nhau vàng đỏ cam lục lam tím đen trắng tám đạo linh quang hình thành tám quỷ môn phân biệt ở trước tám đội người trong tám cửa có linh lực giao động nối liền bát môn kim tỏa kiền khôn đại trận diệp thiếu dương tuy không hiểu trận pháp này nhưng liếc một cái nhìn ra nguyên lý trận pháp này là bát quái diễn bát môn trong đó khó đối phó nhất nhất định là hai cửa càn khôn vì thế chỉ điểm nhuế lãnh ngọc cùng mình phân biệt xông vào hai cửa càn khôn người còn lại cũng không chậm trễ phân tán ra phân biệt tấn công vào trong quỷ môn cách mình gần nhất vừa vào trong cửa bên người lập tức gió mây biến ảo các loại linh lực từ bốn phương tám hướng ập tới diệp thiếu dương vừa phản kích vừa tìm kiếm chỗ mắt trận hiện tại gấp gáp nhất không phải đấu pháp với đám quỷ yêu này mà là phá trận cứu người nhưng không nhìn thấu được một tầng mắt trận trận pháp lập tức biến ảo từ càn vào khôn lại từ khôn chuyển đoái diệp thiếu dương rất nhanh đã hiểu ảo diệu của trận pháp này chính là bát môn nối liền đơn độc phá đi một quỷ môn tám cửa sẽ lập tức xoay tròn càn khôn đổi chỗ tự động chữa trị sinh sôi không thôi nếu ở trước khi mình học được tiên thiên bát quái muốn phá trận hầu như không có hy vọng cho dù là ở trước hôm nay mình còn chưa biết toàn bộ quẻ tượng của Tiên Thiên Bát Quái, muốn thôi diễn ra diễn biến của trận pháp trước mắt này cũng cần một thời gian rất dài, nhưng hiện nay, hắn chỉ thử vài lần, đã thông qua quỷ môn diễn biến, suy tính ra cơ chế sinh tức của toàn bộ trận pháp. Lập tức rời khỏi quỷ môn, hơn nữa triệu hồi mọi người cùng nhau rời khỏi. Thấy những người này lui, đám thập nương cũng không truy kích, thập nương ở trong trận cười lạnh lên. Diệp Thiếu Dương, tỷ tỷ biết ngươi sẽ đến, đã bày ra Tu Di Bát Môn đại trận này đừng nói là ngươi cho dù sư phụ ngươi thanh vân tử đến trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá giải ngươi không phải một mực đối nghịch chúng ta sao mà nay ngươi sắp tận mắt thấy cô nương này bị tỉ tỉ thu như thế nào ha ha diệp thiếu dương ngươi thế mà dám xông vào luân hồi đạo hôm nay nơi này cũng không phải nhân gian chờ tỉ tỉ hút xong hồn phách cô nương này sẽ là tử kỳ của ngươi cười lạnh mấy tiếng ánh mắt lướt qua đám người diệp thiếu dương rơi ở trên thân các tăng binh kia khai đạo minh pháp hai vị tôn giả xin ra tay vây khốn tặc tử này. Hai vị tôn giả nhìn nhau một cái, minh pháp tôn giả thấp giọng nói, sư huynh, việc gì phải dính vào. Khai đạo tôn giả nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, hắn đang vùi đầu vẽ bùa, đối với mọi thứ chung quanh đều không để ý tới. Hai vị sư huynh ở trong tay hắn, không thể vọng động, chỉ thủ chặt, không để hắn phá vây ra ngoài, chờ ngư đạo trưởng hấp thu hồn phách của giọt lệ, tự sẽ so đo với hắn, chờ bắt hắn, chúng ta lại đòi về hai vị sư huynh, mới là chính đạo. Minh Pháp tôn giả gật gật đầu, cũng nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, thấy hắn còn đang vẽ bùa, buồn bực nói, hắn không đi phá trận, đang làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nào có thời gian để ý tới thập nương trào phúng? Sau khi từ trong trận Pháp rời khỏi, hắn liền lấy ra một sấp linh phù, dùng bút chu sa ở bên trên phân biệt vẽ ra phù văn khác nhau, rốt cuộc hoàn thành, phân biệt giao cho năm người bọn qua qua. Nhuế Lãnh Ngọc và Tiêu Giật Vân cũng được chia một tấm, một tấm cuối cùng mình giữ lại, cộng cả mình, vừa lúc là tám người sau đó mở ra ba lô, tìm diệt linh đinh, tỳ hư ấn. Các pháp khí, phân biệt giao cho năm người bọn qua qua, bản thân nhuế lãnh ngọc và tiêu giật vân có pháp khí cường đại, cũng không cần. Tám người chúng ta cùng nhau xông vào, tìm được mắt trận, đừng đi hủy hoại, nghe ta hiệu lệnh, đem linh phủ rán ở trên pháp khí, sau đó cùng nhau đưa vào mắt trận, trận pháp lập tức có thể phá. Ở dưới sự dẫn dắt của hắn, tám người tách ra, phân biệt xông vào trong tám quỷ môn, vừa chiến đấu, vừa lần lượt tìm được mắt trận. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, đem Thất Tinh Long Tuyển Kiếm Gián Linh Phù đóng đinh vào trong mắt trận, bảy người còn lại cũng ở trong cùng thời điểm làm ra hành vi tương tự. Chỉ nghe ầm một tiếng, một linh lực dao động kỳ dị ở trong quỷ môn nổ tung, linh lực ràng buộc chống đỡ bát môn lưu chuyển nháy mắt mất đi tác dụng, vài giây sau, tám cửa lần lượt vỡ vụn, linh lực sói mòn sạch sẽ. Sao có thể? Thập Nương kinh hô, bị lực cắn trả của trận pháp đẩy lui một trượng, trong lòng kinh hãi không thôi tu di bát môn đại trận này thần diệu vô cùng dùng để phòng thủ hầu như không có sơ hở sao có thể dễ dàng như vậy bị diệp thiếu dương phá giải trong giây lát cô ta hiểu được điều gì đó cả người chấn động nhìn diệp thiếu dương lẩm bẩm diệp thiếu dương người đã học được tiên thiên bát quái vừa dứt lời diệp thiếu dương đã phi thân mà lên lao về phía giếng lục đạo luân hồi đem bọn hắn ngăn lại thập nương hét lớn một tiếng bản thân phi thân đi cản trước, hai vị ngân giáp quỷ võ sĩ cũng bay lên trời, theo cô ta cùng nhau ngăn trở Diệp Thiếu Dương, thủ hạ còn lại cũng ùa lên, cùng người của Diệp Thiếu Dương đứng thành một mảng. Hỗn chiến rốt cuộc bắt đầu. Diệp Thiếu Dương toàn lực ra tay, trụ vững châu quang bảo khí của Dương Bách Bảo, đánh lui hai vị ngân giáp quỷ võ sĩ, bỏ qua thập nương, phi thân tới chỗ cách tiểu ngư chỉ có mấy mét, hầu như đưa tay có thể chạm tới, đột nhiên, phía trước vốn rỗng tuếch xuất hiện một tấm lưới linh lực ánh vàng đan sen diệp thiếu dương bất ngờ không kịp đề phòng va lên bên trên lập tức bị bắn ra ngoài chưa đợi rơi xuống đất đột nhiên một vòng quang ảnh thật lớn từ trên trời giáng xuống đem diệp thiếu dương vòng vào diệp thiếu dương tập trung nhìn lại là một cái vòng tay tạo hình phong cách cổ xưa tính chất như ngọc giống như là vòng ngọc bình thường phóng đại gấp trăm lần phát ra ánh sáng lạnh thanh u hình thành một kết giới không có tính công kích nhưng diệp thiếu dương thử một phen tạo thành kết giới là một linh lực cực kỳ cường đại mình trong lúc nhất thời cũng không thể phá vỡ đang trong kinh hãi, đột nhiên có một nam một nữ, từ trong rừng cây hòe bờ sông Vong Xuyên đi ra. Hai người nhìn qua ngoài 30 tuổi, thân mặc đạo bào, tao nhã, rất có phong phạm tiên nhân. Một người tay kết nội phược ấn, một người tay kết ngoại phược ấn, người nhẹ nhàng mà đến, ở Diệp Thiếu Dương tả hữu khoanh chân ngồi xuống, niệm chú không ngừng. Diệp Thiếu Dương nhất thời hiểu ra, vòng ngọc vây khốn mình này, chính là hai người này làm phép duy trì. Diệp Thiếu Dương thấy trên thân hai người này từ khí quanh quẩn, tuyệt đối đều là cao nhân cấp địa tiên trở lên thế mà hai người cùng nhau mới có thể kích phát linh lực vòng ngọc nói rõ cái vòng ngọc này thần quái là pháp khí tuyệt đối không thua gì thất tinh long tuyển kiếm trong tay mình ánh mắt đảo qua vòng ngọc thấy bên trên có khắc một con loan phượng càng thêm xác định là vật của nữ nhân ở một mặt khác của vòng ngọc diệp thiếu dương cuối cùng phát hiện bốn chữ triện lê sơn côi bảo lê sơn diệp thiếu dương đột nhiên ngẩn ra hướng hai người đó nói lê sơn các ngươi là môn hạ lê sơn tiên nương hai người mỉm cười xem như ngầm thừa nhận diệp thiếu dương nhất thời kinh hãi không thôi lê sơn tiên nương đó là lê sơn lão mẫu dân gian thịnh truyền nhưng diệp thiếu dương không dám gọi thẳng tên tuy lê sơn lão mẫu chân chính không phải là thần tiên trong truyền thuyết mà là thượng cổ dị thú đằng xà tu thành chính quả vào đạo môn thụ phong chính thần tiệt giáo địa vị rất cao nhưng sơn môn ở trong thanh minh giới cũng không có gì liên hệ với nhân gian quỷ vực sao có thể đột nhiên đến nơi đây thập nương cười ha ha, hướng đôi tuấn nam mỹ nữ kia hành một lễ nói, sư huynh sư tỷ, tạm vây khốn thằng nhãi này chốc lát, vất vả rồi. Thì ra thập nương là môn hạ lê sơn lão mẫu. Diệp Thiếu Dương âm thầm kinh hãi. Hai người đó nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, đạo sĩ trong đó nói, ngươi cũng là đệ tử đạo môn, ở âm ti giữ chức quan gì, vì sao phản loạn? Phản loạn? Diệp Thiếu Dương không khỏi hỏi ngược lại. Bên cạnh đạo cô kia nói, nếu không phải phản loạn, tuần du ti vì sao muốn bắt ngươi? diệp thiếu dương vừa nghe lúc này mới biết hai vị này thì ra cái gì cũng không biết cẩn thận suy nghĩ tám phần là trợ thủ thập nương lâm thời mời đến dù sao là người của bọn họ lười nhiều lời hướng bốn phía nhìn lướt qua thấy các đồng bạn nhỏ của mình cùng tuần du thiên thần đang đứng thành một đoàn trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra thắng bại lại nhìn tiểu ngư vị trí thân thể lơ lửng trầm xuống một chút hai chân đã tiến vào giếng luân hồi từ trong thân thể không ngừng chảy ra thanh quang mở nhạt trong đó còn kèm theo một số thứ long lanh từng chút một hướng trên người ngư huyền cơ cách đó không xa hội tụ tới phía dưới giếng luân hồi đó là chỗ con mắt luân hồi một khi rơi vào con mắt luân hồi mặc kệ tiến vào một đạo nào trong lục đạo đều không có đường quay đầu đã không còn bao nhiêu thời gian thì ra ngươi là vì cứu người đạo sĩ lúc này mới nhìn thấy tiểu ngư cười nhẹ có chút khinh thường nói ngươi thế mà dám vọng tưởng từ trong lục đạo luân hồi cứu người thật sự là không biết trời cao đất rộng sư huynh, chỉ là một tên nhân gian pháp sư, không cần nhiều lời. Đạo cô nhẹ nhàng bâng quơ, trong giọng nói lại không che giấu được sự miệt thị. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý tới, tung người nhảy một cái, ở trên vòng ngọc hình phượng một hơi dán xuống ba tấm thần phù, niệm chú kích hoạt. Một luồng linh lực thật lớn bùng nổ ra ở trong kết giới. Vòng ngọc bắt đầu lay động, suýt nữa bị hất đi. Hai người cả kinh, cùng nhau làm phép gia cố kết giới, gắt gao kìm tỏa lực lượng thần phù, tuy nhìn qua cực kỳ cố sức, nhưng vẫn gắt gao đè xuống, hai luồng linh khí hình thành thế rằng co. Trong lòng Diệp Thiếu Dương so với bọn hắn còn giật mình hơn, ba đạo thần phù cùng nhau kích phát, thế mà không thể giải khai kết giới hai người bố trí. Tuy nói có linh lực cường đại của vòng ngọc thêm thành, nhưng hai người này có thể đem pháp khí cực mạnh này phát huy ra tác dụng như thế, chỉ có bốn chữ, tu vi cực sâu. Hai người này đều là đạo sĩ, vậy ít nhất đều là bài vị địa tiên. Quỷ vực dù sao khác biệt, ở nhân gian ngay cả thiên sư cũng cực ít gặp ở quỷ vực thế mà hai kẻ không biết tên cũng là bài vị địa tiên nhưng diệp thiếu dương theo đó nghĩ hai người này cũng không phải quỷ vực đến từ môn hạ lê sơn lão mẫu thanh minh giới có bài vị địa tiên cũng bình thường diệp thiếu dương khoanh chân ngồi trên mặt đất hai tay nắm hờ kết ấn từng tia từng luồng cương khí không ngừng từ trong cơ thể chảy ra cung cấp lực lượng duy trì ba đạo thần phù một đôi đệ tử lê sơn kia cũng ngồi ở hai bên không ngừng làm phép ba người tiêu hao đều cực lớn chỉ chốc lát sắc mặt đều trở nên tái nhợt đi nhìn qua cũng không biết ai có thể chống đỡ tới cuối cùng nhuế lãnh ngọc thấy đánh văng đối thủ của mình lao tới đột nhiên một bóng hình xinh đẹp lóe lên lại là bị thập nương cản đường hai người đều dùng ra toàn lực bắt đầu ra sức chiến đấu vừa đánh thập nương vừa đánh giá nhuế lãnh ngọc thản nhiên nói ta rất buồn bực ngươi xinh đẹp như vậy thân thủ cũng tốt vì sao sẽ thích diệp thiếu dương người như thế nhuế lãnh ngọc cười nói ta rất buồn bực ngươi xinh đẹp như vậy thân thủ cũng tốt, vì sao không thích Diệp Thiếu Dương người như thế? Câm mồm. Sắc mặt thập nương hơi đỏ lên, điên cuồng tấn công không ngừng. Nhuế lãnh ngọc bình tĩnh chống đỡ, một đoạn thời gian vừa qua tu luyện cùng lĩnh ngộ, khiến pháp lực của cô tiến bộ to lớn, đấu pháp với thập nương cũng không ở thế yếu. Tiêu giật vân thấy nhuế lãnh ngọc bị ngăn, bảo tranh tử giúp mình bám trụ đối thủ, phi thân đến, nhìn chuẩn cơ hội, trong tay nắm một ngọc phù, hướng đôi lê sơn đệ tử kia đánh tới cách gần nhất, chỉ có hai câu hồn quỷ sứ, lập tức bay người tới, ý đồ ngăn trở. Tay trái tiêu giật vân chợt đem thiên tử sứ tiết lấy ra, hướng trước mắt hai người nhoáng lên một cái, ta cầm tiết mà đến, ai dám ngăn ta, vạn kiếp bất phục. Hai câu hồn sứ giả vừa thấy đến thiên tử sứ tiết, theo bản năng có chút lùi bước, lại để tiêu giật vân chui qua, cách đôi lê sơn đệ tử kia càng lúc càng gần. Tiêu giật vân ngươi dám, thập nương nay ngược lại bị nhuế lãnh ngọc bám trụ, không thể quay người trong tình thế cấp bách giống to một tiếng tiêu giật vân mặc kệ cô ta niệm chú đánh ra ngọc phù đối với đạo sĩ kia đạo sĩ đang làm phép chấn áp diệp thiếu dương không dám phân tâm đang trong lúc nguy cấp một cái đèn lồng quỷ màu đỏ từ trên đỉnh đầu mọi người bay tới tiêu giật vân theo bản năng lật tay một trưởng đem đèn lồng quỷ vỗ nát trong đèn lồng có một đạo ngọc phù chữ vàng bên trên đột nhiên hòa tan như một sợi dây thừng đem toàn thân tiêu giật vân cuốn lấy từ trong đạo phù này tiêu giật vân cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc lập tức toàn thân run lên từ bỏ phản kháng chắp hai tay hướng diệp thiếu dương trong vòng ngọc chắp tay cúi đầu thương cảm nói huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi đến đây diệp thiếu dương sửng sốt còn chưa hiểu chuyện là thế nào một thân áo trắng tơ lụa của tiêu giật vân tuột hết gió âm thổi qua trên người đã đổi thành một bộ quần áo màu xám bên trên một cái chữ tù thật to đúng lúc này hai quỷ sai mặc áo bào đen từ xa xa bay tới các tăng binh vây xem kia, ban đầu cho rằng cứu binh của Diệp Thiếu Dương, muốn ngăn trở, hai người hét lớn một tiếng, đặc sứ thiên tử điện, có chuyện quan trọng mà đến, ai dám ngăn trở. Hai vị tôn giả vội vàng thét ra lệnh tăng binh tản ra, để hai người đi qua. Trên cổ tay áo hai quỷ sai kia thêu hai đạo hoa văn kiểu dáng, phát ra ánh sáng màu bạc trắng, tượng trưng thân phận địa vị bọn họ, là trung đẳng linh quan. Linh quan địa vị còn ở trên công tàu, chia làm ba cấp bậc, mặc quần áo kiểu dáng khác nhau, khác biệt rõ ràng nhất chính là trang trí cổ tay áo, có ba màu vàng bạc đồng, màu vàng là cao nhất. Linh quan tay áo màu bạc, địa vị đã rất cao, là linh quan tay áo ngân. Hai vị linh quan tay áo bạc đáp ở phía sau tiêu giật vân, cùng nhau chắp tay, chỉ thấy một người trong tay cầm xiềng xích, nghiêng người hướng thật nương bái. Thiên tử có lệnh, tiêu giật vân một mình trộm lấy thiên tử sứ tiết, giúp sinh hồn sông vào luân hồi đạo, nghiệp chứng nặng nề, hiện cách chức điều tra, đưa về thiên tử điện giam giữ. Diệp Thiếu Dương ngây người, Nhuế Lãnh Ngọc ngây người, ngay cả thập nương cũng ngây ra. Thiên tử sứ tiết. Thế mà lại là tiêu giật vân trộm. Diệp Thiếu Dương cảm thấy ngực mình như bị đập một phát thật mạnh, ngửa mặt nhìn tiêu giật vân, trong lòng cảm khái tới cực điểm. Ta còn nói thôi phủ quân ngay cả sư muội cũng không nhận, thì ra là thằng nhãi này cả gan làm loạn. Thập nương thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn tiêu giật vân oán hận nói, sau đó lại đắc ý cười lạnh, thình lình bị nhuế lãnh ngọc dùng kim liên nghiệp hỏa thiêu đến váy, vội vàng thối lui triệu đến vài tên thủ hà ngăn trở nhuế lãnh ngọc lửa bị làm phép tắt nhưng váy bị thiêu hủy một khối lớn lộ ra hai đoạn chân trắng như tuyết thập nương cực kỳ chật vật vội vàng lại làm phép triệu đến một đám mây đen bao lấy mình chờ mây đen bị xua tan lại thay đổi một cái váy dài màu đỏ hung hăng chừng mắt nhìn nhuế lãnh ngọc một cái tiểu tiện nhân lát nữa bắt được ngươi lột hết quần áo ngươi đột nhiên nhớ tới cái gì hướng hai vị linh quan tay áo bạc kia của thiên tử điện nói phủ quân đại nhân có nói xử trí diệp thiếu dương như thế nào hay không một vị trong đó nói bẩm phó ti chủ phủ quân đại nhân có nói việc này chính là một hồi nhân quả của diệp thiếu dương và ngư ti chủ phải tự mình kết thúc người ngoài không tiện tham dự khai đạo minh pháp hai vị tôn giả nghe thấy lời này trên mặt có chút tối tăm phía sau một vị dạ xoa mặt xanh thân hình cao lớn tính tình nóng này lập tức cả giận nói thôi thiên tử lời này ý gì hắn chấp trưởng thiên tử điện có người tự tiện xông vào lục đạo luân hồi chẳng lẽ không quản sao một vị linh quan tay áo bạc xoay người nhìn hắn lạnh lùng nói các hạ nghi ngờ phủ quân đại nhân thôi thiên tử làm việc bất công đáng bị nghi ngờ dạ xoa mặt xanh cười hắc hắc hắn là môn hạ địa tàng vương không chịu ẩm ti quản hạt bởi vậy mới dám bắt bẻ thôi phủ quân lớn mật linh quan tay áo bạc cả giận nói ngươi tính là cái gì tạm không nói đến chuyện này phủ quân đại nhân tự có quyết đoán chuyện này có gì quan hệ với vô lượng giới các ngươi các ngươi đến xem náo nhiệt cái gì ngươi còn dám nói một câu khinh nhờn ta lập tức bắt ngươi hỏi tội. Một linh quan tay áo bạc khác cũng lạnh lùng nói, đừng tưởng pháp quyết tự ngươi đến nhiều người, liền nhưng nói năng vô lễ, thực làm thiên tử điện là ngồi không. Dạ xoa mặt xanh kia còn muốn phản kích, khai đạo tôn giả quát lớn dừng lại, hướng hai vị linh quan tay áo bạc tới sau kia xin lỗi. Hai người hừ một tiếng, quay đầu nhìn tiêu giật vân, thanh sắc nhẹ đi nói, đại nhân, đi thôi. Chờ chút. Thập nương đưa tay chỉ chỉ tranh tử đang đấu pháp với thủ hạ, cố ý chào phúng nói, Vị này cũng là người của thiên tử điện các ngươi nhỉ, không cùng nhau mang về. Hai người liếc tranh tử một cái, nói, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, thiên tử không bảo chúng ta mang cô ấy đi, phó ti đại nhân nếu có ý kiến, có thể tự mình đi nói với thiên tử. Thập nương húc phải cái đinh mềm, hừ một tiếng, tiếp tục đấu pháp với nhuế lãnh ngọc. Hai vị linh quan tay áo bạc quay đầu nhìn thoáng qua tiêu giật vân, thấp giọng nói, đại nhân về thiên tử điện trước, giải thích sau. Tiêu giật vân nhìn về phía tranh tử, tranh tử cũng nhìn hắn, nói ta không đi ta theo lão đại giết địch nếu có thể sống trở về ta sẽ tìm ngươi ta nếu chết cũng không có tiếc nuối chỉ là ngươi về sau không được lấy vợ nữa vành mắt tiêu giật vân đỏ lên gật gật đầu chỉ vào dạ xoa mặt xanh kia nói khinh nhờn thiên tử giúp ta bắt hắn về hỏi tội nói xong ngửa mặt cười to theo hai linh quan tay áo bạc bay đi trộm thiên tử sứ tiết giả truyền thánh chỉ dẫn người tự tiện xông vào luân hồi đạo cho dù tội không tới nỗi chết chỉ sợ cũng sẽ bị đưa vào địa ngục vĩnh viễn không thấy mặt trời nhưng trong lòng tiêu giật vân lại không oán không hối không dám yêu không dám hận không dám giết không dám sai uổng có một thân pháp lực tu hành ngàn năm lại có ý tứ gì giận dữ vượt ải vì huynh đệ cũng vì hồng nhan thống khoái tranh tử hét to một tiếng đau xót tràn ngập hóa thành phẫn nộ nhìn dạ xoa mặt xanh kia một cái bóng người biến ảo là một nhân ngư thật lớn tung người nhảy một cái chui vào trong sông vong xuyên cuốn lên một làn sóng nước Lao đi." Thập Nương bắt lấy cơ hội, cổ động hai vị tôn giả, các vị đến rồi cũng không động thủ, có ý tứ gì? Chỉ cần bắt Diệp Thiếu Dương, liền có thể thả ra hai vị tôn giả kia, còn chờ cái gì? Hai vị tôn giả hơi động tâm, Khai đạo tôn giả hạ lệnh, bắt cái đám người làm loạn này, đừng sát sinh. Những tăng binh này vốn cũng nóng lòng muốn thử, nghe được mệnh lệnh, lập tức ùa lên. Tranh tử tập trung dạ xoa mặt xanh kia, theo gió vượt sóng, nháy mắt mà tới, bắt đầu đại chiến dạ xoa mặt xanh kia cũng không phải loại trâu bò gì, đơn giản chỉ là tính tình nóng nảy chút, qua vài hiệp, dần dần không địch lại, tranh tử đang muốn bắt hắn, đột nhiên hai tăng binh đến cứu, dạ xoa mặt xanh mặt vui vẻ, cười ha ha, mượn cớ né ra, đột nhiên lại là một làn sóng nước máu tanh vỗ đến, dạ xoa mặt xanh không đề phòng, bị vỗ trở về, tranh tử chộp lấy, thu ở trong ngọc phù, quay đầu thấy Mỹ Hoa đứng ở trên sóng to. Tay cầm một cây tiêu dao phiến, đang công kích hai ngân giáp quỷ võ sĩ, lập tức cưỡi sóng mà lên, hợp sức với cô tiến công, nói, đa tạ tam tỷ. Một tiếng gọi tỷ này làm Mỹ Hoa cực kỳ hưởng thụ, trước đó một lần nữa xếp vị trí, nàng là lão tam, tranh tử là lão tứ, nhưng tranh tự ý vào được sùng ái mãi không phục, chơi xấu không chịu gọi nàng tỷ tỷ. Mội tử theo ta cùng nhau giết địch. Được, chóc quỷ liên minh chúng ta từng sợ ai? Một thủy quỷ, một thủy yêu, đem nước sông vong xuyên không ngừng hút lên, sóng gió động trời, hướng đám đông tăng binh cuốn tới, lấy tu vi hai người cho dù có thủy hệ tăng thêm cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nhiều tăng binh như vậy nhưng bị cuốn lên không riêng nước sông vong xuyên còn có ác quỷ lệ yêu không đếm xuể dưới nước đám quỷ yêu này bị cấm chế vốn chỉ có thể hoạt động ở trong vong xuyên không thể rời mặt nước lúc này theo nước sông cùng nhau bị hút ra khó hiểu va và vào trên thân đám tăng binh kia ngã thất điên bát đảo những gia hỏa này vốn oán niệm cực sâu bị phạt ở trong vong xuyên chịu hình trải kiếp đột nhiên thoát vây mỗi tên đều muốn chạy trốn không ổn, chúng ta chiến đấu ở nơi này, cho dù để chạy một quỷ yêu trong sông cũng là tội nghiệp của chúng ta. Minh Pháp Tôn giả vội vàng hạ lệnh, bảo thủ hạ bắt những quỷ yêu kia, cố gắng không để chạy mất một con nào. Những quỷ yêu này thật không dễ dàng gì lại thấy ánh mặt trời, thấy có người ngăn trở, oán khí bùng nổ, ra sức phản kháng. Trường hợp nhất thời lâm vào quần ẩu hỗn chiến, gần như không khống chế được. Mỹ Hoa và tranh tử không ngừng cuốn lên nước sông, phóng thích càng nhiều quỷ yêu hơn, chế tạo hỗn loạn hai vị tôn giả tiến lên truy bắt các nàng, đuổi theo không tha. Bên kia, qua qua, tiểu thanh, tiểu bạch ba người bị một đám người của tuần du đến cùng một chỗ, tạo thành hình tam giác đứng thẳng, cho dù cộng thêm lão quách cùng các tiểu quỷ kia giúp, cũng chỉ có phần phòng thủ, mắt thấy đã sắp bị thua. Nhuế lãnh ngọc lại thông minh, vừa đánh vừa lui, đem thập nương dẫn tới ngoài vòng vây, hai người đơn đà độc đấu, miễn cho bị người ta vây công. Liếc một cái, bởi vì tranh lệch trên số lượng, người bên mình đã rơi xuống hạ phong, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng bị vây khốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng nhuế lãnh ngọc phi thường sốt ruột, thậm chí có một tia bi thương, đối phương quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, hai cao nhân thần bí, lại cầm pháp bảo cực mạnh, vừa ra tay đã vây khốn Diệp Thiếu Dương. Giả như Diệp Thiếu Dương có thể có tự do mà nói, còn có thể chiến một trận mà hiện tại bại cục đã định. Đáng tiếc chính nàng cũng bị thập nương kiềm chế, căn bản không thể giúp Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cùng một đôi Lê Sơn đệ tử kia còn đang đấu pháp, hai bên đều dùng toàn lực, vòng ngọc tỏa hào quang rực rỡ, kết giới cũng bị linh lực thần phù căng lên tới cực điểm, ở trong quỷ vực ảm đạm nhìn qua đặc biệt chói mắt. Trong uổng tử thành, vô số quỷ hồn đều ngẩng đầu, nhìn nửa bầu trời bị chiếu sáng linh quang, lo sợ bất an không thôi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thiên tử điện, Luân hồi ti, Sâm La điện, Tần Hoàng cung, bốn đại nha môn lại đóng chặt cửa, môn nhân bị nghiêm lệnh không được ra ngoài bên ngoài bốn cửa thành của thành phong đô đều có u binh gác thành đội đề phòng nghiêm ngặt như đối mặt đại địch trên cửa bắc thành rộng lớn nhất một hán tử mặt đen mặc áo bào gấm đỏ thấm ngồi đội lệch một cái nón thiên sư râu ria sùm xoàm lôi thôi lếch thách tựa vào trên ụ thành một tay cầm hồ lô rượu thỉnh thoảng ọc ọc chút một ngụ ở bên hắn hai bóng người một đen một trắng nhìn phương hướng luân hồi đạo trầm mặc không nói sau một lúc lâu bạch vô thường nói tiểu thiên sư sắp thua rồi Hắc vô thường hừ một tiếng nói, âm ti bề ngoài là dung túng Diệp Thiếu Dương, trên thực tế ta thấy lại là trái ngược, dung túng nhiều tăng binh như vậy ở địa phủ quấy động, ngay cả người của thanh minh giới cũng đến đây, còn ra thể thống gì? Thật cho rằng đạo môn ta không có người sao? Bạch vô thường nói, lời này của ngươi cũng chỉ có thể nói ở trước mặt chúng ta, mà nay đạo Phật hợp lưu, cùng nắm giữ quỷ vực, đại đế cũng có bí ẩn khó nói, cũng chỉ có thể hai bên đều không hỏi đến. Cánh tay Pháp quyết tự, vươn có chút quá dài rồi, lúc này một đội u binh lên cửa thành, một vị linh quan cầm đầu từ thật xa đã lớn tiếng quát, kẻ nào dám ở trên cửa thành ồn ào. đến gần nhìn qua là hắc bạch vô thường, nhất thời muốn đem lưỡi của mình cắt đi, lại thấy vị kia uống rượu trên sàn, nhất thời toàn thân run rẩy, lập tức quỳ mọc ở trên mặt đất xin lỗi. cút, hắc vô thường mắng một tiếng, linh quan đó lập tức bỏ trốn mất dạng, lại bị hắc vô thường gọi về hỏi, các ngươi đi làm cái gì? linh quan trả lời phụng mệnh ti chủ, rời thành tuần tra, miễn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắc vô thường phất tay bỏ bọn họ rời đi, giận dữ nói, nhìn thấy chưa, trong thành sinh sự không đi quản, ngược lại muốn ra khỏi thành tuần phòng. Bạch vô thường nói, đây là lo lắng có người thừa dịp loạn đánh lén đi, dù sao thời kỳ phi thường, cũng có thể lý giải. Hắc vô thường ngồi xuống đất, từ trong tay Trung quỷ đoạt lấy hồ lô rượu, dốc hai ngụm nói, Trung lão ra thật tự tại. Bên kia tiểu thiên sư sắp mất mạng rồi. Trung quỷ cười ha ha nói, các ngươi biết cái gì, nào có dễ như vậy, trò hay vừa mới bắt đầu thôi, theo ta xem kịch là được, chưa có huyên náo. Hắc vô thường còn muốn nói gì, trung quỷ vỗ vỗ mông đứng dậy, đi đến vị trí đối diện dưới cửa thành. Lúc này, một bóng người xa xa chạy như điên đến, tới gần mới nhìn rõ, là một hòa thượng. Đến dưới thành, bị u binh ngăn lại. Trung quỷ cầm lấy hồ lô rượu uống một ngụ, thấy đã hết, tùy tay ném, vừa lúc nện ở trên đầu linh quan đang tranh chấp với hòa thượng, linh quan ôm đầu, quay đầu nhìn, giận dữ lập tức biến thành cười nịnh. Trung quỷ nói, để hắn đi vào, tùy tay ném xuống một món đồ vào trong tay hòa thượng kia. Hòa thượng nhìn qua, là một khối ngọc bài hình dạng bộ xương, toàn thân xanh thẫm, hào quang bắt mắt. Hòa thượng vừa muốn nói lời cảm tạ, trung quỷ đã đi xa. Thủ lĩnh U Binh bị đập một phát có chút buồn bực xoa xoa đầu, bảo các thủ hạ tránh ra một con đường, cho hòa thượng tới từ nhân gian đi qua. Tuy ti chủ nghiêm lệnh không được để bất luận kẻ nào đi vào, nhưng hắn nào dám không nể mặt trung quỳ chọc giận hắn đi quân bị ti đập bàn làm việc của ti chủ ti chủ còn phải cười làm lành diệp thiếu dương gần như đã dốc toàn lực lại vẫn không xông ra khỏi được vòng ngọc phong ấn tuy đối phương là lấy hai đánh một lại có linh lực vòng ngọc tăng thêm có chút không công bằng nhưng đấu pháp vốn đã là không công bằng diệp thiếu dương không vì vậy mà giận chỉ là chú ý tới người của mình bị ép đến một chỗ đã rơi hoàn toàn vào cửa dưới trong lòng sốt ruột đến nổi lừa hai vị lê sơn đệ tử cũng khổ không nói nổi hiện ra dấu hiệu thoát lực Thập Nương thấy một màn này, cổ vũ, sư huynh sư tỷ, các ngươi kiên trì một hồi nữa, chỉ cần vây khốn Diệp Thiếu Dương, chờ tỷ tỷ làm phép hoàn thành, tất cả sẽ được quyết định. Vừa dứt lời, đột nhiên từ trong bụi cỏ đối diện bắn ra một ánh sáng màu vàng, đánh về phía đạo cô trong Lê Sơn đệ tử. Thế tới cực kỳ nhanh chóng mãnh liệt, nháy mắt đã tới, chờ lúc Thập Nương phát hiện đến cứu, đã không còn kịp rồi. Đạo cô kia biết luồng ánh sáng vàng này thế tới phi phàm, không dám ngạnh kháng, nghiến răng một cái, đành phải dừng làm phép, lùi sâu tránh kim quang. Thiếu dương ngươi chờ đó, ở nháy mắt tiếng hô vang lên, Diệp Thiếu Dương cũng cảm nhận được kết giới thả lỏng thiếu một người làm phép duy trì, đương nhiên là khác rồi, vì thế tập kết cương khí vào một điểm, đột nhiên bùng nổ, miệng hô to một tiếng, phá. Ba đạo thần phù nỏ mạnh hết đà bị kích phát ra toàn bộ tiềm lực, nháy mắt đánh vỡ kết giới, vòng ngọc khẽ lật, biến ảo thành kích thước vòng tay bình thường, bị đạo sĩ kia thu vào trong tay. Đồng thời oa một tiếng phun máu, đạo cô lập tức ngồi xuống ở bên người hắn, chữa thương cho hắn. Diệp Thiếu Dương vừa ra khỏi kết giới, lập tức hít sâu một hơi, hướng Tiểu Ngư lao đi lúc này, Tiểu Ngư đã nửa thân rơi vào trong giếng lục đạo luân hồi, toàn thân bị hào quang bao phủ, nhìn qua không dính một hạt bụi, rất có một loại cảm giác thánh khiết. Diệp Thiếu Dương giữ chặt tay Tiểu Ngư, hướng bên trên nhấc lên, lại phát hiện có một lực hút ở bên dưới hút chặt, hoàn toàn kéo không được, cúi đầu nhìn, trong giếng con mắt luân hồi giống như kính vạn hoa. Các loại hào quang quấn quanh, lấy tu vi của hắn, vậy mà lại lập tức cảm thấy mê muội, thiếu chút nữa đã ngã vào. Thập Nương thấy hắn bắt được tiểu ngư, dị thường kinh hoàng, vội vàng phi thân tới, lúc này từ trong bụi hoa bờ đối diện bay ra một bóng người, ngăn lại đường đi của cô ta, chính là Tứ Bảo lúc trước đánh lén đạo cô. Tứ Bảo cầm quỷ bài của Trung Quỳ, một đường thông suốt, chỉ có lúc qua Luân Hồi Đạo, là một hơi xông qua hai vị pháp vương phong tỏa, sau khi tới đây, trước ẩn núp đi quan sát tình thế một phen đột nhiên ra tay đám người thập nương căn bản không ngờ diệp thiếu dương còn có viện thủ không kịp chuẩn bị tứ bảo lúc này mới một đòn thực hiện được cứu ra diệp thiếu dương nhuế lãnh ngọc cũng đuổi theo trước sau giáp công thập nương trừng mắt nhìn tứ bảo một cái nói tôi đã sớm gọi điện thoại cho anh sao giờ mới đến tôi đi âm cũng cần thời gian mà tứ bảo giải thích thì ra nhuế lãnh ngọc ở thời điểm từ nhà trọ đi ra đã đoán trước được có thể sẽ đi âm cướp đoạt hồn phách tiểu ngư sợ không đủ trợ thủ đã gọi điện thoại cho tứ bảo chỉ cần là phá vỡ hư không tiến vào quỷ vực đều sẽ xuất hiện ở phụ cận thành phong đô tuy tứ bảo ở ngũ đài sơn cách diệp thiếu dương bọn họ vài trăm dặm nhưng đi âm khoảng cách không có gì tranh lệch chỉ là hắn ở nhân gian có chuyện làm chậm trễ mới tới chậm ra thủ đoạn mạnh nhất bắt à cầm tặc tiên cầm vương hiện tại ngư huyền cơ đang nhập định làm phép thậm nương là chủ trì luân hồi ti nếu có thể bắt cô ta sự tình chắc chắn sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, tự mình rút trước ra Tùng Văn cổ định kiếm, thi triển Ngự Linh kiếm pháp, hướng thập nương chém một trận mãnh liệt, tứ bảo cũng tế ra La Hán kim thân, trước sau giáp công. Tiểu Ngư, tỉnh lại, Tiểu Ngư. Diệp Thiếu Dương rót vào trong cơ thể cô bé một luồng cương khí, Tiểu Ngư chậm rãi mở to mắt, thấy Diệp Thiếu Dương, trong hốc mắt dần dần trở nên có hào quang. Tiểu sư thúc, trong mắt Tiểu Ngư trào ra nước mắt, suy yếu nói, con biết mà, sư thúc sẽ đến, sư thúc sẽ đến cứu con sư thúc mới là người tốt với con tiểu ngư tiểu ngư lão quách ở trong đám người nhìn thấy tiểu ngư tỉnh lại lập tức lớn tiếng hô lên lão cha cha cũng đến tiểu ngư thấy hắn mắt lại sáng lên lãnh vũ tỷ tứ bảo ca ca ánh mắt tiểu ngư đảo qua mọi người nhất thời hiểu đã xảy ra cái gì lệ như suối trào mọi người đều đến đây diệp thiếu dương nắm tay cô bé nói ta không kéo con ra được con tự mình thử một lần vận dụng thần niệm thử xem có thể di động hay không tiểu ngư thử vài lần chậm rãi lắc đầu ha ha lực lượng luân hồi vững chãi không thể phá không có khả năng diệp thiếu dương người tận mắt nhìn nó bị tỉ tỉ của ta hấp thu đi thập nương ở dưới hai người giáp công vốn đã chống đỡ không được sơ sẩy một cái bị tứ bảo dùng kim mân bình bát thu vào trả sư muội ta lúc này đạo cô kia đã giúp sư huynh khôi phục thương thế cùng nhau hướng tứ bảo đánh tới tứ bảo tế ra là hán kim thân, theo nhuế lãnh ngọc cùng nhau đấu với hai người. Chẳng lẽ, thật sự không có cách nào? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn Tiểu Ngư, đột nhiên trong đầu linh quang thoáng hiện, nói với Tiểu Ngư, con bảo trì thần niệm tỉnh táo, nhớ kỹ, đừng bỏ cuộc. Ta nhất định sẽ cứu con trở về. Diệp Thiếu Dương nói xong, buông cô bé ra, đi về phía Ngư Huyền Cơ. Có lẽ biện pháp duy nhất, chính là giết Ngư Huyền Cơ. Như vậy hồn phách Tiểu Ngư mất đi chủ thể, không chỗ nào dựa vào, tự nhiên cũng sẽ không bị hút vào nhuế lãnh ngọc thấy hắn cầm kiếm đằng đằng sát khí đi về phía ngư huyền cơ hai người tâm ý tương thông cô nháy mắt hiểu diệp thiếu dương muốn làm gì kìm lòng không được gọi một tiếng thiếu dương diệp thiếu dương hiểu ý nhìn nàng một cái rồi nói chỉ có như vậy nhuế lãnh ngọc thở dài trao nước mắt đại náo âm tĩ đấu pháp với tuần du thiên thần tuy là tội nặng nhưng dù sao còn có một đường sinh cơ mà giết tuần du thiên thần chính là tội trong thập ác bất xá quả thực là vạn kiếp bất phục diệp thiếu dương tự nhiên cũng biết nhưng vì tiểu ngư cũng chỉ đành như thế thiếu dương đừng lão quách hét lớn một tiếng diệp thiếu dương liếc hắn một cái nói vẫn luôn là huynh giúp đệ khôn biết lấy gì báo đáp hôm nay huynh đệ liều mình giúp huynh một hồi là lẽ đương nhiên nói xong giơ lên thất tinh long tuyển kiếm hướng vào đầu ngư huyền cơ chém xuống thất tinh long tuyển kiếm nhất thời run lên tựa như có chút trốn tránh ngày thường chảm yêu trừ ma, mọi việc đều thuận lợi, nhưng ngư huyền cơ dù sao cũng là ngự phong tuần du thiên thần, đệ tử của đại đế, âm phủ chính thần. Thất tinh long tuyển kiếm có một loại bản năng, không dám xuống tay đối với cô ta. Diệp thiếu dương cắn chót lưỡi, phun một ngụ máu ở trên thân thất tinh long tuyển kiếm quát, hậu quả chảm thần, một mình ta gánh chịu, lão tử còn không sợ, ngươi sợ cái gì, uổng ngươi theo ta lâu như vậy. Thất tinh long tuyển kiếm tự hồ nghe hiểu lời Diệp Thiếu Dương nói, ngừng run rẩy, ở dưới máu thiên sư kích phát, đột nhiên chấn động, huyễn hóa ra một hình rồng, ngâm nga một tiếng, hướng đỉnh đầu ngư huyền cơ chém tới. Tạc tử sao dám? Hai vị tôn giả bị mỹ hoa và tranh tử cuốn lấy, không kịp ngăn cản, đành phải quát to một tiếng, trong lòng tràn đầy rung động. Toàn bộ âm thần tuần du ti bị rồng gầm kinh động, cùng nhau quay đầu nhìn qua, cũng đều ngây ra tại chỗ. Diệp Thiếu Dương, thế mà dám chảm thần. Diệp Thiếu Dương thật đúng là đã chém. Nhưng ngư huyền cơ trong nhập định, ở thời khắc nguy cấp nhất này cũng đã ngửi được nguy cơ tử vong đột nhiên mở mắt thấy một lưỡi kiếm hình rồng nhằm vào đầu chặt xuống tình thế cấp bách theo bản năng giơ lên hai tay một thân tu vi hội tụ mạnh mẽ chặn được một đòn cô ta chính là tuần du thiên thần tu vi sâu không lường được tuy trong tình thế cấp bách không thể hoàn toàn phát huy nhưng cũng không thể xem nhẹ thất tinh long tuyển kiếm bị chấn động văng ra người ngón tay ngư huyền cơ va chạm vào lưỡi kiếm cũng bị chém ra một vết thương nhất thời máu chảy ròng ròng Diệp Thiếu Dương, ngươi dám. Ngư huyền cơ một câu còn chưa dứt lời, lại là một kiếm bổ xuống, đành phải lại dùng hai tay đón đỡ. Lại một lần nữa ngăn trở lưỡi kiếm, cổ họng ngư huyền cơ chợt ngọt, phun ra một ngụ máu. Diệp Thiếu Dương lần thứ ba vung kiếm hạ xuống, dùng hết toàn lực. Thế nhưng đã một lại hai, không thể quá tam. Diệp Thiếu Dương biết, khí tức trong cơ thể ngư huyền cơ đã loạn, tuyệt đối không ngăn được một đòn này của mình. Hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng, đã động sát khí, vậy một đường đến cùng, chưa từng hối hận, giết chết à? Ngư Huyền Cơ tuyệt vọng nhìn lưỡi kiếm hạ xuống, một lần này thật sự đã cảm nhận được sự sợ hãi tử vong, loại sợ hãi này đã bao nhiêu năm chưa thể hội rồi. Một lần trước hẳn còn là mình trước khi bị áp giải lên đài hành hình ba lần thắt cổ mất mạng nhỉ? Từ đó thành quỷ, tu đạo nhiều năm, vốn tưởng đã nhìn thấu sinh tử, không ngờ thật sự đối mặt tử vong, mình vẫn sợ hãi như vậy trong lòng biết mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ ngư huyền cơ không đi phản kháng nữa thân là tuần du thiên thần nếu phải chết tuy không thể khắc chế sợ hãi nhưng có thể lựa chọn kiểu chết có mặt mũi này nàng bình yên nhắm mắt lại chờ đợi tử vong thất tinh long tuyển kiếm chưa hạ xuống mà là bị một luồng khí trắng nâng không chém xuống được nữa khí trắng kia hóa thành một cánh tay to gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm quả thực không thể phá nổi trong lòng diệp thiếu dương chấn động tới cực điểm thất tinh long tuyển kiếm chính là pháp khí số một mao sơn có thể bị đỡ nhưng bị người ta bóp ở trong tay như vậy hoàn toàn không thể động đậy vẫn là lần đầu tiên diệp thiếu dương lại thử một lần vẫn không được dưới cơn giận dán hai tấm linh phù ở trên mũi kiếm thầm đọc chú ngữ trên linh phù phủ văn lóe sáng từ trên linh phù bay ra hình thành một con rồng chữ màu vàng vòng quanh lưỡi kiếm xoay tròn hướng cái tay to kia đánh tới ầm một tiếng một luồng dao động thật lớn đem diệp thiếu dương đánh văng ra cái tay to đó cũng bị chấn vỡ nát. Hả? Một tiếng nghi ngờ vang lên bên tai, tiếp theo cái tay to kia hóa thành một làn sương bụi, chậm rãi tan đi. Chuyện gì vậy? Cường giả qua lại không có dấu vết đó là ai? Diệp Thiếu Dương vừa phục hồi tinh thần, nháy mắt bị một đám âm thần tuần du ti bao vây. Những kẻ này đều là đến cứu ngư huyền cơ, bởi vì khoảng cách hơi xa, lúc này mới chạy tới. Ngư huyền cơ lệnh làm bọn hắn ngăn trở Diệp Thiếu Dương, bản thân lại ói ra một ngụ máu, vội vàng lui đến một bên vận công điều tức lúc trước dùng hai tay cứng rắn đỡ hai nhát kiếm của diệp thiếu dương nàng cũng bị thương không nhẹ cần cấp bách khôi phục đám qua qua cũng lập tức chạy tới cùng diệp thiếu dương nội ứng ngoại hợp mở ra một lỗ thủng để đám người qua qua liều mình ngăn lại những tuần du kia bản thân nhìn quét một cái ngư huyền cơ đang thổ nạp điều tức mà tiểu ngư đã hơn phân nửa thân thể rơi vào trong giếng luân hồi tình thế tràn ngập nguy cơ Diệp Thiếu Dương do dự một phen, vẫn hướng giếng luân hồi lao đi, cúi đầu nhìn, hơn phân nửa thân thể tiểu ngư hoàn toàn bị ánh vàng bao phủ, hồn phách hấp hối. Diệp Thiếu Dương vội vàng bắt lấy tay cô bé, dùng sức nhấc lên trên, nhưng vô dụng, cô bé có thể cảm giác được một luồng lực lượng cường đại, đến không thể kháng cự đang từng chút một cắn nuốt hồn phách tiểu ngư. "Tiểu sư thúc, cảm ơn mọi người, nhưng hết hy vọng rồi." Hồn phách tiểu ngư bất ổn, có ý tư sắp phân giải, ý thức cũng có chút mơ hồ hẳn đi. Diệp Thiếu Dương linh cơ khẽ động, lấy ra câu hồn tác, từ phía dưới hai cánh tay cô bé buộc vào, sau đó quấn quanh một vòng trên giếng luân hồi, ép xuống đất, hai tay giữ chặt. Cứ như vậy có thể mượn dùng một chút ngoại lực, để giảm bớt tốc độ chìm xuống của Tiểu Ngư, dù sao câu hồn tác có đặc tính câu hồn, một khi trói chặt quỷ hồn, tuyệt đối không thể từ trong đó chạy thoát ra ngoài. Bởi vì bớt đi 2 phần 3 khí lực, sau khi Diệp Thiếu Dương đạp một chân lên mép giếng, dùng hết toàn lực, hai luồng lực lượng rốt cuộc hình thành một loại cân bằng tiểu ngư tạm thời an toàn nhưng diệp thiếu dương căn bản không dám thở phào một hơi chỉ cần hơi thả lỏng tiểu ngư lập tức sẽ chìm xuống như vậy cũng chỉ có thể chống đỡ một lúc một khi chờ ngư huyền cơ hoàn thành điều tức mình phải chết không nghi ngờ diệp thiếu dương vừa kéo câu hồn tác vừa trong đầu tính toán phương pháp giải cứu nhuế lãnh ngọc và tứ bảo bị đôi lê sơn đệ tử kia cuốn lấy đôi sư huynh muội này cũng nhìn thấy cục diện trước mắt thủ nhiều công ít, vận đủ khí lực không cho hai người bọn nhuế lãnh ngọc sông qua. Qua qua, tiểu thanh tiểu bạch. Một đám người đã bị âm thần tuần du, ti số lượng nhiều gấp bên mình mấy lần bao vây từng tầng, cũng chỉ có phần tự bảo vệ mình. Mỹ Hoa và Tranh Tử cũng bị hai vị tôn giả ép đến tuyệt lộ. Đã không còn ai có thể giúp đỡ, thật sự đã đi tới cuối đường rồi. Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng coi như có tình có nghĩa, nhưng đa tạ ngươi đã thành toàn ta. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm ngư huyền cơ lòng Diệp Thiếu Dương trầm xuống, nên đến vẫn đã đến. Nếu buông tay, mình và Ngư Huyền Cơ còn có thể có chiến một trận, nhưng như vậy, Tiểu Ngư sẽ triệt để xong rồi. Ta bị thương quá sâu, vừa rồi đã không thể làm phép rút hồn, nếu không phải ngươi ngăn lại, cô ta có thể bị lực lượng luân hồi hút vào trong luân hồi đạo, không chỉ tiến vào một đạo nào, đầu thai mà sống. Ta cũng không thể làm gì được, chúng ta thất bại trong găng tấc, hai bên đều thua, đa tạ ngươi tranh thủ thời gian cho ta còn chưa dứt lời một bóng hình xinh đẹp từ đỉnh đầu diệp thiếu dương bay qua đáp ở phía sau tiểu ngư từng chút một tiến vào hồn phách của cô bé ngư huyền cơ mặt đối mặt nhìn diệp thiếu dương cất tiếng cười to chỉ cần hợp cùng một chỗ với hồn phách tiểu ngư liền có thể đại công cáo thành cho dù diệp thiếu dương đem cô ta giết cũng không được việc gì hơn nữa cô bé lúc này ngay trong giếng luân hồi chỉ cần lao xuống tiến vào tu la đạo tất cả liền kết thúc giả như diệp thiếu dương lúc này buông tay sợ là cũng không còn kịp hơn nữa như vậy, tiểu ngư sẽ nhanh chóng rơi vào luân hồi đạo, đời này cũng liền kết thúc, đối với người thân của cô bé mà nói, thế này không khác gì đã chết. Diệp Thiếu Dương không dám làm như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngư huyền cơ và tiểu ngư hợp thể, dần dần cảm thấy lực hút của luân hồi đạo càng lúc càng mạnh, mặc dù mình gắt cao kéo câu hồn tác không buông, ngược lại lại bị dẫn theo vào trong giếng luân hồi, vội vàng dùng hai chân móc lấy mép giếng, nhưng cũng chỉ là dãy ruộng, chính hắn cũng biết, như vậy căn bản không chống đỡ được bao lâu. Thiếu Dương, Lão đại. Mọi người kêu sợ hãi thành tiếng, toát mồ hôi vì tình huống của Diệp Thiếu Dương. Lục đạo luân hồi, sinh linh ngang hàng, có vào không có ra. Một khi ngã vào, cho dù là thiên sư, cũng chỉ có thể chuyển thế luân hồi. Đám người qua qua vận đủ sức, ra sức sung phong. Nhưng đối phương cũng quan sát được hình thức, mỗi người đều dùng ra toàn lực, xếp thành mấy bức tường người, gắt cao ngăn trở bọn họ. Đoàn người sung phong hồi lâu cũng không thể lao qua. Tiểu sư thúc, buông tay, mau buông tay đi, tiểu ngư còn sót lại một chút thần trí hơi thở mong manh nói nhìn diệp thiếu dương rơi lệ đầy mặt đây là số phận của con không có cách nào tiểu sư thúc đa tạ người diệp thiếu dương gắt gao giữ chặt cô bé dùng hết toàn thân khí lực nhìn cô bé cố gắng lắc lắc đầu thiếu dương lão quách phát ra một tiếng kêu bi thương đến cực điểm hắn pháp lực có hạn trước nay luôn theo bên cạnh đám người qua qua giúp đỡ bỏ sức từ sau khi nhìn thấy tiểu ngư kêu gọi cô bé từng tiếng một nhìn diệp thiếu dương vài lần đem cô bé giữ ở trong tay trong lòng thiêu đốt hy vọng lại lần lượt thất vọng hắn chưa bao giờ tuyệt vọng nhưng giờ này khắc này hắn thật sự tuyệt vọng rồi phủ phục trên mặt đất từ khe hở giữa mọi người nhìn diệp thiếu dương lệ như suối trào nếu đây là số của tiểu ngư thì để nó đi đi diệp thiếu dương đột nhiên quay đầu ở khe hở giữa mọi người tìm được hắn nghiến răng nói huynh là cha ruột của con bé sao đương nhiên là ta lão quách giống lên ta ngậm đắng nuốt cay nuôi nó 18 năm, nó chính là mạng của ta. Nếu có một tia hy vọng, ta đương nhiên phải cứu nó, nó hôm nay chết đi, ta cũng không sống nổi nữa. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn, có chút khó hiểu. Lão quách cười thảm một tiếng nói, nhưng nó đã không cứu được, Thiếu Dương, ta không thể để đệ chôn cùng, buông tay đi Thiếu Dương. Trong lòng Diệp Thiếu Dương nghẹn lại, đau triệt tim. Đệ, không tin số mệnh. Đệ đã nói phải cứu con bé, thì sẽ không bỏ cuộc. Diệp Thiếu Dương ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trợn mắt muốn nứt, hai con mắt tích tắc biến thành đỏ bừng, trong cơ thể bộc phát ra một lực lượng không thuộc về bản thân, thế mà cứng rắn đem câu hồn tác, tính cả Tiểu Ngư và Ngư Huyền Cơ cùng nhau nhấc lên. Toàn bộ mọi người vẻ mặt đều động lại, sự tuyệt vọng trong mắt lão quách rút đi, lại cháy lên hy vọng, trong miệng thì thào, "Thiếu Dương, Ta đã biết lão đại sẽ không thất bại, sẽ không thất bại. Qua qua tuy bị vây khốn, đang ở vào hiểm cảnh, lại điên cuồng cười lên. Người thế mà cũng nhập ma rồi, Ngư huyền cơ vẻ mặt chấn động, sau đó lại cười một cái, nhưng ngươi thức tỉnh quá muộn. Nói xong, thân hình chấn động, hoàn toàn bám vào trên người tiểu ngư, bóng dáng hai người hoàn toàn trọng điệp, hợp thể sắp hoàn thành. Cho dù Diệp Thiếu Dương đem bọn họ mang ra khỏi giếng luân hồi, tiểu ngư cũng đã không cứu được nữa. Ha ha, Diệp Thiếu Dương, ngươi thất bại trong găng tấc, cuối cùng vẫn là ta thắng. Ngư huyền cơ thu liễm tâm thần, điên cuồng cắn mất hồn phách tiểu ngư, chỉ thiếu một chút xíu cuối cùng, ngư huyền cơ há mồm, tham lam hút xuống. Đột nhiên, ở vị trí cái chán của tiểu ngư phát ra một luồng ánh sáng màu vàng, mới đầu chỉ to bằng hạt gạo, xoay tròn, đồng thời không ngừng lớn lên, rất nhanh đã thành kích cỡ long nhãn, trong đó có một vòng xoáy, đem hồn phách ngư huyền cơ nuốt vào trong cơ thể đều hút hết ra, lại hợp thành hồn phách tiểu ngư. Sao có thể như vậy? Vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, tất cả đều đã kết thúc, không ngờ thế mà lại xảy ra loại biến cố không thể tưởng tượng này, ngư huyền cơ ngây ra tại chỗ đám người diệp thiếu dương cũng không hiểu ra sao không biết đã xảy ra cái gì đúng lúc này một thanh ảnh từ xa xa bắn nhanh đến nháy mắt bay tới gần một thân áo xanh trong tay cầm đả thần tiên một mái tóc dài ở trong gió bay tán loạn trên mặt vẫn như mặt nạ không có bất cứ biểu cảm gì đạo phong trời ạ tiểu bạch kêu lên đầu tiên trong mắt lập tức bắn ra vô số ngôi sao tiểu thanh lại nhíu mày nói không cần như vậy chứ mỗi lần đều là da màn ngầu như thế này nhìn thấy đạo phong, trái tim toàn bộ mọi người đều dừng lại. Lão quách lão lệ tung hoành, thất thanh khóc giống. Ngăn hắn, ngư huyền cơ phục hồi tinh thần, vội vàng hạ đặt mệnh lệnh. Thụ yêu hình dạng như lão yêu bà kia lập tức tung người bay lên, ngăn đạo phong, quát lớn, cuồng đồ lớn mật. Đạo phong cũng không nhìn à, đả thần tiên trong tay đột nhiên phóng ra lục quang, dơ lên cao cao, hướng đầu của thụ yêu nện xuống. Thụ yêu vội vàng giơ hai tay, biến ảo thành cành cây, ý đồ đỡ đà thần tiên, kết quả hai bên va chạm, thụ yêu rú thảm một tiếng, rơi xuống. Thụ yêu này cũng xui xẻo, phía dưới vừa lúc chính là giếng luân hồi, trực tiếp rơi vào, ngay cả bọt cũng chưa nổi lên một cái, đã bị hút vào trong mắt luân hồi. Một màn này dọa ngây người các âm thần của luân hồi ti, động tác hơi chậm chút, đạo phong đột nhiên tăng tốc, từ bên cạnh những người này lao qua, một làn khí trắng đột nhiên từ xa xa phóng tới, hóa thành một cái tay to. Nhằm đạo phong chụp tới, giống một cái trước đó bị Diệp Thiếu Dương đẩy lui như đúc. Đỉnh đầu đạo phong đột nhiên hiện ra ba đóa hoa sen màu đen, theo tay trái bắt quyết, hướng cái tay to kia đánh tới, trong miệng thản nhiên nói, "Ta biết ngươi là ai, chỉ một luồng thần niệm, không phải đối thủ của ta." Ba đóa hoa sen đen cùng bàn tay to kia va chạm với nhau, bàn tay to nhất thời tan vỡ, lại lần nữa hướng xa xa bay đi, một thanh âm từ xa xa bay tới, "Quỷ vực dù sao không phải chỗ ta nên đến, ta ở vô lượng giới chờ ngươi." Đạo Phong cười nhẹ, bóng người đã lướt đến trước mặt Ngư Huyền Cơ, ba đóa hoa sen đen bao vây Ngư Huyền Cơ, hình thành một kết giới cường đại. Ngư Huyền Cơ miệng phun cương phong, trụ vững tam hoa, kinh ngạc nói, ngươi là kẻ nào? Ngươi không phải đối thủ của ta. Đạo Phong bỏ lại câu này, vung đà thần tiên, chấn vỡ một tia liên kết cuối cùng giữa Ngư Huyền Cơ cùng Tiểu Ngư, ôm cổ Tiểu Ngư, tung người bay đi, ở trên một gốc cây quỷ ngọc lan cách đó không xa dừng lại một chút, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói, nhóc con, đến ngươi rồi đó diệp thiếu dương thấy tiểu ngư bị hắn ôm vào trong lòng trái tim hoàn toàn thả xuống lệ khí trong mắt biến mất hừ một tiếng nói ngươi vì sao mỗi lần đều muốn làm cứu thế chủ không thể tới sớm một chút sao ngươi cho rằng ta muốn ngươi nếu là được việc ta căn bản là không muốn lộ diện nói xong cũng không quay đầu lại ôm tiểu ngư đi xa một hồi nguy cơ sinh tử như vậy lại bị đạo phong nhẹ nhàng bâng quơ như thế hóa giải trong lúc nhất thời nhân mã hai bên đều có chút không biết làm sao, tuy nói một màn này xảy ra, vẫn là vì đám người Diệp Thiếu Dương tử chiến ở trước, bước ra tình thế, đạo phong tựa như vừa rồi tứ bảo đến, ra tay bất ngờ, trở thành một cái nhân tố ngoài y muốn thay đổi chiến cuộc. Nếu hắn đến sớm một chút, cũng không đến mức thắng được nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ở trong lòng toàn bộ mọi người, vẫn dán lên cho đạo phong một cái nhãn cứu thế chủ. Hơn nữa, chuyện hắn ra sân thời khắc cuối cùng, thay đổi chiến cuộc cũng không phải xảy ra lần đầu tiên, ta đã biết đạo phong sẽ đến, hắn sẽ không bỏ lại đứa cháu gái này của hắn, ta biết mà. Lão quách vui quá mà khóc, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Tiểu ngư được cứu vớt, tuy mình còn ở nơi này, nhưng sống hay chết đều không có quan hệ nữa. Diệp Thiếu Dương Ngư huyền cơ gầm một tiếng phẫn nộ, oán khí sộc thẳng lên trời. Diệp Thiếu Dương nhìn cô ta, nhíu nhíu mày nói, ngươi ý tứ gì, đuổi không kịp đạo phong, lấy ta chút giận. Lập tức vẻ mặt hung hăng, tay cầm thất tinh long tuyển kiếm, phi thân lên, không hề sợ hãi nghênh đón. Một khi đã như vậy, đến chiến. Tiểu ngư được cứu vớt, hắn đã không còn vướng bận, toàn lực đầu nhập trong chiến đấu. Thời khắc cuối cùng, thất bại trong găng tắc, ngư huyền cơ biết đuổi không kịp đạo phong. Một bầu oán khí phát tiết hết ở trên người Diệp Thiếu Dương, nhất thời hóa thành một con cá chép màu đỏ. Cả người run lên, vảy cá toàn thân bay xuống, hóa thành vô số mũi nhọn. Ngư huyền cơ cuộn cái đuôi, lấy gió làm sóng, cuốn lên vô số vảy cá, dợp trời dợp đất hướng Diệp Thiếu Dương bay tới nàng không chút giữ lại tế ra một thân tu vi lại là ở quỷ vực thực lực được tăng thêm thế công nhìn qua so với trước đó ở nhân gian chiến một trận còn sắc bén hơn vài phần diệp thiếu dương liếm liếm môi trong mắt bắn ra hào quang hưng phấn không hề sợ hãi giờ cao thất tinh long tuyển kiếm lao tới hắn sớm đã biết giữa bọn họ sớm muộn gì có một trận chiến này hắn đã làm tốt chuẩn bị một nhân gian thiên sư một tuần du thiên thần trận chiến cuối cùng thuộc về hai người bọn họ rốt cuộc mở màn Lúc đó, đạo phong ôm tiểu ngư đang xuyên qua khe hở hư không, bay đi nhân gian. Nhị sư thúc, sư thúc vẫn đẹp trai như vậy nha, sư thúc tựa như chưa già đi một chút nào. Tiểu ngư nhìn từ bên cạnh khuôn mặt đạo phong, ngọt ngào nói. Mười năm trước, đạo phong ở lại thạch thành một đoạn thời gian tương đối dài, theo lão quách cùng nhau khai quang bắt quỷ, tiểu ngư khi đó mới 6-7 tuổi, còn chưa đi học, cũng thường xuyên gặp mặt. Tuy mười năm không gặp, nhưng tiểu ngư đối với hắn không có một chút cảm giác xa lạ, vẫn thân thiết như vậy đạo phong nói ta sao lại thành nhị sư thúc rồi diệp thiếu dương là tiểu sư thúc để phân chia ngài tự nhiên là nhị rồi tiểu ngư nghĩ đến quá trình mình được cứu vớt vẫn có chút cảm giác như lọt vào trong sương mù lẩm bẩm nhị sư thúc chuyện này rốt cuộc là sao con không phải đã bị ngư huyền cơ nuốt sao vì sao đột nhiên lại không có việc gì lúc này hai người đã đến nhân gian xuất hiện ở trong khoảng vườn trường chỗ thân thể tiểu ngư đạo phong ôm cô bé chậm rãi vừa đi vừa nói khi con còn nhỏ, ta đã nhìn khi con trưởng thành, sẽ trải qua tử kiếp, ở trước khi ta rời đi, dùng quỷ thuật đánh xuống trong hồn phách của con một tia ấn ký, một khi hồn phách bị hao tổn, sẽ lập tức kích phát, sinh ra lực cắn trả. Tiểu ngư bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thúc khi đó đã trôn xuống phục bút. Đa tạ nhị sư thúc, suy nghĩ một chút, cô bé nhíu mày nói, vậy nhị sư thúc vì sao không nói sớm, còn để sư công và tiểu sư thúc bọn họ vất vả như vậy đạo phong nói đứa nhỏ ngốc năng lượng hồn ấn đó cũng không tính là quá mạnh chỉ có thể ở lúc đối thủ rút hồn hoàn toàn không có phòng bị kích phát mới có kỳ hiệu nếu nói sớm ngư huyền cơ tự sẽ nghĩ được biện pháp phá giải sẽ mất linh ồ oh, tựa như đánh lén ha tiểu ngư tươi cười rạng rỡ đột nhiên lại chu mỏ nhưng mà nhị sư thúc lúc trước sư thúc rõ ràng có thể sớm một chút cứu con vì sao phải cuối cùng mới xuất hiện còn làm hại tiểu sư thúc thiếu chút nữa chết chuyện được đọc bởi kênh haley audio Nhớ tới biểu hiện không bỏ cuộc của Diệp Thiếu Dương lúc trước, hốc mắt Tiểu Ngư lập tức có chút đỏ lên. Đạo Phong thở dài, nếu hắn có thể thủ thắng, ta căn bản là không cần nhúng tay, ta vốn cũng không nên nhúng tay, nếu không cũng là hậu hoạn vô cùng. Tiểu Ngư vừa nghe, có chút lo lắng hỏi, có hậu hoạn gì? Đạo Phong lắc đầu, chưa nói. Lúc này đi tới trước thân thể của Tiểu Ngư, Đạo Phong làm phép đem hồn phách cô bé đưa vào thân thể, hồn phách cô bé từng trải qua một lần phân giải bị hao tổn nghiêm trọng vốn cần điều dưỡng một thời gian mới có thể tỉnh táo nhưng đạo phong tự có thủ đoạn giúp cô bé ổn định hồn phách khu trừ quỷ khí chỉ chốc lát thời gian đã tỉnh lại toàn bộ kỳ ngộ trước đó trải qua còn rõ ràng ở trong mắt tiểu ngư chỉ là cảm thấy nhìn sự vật có chút không quá giống vội vàng dò hỏi đạo phong con đã bị tẩy đi trần niệm tự nhiên tai thính mắt tinh trải qua tử kiếp mà không chết tương lai phúc nguyên thâm hậu tiểu ngư thầm nghĩ cái này đại khái chính là mọi người nói đại nạn không chết tất có hậu phúc nhỉ Nơi ánh mắt có thể đạt tới đột nhiên nhìn thấy ở cách mình không xa, còn một người nằm, Vương Lâm. Vừa thấy hắn, tâm tình tiểu ngư lập tức trở nên phức tạp, rơi lệ. Đạo Phong chỉ ngồi ở bên cạnh cô bé, cũng chưa lên tiếng an ủi. Một lát sau, tiểu ngư tạm thời ngừng cảm xúc hỏi, "Nhị sư thúc, chúng ta là cần chờ cha con và tiểu sư thúc bọn họ trở về sao?" Đạo Phong gật gật đầu, "Bọn họ không có nguy hiểm chứ?" Tiểu ngư nghĩ đến Ngư Huyền Cơ cùng nhiều trợ thủ như vậy, lại có chút lo lắng hẳn lên nếu thế này còn không xử lý được vậy hắn đáng chết câu này của đạo phong hiển nhiên nhằm vào là diệp thiếu dương dưới cửu u trước giếng lục đạo luân hồi cuộc chiến của diệp thiếu dương và ngư huyền cơ còn đang tiếp tục người còn lại cũng đang chiến đấu ngư huyền cơ huyễn hóa ra con cá lớn vòng quanh thân thể diệp thiếu dương xoay vòng phóng thích cương phong quỷ khí diệp thiếu dương chỉ cản một lần liền phát giác xong ngư chi nhãn này vận chuyển phù hợp thái cực chi đạo một khi vây kín, tương sinh bổ sung lẫn nhau, hầu như không thể đối kháng. Đảo trong mắt, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một biện pháp, chân đạp một cái, nhảy đến trên thân cá chép, hai tay kẹp chặt hai bên tay cá, kẹp chặt hai chân. Cá chép ướn mình, lật người các kiểu, muốn hất hắn xuống. Diệp Thiếu Dương chết không buông tay, thái cực song ngư nhãn kia ném chuột sợ vỡ đồ, sợ tổn thương chính mình, chỉ có thể ở chung quanh xoay tròn theo, tìm cơ hội. Diệp Thiếu Dương ngắm chuẩn thời cơ, từ trong ba lô đột nhiên lấy ra một món đồ, hướng đỉnh đầu giải xuống, vốn là hình dạng một cái ô nhỏ, ở không trung đột nhiên mở ra, trở thành một tấm lưới thật lớn, đem ngư huyền cơ và mình cùng nhau khóa lại ở giữa. Đây là huyết ngư võng của lão quách sau lần thăng cấp trước, chỉ dùng để đối phó ngư huyền cơ, lần trước lại chưa dùng tới, bị diệp thiếu dương tháo xuống, luôn cất ở trong ba lô, giờ này khắc này cuối cùng đã phát huy công dụng. Diệp Thiếu Dương thuận tay đem một tấm linh phù dán ở đỉnh đầu cá chép. Ngư Huyền Cơ rên một tiếng, toàn thân bị nhốt, càng dùng sức quẫy, ở trong huyết ngư võng lún vào càng sâu. Dưới cơn giận, cả người rung một cái, toàn thân vảy cá chấn động rớt xuống, từ trong mắt của huyết ngư võng bay ra, hóa thành đạo tín hồng băng, dợp trời dợp đất rơi xuống. Diệp Thiếu Dương thấy là biết không ổn, những tinh thể băng kia giống như vô số ám khí, một khi bị đánh trúng, mình tuyệt đối chỉ có chết, trong tình thế cấp bách nghiệm chú ngữ, đem thiên phong lôi hỏa kỳ từ trên linh đài triệu đến, từ bên ngoài cả người lẫn lưới đánh cá đem hai người bọc chặt lấy, đạo tín hồng đánh hết vào trên lưới đánh cá đập mạnh một phen diệp thiếu dương cách lưới đánh cá bị đánh cho thất điên bát đảo thiếu chút nữa ngất đi hai tay hầu như là theo bản năng nắm chặt cá chép dưới thân đột nhiên xúc cảm có chút biến hóa thấy chân mịn mở mắt nhìn cá chép dưới thân thế mà lại hóa thành hình người lại biến thành ngư huyền cơ mình từ phía sau ôm cổ nàng hai chân kẹp chặt phần hông của nàng nếu chỉ là như vậy mà nói còn chưa có gì mấu chốt là diệp thiếu dương tuy không nhìn thấy dưới thân nhưng dựa vào xúc cảm có thể phán đoán ra, ngư huyền cơ không mặc quần áo, hơn nữa tư thế này của hai người, hình ảnh nhất thời có một chút cảm giác ái muội. Quần áo ngươi đâu? Diệp thiếu dương nhịn không được kinh hô, đột nhiên hiểu ra, một bộ vảy cá kia, chính là quần áo của ngư huyền cơ, lại bị mình dùng thiên phong lôi hỏa kỳ chắn bên ngoài. Vốn là chiến đấu sinh tử, sao hình ảnh đột nhiên biến thành như vậy? Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng có chút ngây dại. Hơn nữa bởi vì kiệt sức, hai người đều gần như thoát lực, nằm ở trên mặt đất bất động, kịch liệt thở hổn hển. Trong lòng Diệp Thiếu Dương không có tài niệm gì, cảm thấy như vậy mất thể thống, buông lỏng hai chân, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng lại kẹp chặt, thở dài, nói ở bên tai nàng, ngư đạo trưởng, tiểu ngư đã được cứu vớt, ngươi thua rồi. Trận này đánh đến bây giờ, có cái gì cũng chút giận rồi, ta với ngươi vốn không oán không thù, không bằng dừng tay đi. Trên thực tế, chỉ nhìn từ cục diện trước mắt, mình đã thắng, như hắn nói tiểu ngư được cứu mình đại chiến một trận cũng đã đánh thắng oán khí đã tan vốn hai người cũng không có thu thật sự không cần thiết đuổi tận giết tuyệt thấy ngư huyền cơ không nói lời nào diệp thiếu dương lại khuyên nhủ ngươi xem ta hiện tại nếu buông ngươi ra thu lưới đánh cá ngươi chắc chắn sẽ trần chuồng nhiều thủ hạ như vậy của ngươi đều có mặt không ổn lắm đâu nếu hiện tại có ánh sáng mà nói diệp thiếu dương nhất định có thể nhìn thấy sắc mặt ngư huyền cơ đã hoàn toàn đỏ bừng âm phủ cho phép âm thần thành hôn phối đối, trước kia, ở thời điểm nàng học nghệ, cũng có một số âm thần từng theo đuổi nàng, đều bị nàng từ chối, về sau làm tuần du thiên thần, địa vị cao thượng, một lòng thanh tu, trong lòng không còn có tư dục nam nữ, cũng không có năm âm thần dám lộ ra ý dâm loạn đối với nàng, mà nay, lại ở dưới tình huống không mặc quần áo, cùng một nhân gian pháp sư, kẻ thù của mình, có tiếp xúc ra thịt. Tuy là ngoài ý muốn, loại sự tình này ở trong mắt cô nương nhân gian đương đại, có thể cũng không là gì, nhưng ngư huyền cơ thân là cổ nhân, quan niệm cũng là lâu năm nhất, loại tiếp tục ra thịt này, đã làm nàng xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, cuối cùng lòng tràn đầy xấu hổ, và giận dữ hóa thành một câu lạnh như băng đến cực điểm, ngươi chết rồi. Khi nói câu này, toàn thân nàng hầu như đều đang run rẩy. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được sự tức giận của nàng, thở dài nói, ngư đạo trưởng, ta thực không phải có ý dâm loạn ngươi, bằng không như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng không dây dưa tiểu ngư nữa, ta liền buông ngươi ra để ngươi đem quần áo mặc vào, sau đó buông ra lưới đánh cá, ngươi thấy thế nào? Bởi vì lưới đánh cá bị vảy cá hoàn toàn bám vào, lúc này mới hình thành một không gian kín không kẽ hở. Diệp Thiếu Dương khóa cổ Ngư Huyền Cơ, nàng liền không thể làm phép, đem vảy cá triệu hồi, tự nhiên cũng không cách nào mặc quần áo. Ngươi đừng mơ." Ngư Huyền Cơ oán hận nói. "Vậy được rồi, chúng ta cứ ôm như vậy, chờ người khác đem huyết ngư võng mở ra." Toàn thân Ngư Huyền Cơ run lên, một lát sau kiên quyết nói ta thả chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được ngươi nếu chết rồi về sau còn giết ta như thế nào diệp thiếu dương cười cười nhưng cũng hiểu ngư huyền cơ tính tình kịch liệt lại là ở dưới tình huống như vậy chịu nhục muốn khiến cô ta hoàn toàn nhận thua là không có khả năng lập tức thở dài nói như vậy đi ngư đạo trưởng ta hiện tại thả ngươi chỉ cầu ngươi về sau không cần tìm tiểu ngư làm phiền nữa thế nào ngư huyền cơ không lên tiếng vậy thì hết cách rồi diệp thiếu dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu được ta đáp ứng ngư huyền cơ chưa từng cúi đầu rốt cuộc đã bị diệp thiếu dương bức ra câu này thật ra diệp thiếu dương muốn cô ta nói như vậy chỉ là vì cầu một cái an lòng mặc kệ ở nhân gian hay quỷ vực ngư huyền cơ đều đã thua đặc biệt là hôm nay cô ta thua triệt để như thế nhắm chừng cho dù diệp thiếu dương không để ý tới cô ta cũng không có tinh lực đi tìm tiểu ngư gây phiền hà mất đi hồng trần lệ tuy cũng sẽ mất đi cơ hội tiến vào tu la đạo trong lòng cô ta tự nhiên không cam lòng nhưng cô ta vẫn như cũ có thể làm tuần du thiên thần của cô ta thứ khác không có bất cứ ảnh hưởng gì bởi vậy cô ta trước đó biểu hiện ra điên cuồng trên trình độ rất lớn không phải vì bản thân sự tình mà là đấu khí với diệp thiếu dương thân là tuần du thiên thần từ trước tới nay cô ta chưa từng bị ai ức hiếp như vậy muốn nói thật có huyết hải thâm cừu cái gì với diệp thiếu dương thì còn chưa có ngừng một chút ngư huyền cơ nghiến răng nói việc hôm nay không cho phép ngươi nhắc tới với bất luận kẻ nào chuyện gì diệp thiếu dương có chút mù tịt chuyện đấu pháp không phải mọi người đều đã biết sao ta là nói bây giờ ồ ngươi nói ta ôm ngươi à ngươi yên tâm ta khẳng định không nói ngư huyền cơ nhất thời xấu hổ giận dữ không chịu nổi được là được nhưng ta có lợi gì ngư huyền cơ lạnh lùng nói ngươi đã chạm vào cơ thể của ta ngươi còn muốn thế nào cái này tính là chạm diệp thiếu dương kêu lên ngư đạo trưởng lời cũng không thể nói lung tung. Ta sẽ không chịu trách nhiệm đối với ngươi. Ngư huyền cơ nghe xong lời này, toàn thân lại run lên. Một lát sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác có chất lỏng ấm áp rơi ở trên mu bàn tay mình, mà cái tay mình ôm cổ ngư huyền cơ, bên trên chính là mặt của nàng. Ngư huyền cơ khóc rồi. Ngư huyền cơ không ai bị nổi, cũng biết khóc. Ngư huyền cơ khóc không thể vãn hồi, nức nở không ngừng. Tuần du thiên thần này xưa nay được người ta tôn kính, ở sau khi trải qua một loạt đả kích, đặc biệt là lúc này còn bị kẻ thù của mình ôm vào trong lòng nội tâm triệt để sụp đổ nói đến cùng nàng dù sao cũng là nữ nhân chỉ là bộ dạng này so với nàng bình thường khác một trời một vực làm diệp thiếu dương trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận ta rốt cuộc là kiếp nào nợ ngươi cái gì vì sao ngươi một mực đối nghịch với ta ngăn cản ta đòi về hồng trần lệ nay sự trong sạch của ta lại hủy ở trong tay ngươi ngư huyền cơ ngừng khóc lẩm bẩm ngư đạo trưởng ngươi vẫn trong sạch ta đối với ngươi cũng không có suy nghĩ không an phận, mới vừa rồi nói khinh bạc, cũng là bất đắc dĩ. Diệp Thiếu Dương không thể thấy nhất là nữ nhân khóc, cho dù là kẻ địch của mình, lập tức mềm lòng, khuyên giải an ủi. Đột nhiên nghĩ đến, hai người tranh đấu lâu như vậy, ngay tại vừa rồi một khắc trước đó còn tranh ngươi chết ta sống, sao đột nhiên mình đem cô ta ôm vào trong lòng an ủi. Cảnh này cũng chuyển biến quá nhanh rồi nhì. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, buông lỏng nàng ra, cố gắng xê dịch về phía sau nói, người mặc quần áo đi ngư huyền cơ cảm thấy khí tức trong cơ thể thông suốt đột nhiên xoay người bóp chặt cổ diệp thiếu dương mở ra thiên nhãn nhìn qua nói ngươi đã bắt được ta lại không để ta ra tay cũng không giết ta đây là vì sao diệp thiếu dương nhún nhún vai nói ta nói rồi ta với ngươi không oán không thù ngươi làm những chuyện như vậy từ góc độ của ngươi cũng coi như hợp lý chỉ là ngươi ta lập trường khác nhau hơn nữa sự tình đã kết thúc ta cũng đã hết giận vì sao phải giết ngươi có câu diệp thiếu dương chưa nói vào sâu mình nguôi giận là vì trước mắt đem cô ta ép tới nước này rồi tuy bổn ý không là như thế dù sao đã ăn đậu hù người ta đối với ngư huyền cơ thân là nữ nhân mà nói cái này có thể so với đem nàng dẫm dưới chân càng làm nàng cảm thấy nhục nhã hơn mình nếu không nguôi giận quả thực thiên lý khó tha ngư huyền cơ lặng lẽ thở dài buông tay triệu hồi một thân vải cá phụ ở trên người hóa thành một thân váy dài diệp thiếu dương lúc này nghĩ lại là chỉ nhìn thấy váy dài không biết nội y có phải cũng là vảy cá biến thành hay không, hay là không có mặc. Diệp Thiếu Dương, ta cho dù buông tha ngươi, ngươi hôm nay đại náo luân hồi đạo, cướp đi âm hồn, ngươi tuy đến từ nhân gian, âm ti không thể làm gì ngươi, nhưng các quỷ phó yêu phó kia của ngươi đều làm việc ở âm ti, tội thêm một bậc. Ngư Huyền Cơ ở bên tai Diệp Thiếu Dương âm u nói. Diệp Thiếu Dương nói, đa tạ ngư đạo trưởng nhắc nhở, ta sớm có chuẩn bị. Ngư Huyền Cơ thở dài, gọi ta ấu vi đi. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, ngư huyền cơ từ bên người hắn tránh ra hét ra lệnh thủ hạ rừng công kích đám người nhuế lãnh ngọc thấy diệp thiếu dương không có việc gì vội vàng xông tới nhuế lãnh ngọc giữ chặt tay hắn đánh giá cao thấp thấy hắn thật sự không có việc gì lúc này mới triệt để yên tâm những tăng binh kia cũng ở dưới hiệu lệnh của hai vị tôn giả rừng công kích đem yêu toàn trong vong xuyên bắt được ném về trong nước sông may mắn không sót con nào hai vị tôn giả thấy diệp thiếu dương và ngư huyền cơ không có ý tứ đánh nữa trong lòng ngạc nhiên không thôi nhưng bọn họ cũng rất vui vẻ nhìn thấy kết quả này dù sao giữa bọn họ cùng diệp thiếu dương càng chưa nói tới thù hận chỉ là vâng mệnh mà đến có thể không gõ mõ cầm canh là tốt minh pháp tôn giả tiến lên một bước hướng diệp thiếu dương nói đã ngưng chiến xin diệp thiên sư đem ta hai vị sư huynh thả ra diệp thiếu dương cũng không chậm trễ đem hai vị tôn giả hàng ma cùng phục yêu từ trong linh phù thả ra minh pháp và khai đạo tôn giả lập tức tiến lên đem bọn họ đỡ dậy hai vị khổ này mất chút thời gian mới làm rõ chuyện trước mắt là thế nào hai vị này còn ở giai đoạn khởi động nóng người đã bị diệp thiếu dương bắt trong lòng miễn bàn có bao nhiêu buồn khổ hiện tại thật không dễ gì đi ra hai bên người ta lại ngưng chiến cũng không tiện động thủ lần nữa huống hồ hai người đều là phật môn đại đức ưu điểm khác không có trung quy là nhẫn nhịn giỏi hơn người thường đem một bụng lửa mạnh mẽ nghẹn lại lui vào trong trận doanh của mình không đề cập tới mình pháp tôn giả lại đem tầm mắt chuyển hướng tranh tử nói tranh tử phó sứ có thể trả lại môn hạ dạ xoa của ta không tranh tử cười lạnh một tiếng người này vũ nhục thiên tử ta muốn đem hắn trở về hỏi tội yên tâm không oan uổng hắn hai người thấy nàng thanh sắc kiên quyết biết chuyện này không dễ xử lý lúc trước còn đánh ngươi chết ta sống hiện tại bảo người ta thả người tự nhiên không làm được lại nói tiếp tranh tử nhỡ đâu nói năng lỗ mãng mình là đại đức phật môn chức vị cũng cao cũng không có khả năng cãi nhau cùng nàng đến lúc đó mất hết thể diện hơn nữa người ta cũng đem hai vị tôn giả thả ra rồi vì thế thấp giọng thương lượng một phen quay về lại nghĩ cách tìm thôi phủ quân đòi người nghĩ hẳn cũng không có gì khó xử dứt khoát không đề cập tới nữa bốn vị tôn giả chắp tay hướng ngư huyền cơ thi lễ mang theo một đám tăng binh lập tức rời khỏi trận chiến đấu này với họ mà nói quả thực giống như là đánh tương du một hồi ngay cả kết thúc cũng có chút khó hiểu ngư huyền cơ đem thủ hạ mình triệu hồi đến một chỗ thấy đa số đều bị thương trong người, nhìn qua rất chật vật, không khỏi cảm thán. Vì ý nghĩ cá nhân bản thân, trên dưới toàn bộ tuần du ti đều không an bình. Nếu mặc kệ kết quả thế nào, trận tranh đấu này, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đột nhiên phát hiện thập nương không thấy bóng dáng, vội vàng hỏi, thập nương ở đâu? Tứ bảo đi đến bên người Diệp Thiếu Dương, cho hắn nhìn thoáng qua kim mân bình bát, chỉ thấy một nữ tử khuất thân ngồi ở giữa bình bát, bị kim quang vườn quanh, vẻ mặt đau khổ, yếu ớt đáng thương, chính là thập nương. Thả cô ta ra, cậu xác định xác định kết thúc rồi không đánh nữa tứ bảo lúc này mới niệm chú ngữ hướng đáy bình bát vỗ một phát thập nương từ trong bình bát bắn ra ngã ngồi xuống đất liếc mắt một cái nhìn đến diệp thiếu dương đám người lập tức đứng dậy còn muốn tái chiến ngư huyền cơ nói muội muội lại đây thập nương sửng sốt quay đầu nhìn ngư huyền cơ an ổn đứng âm thần tuần du ti cũng đều đứng ở phía sau nàng mà bên này đám người diệp thiếu dương cũng đứng chung một chỗ hai bên nhìn nhau lại không động thủ nữa, nhất thời có chút không hiểu đầu cua tai nheo. Sao lại không đánh nữa sao? Thập Nương nói xong trở lại bên người Ngư Huyền Cơ, vội hỏi, "Tỷ tỷ lấy được Hồng Trần Lệ rồi sao?" Ngư Huyền Cơ thở dài, lắc lắc đầu, "A, vậy sao lại? Đều kết thúc rồi." Thập Nương kinh ngạc ngẩn người, không biết hai chữ kết thúc là có ý tứ gì. Hai vị Lê Sơn đệ tử thấy Thập Nương không sao, cũng yên lòng, đi đến trước mặt nàng, nói, "Nếu không có việc gì, chúng ta cũng nên đi rồi." Thập nương vội vàng nói cảm ơn, ngư huyền cơ cũng lên trước nói lời cảm tạ. Hai người quay đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, lại từ trên mặt nhuế lãnh ngọc và tứ bào đảo qua, vẻ mặt rất phức tạp, đạo sĩ nói, ta vẫn luôn cho rằng nhân gian pháp sư, nhất là còn trẻ, nhất định là hạng người vô năng, hôm nay chiến một trận, lại khinh địch rồi. Diệp Thiếu Dương cười nói, nhân gian như chúng ta còn nhiều, không có việc gì đi nhân gian nhiều một chút, ngươi sẽ càng thêm giật mình. Đạo Cô Hừ một tiếng nói, ngươi đi thanh minh giới nhiều sẽ phát hiện ngươi như vậy, cũng chỉ là người thường. Ta sẽ tới kiến thức. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương cong lên một cái mỉm cười không chịu thua. Hai vị Lê Sơn đệ tử vái ngư huyền cơ, lập tức rời đi. Diệp Thiếu Dương nhìn mình bên này, tuy không ít người đều bị thương, thất bảo hồn phách bất ổn, được qua qua ôm vào trong lòng, tiến lên dán ở trên mặt nó một đạo cố hồn phù, nhìn không có gì đáng ngại lắm, lúc này mới phun ra một hơi thật dài. Toàn bộ mọi người đều nhìn hắn, vẻ mặt cũng có chút ngây dại, Diệp Thiếu Dương ở lúc trước cùng Ngư Huyền Cơ còn đánh cho người chết ta sống, đặc biệt là Ngư Huyền Cơ, oán khí ngút trời, tư thế kia, hận không thể đem Diệp Thiếu Dương xé thành mảnh vụn. Nào ngờ ở sau khi lăn một vòng trong lưới đánh cá, hai bên thế mà bắt tay giảng hòa. Mấy phút đó ở trong lưới đánh cá, hai người rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc xuất phát từ trực giác của nữ nhân, mơ hồ ý thức được cái gì, muốn chất vấn Diệp Thiếu Dương, nhưng trước mắt thời cơ không đúng, đành nhịn lại. Diệp Thiếu Dương nhìn Ngư Huyền Cơ nói, "Ngư đạo trưởng có tính toán gì không? Về tuần du ti, tất cả như cũ." Ngư Huyền Cơ lại thở dài một hơi, đang muốn động thủ, đột nhiên hai bóng người phá không mà đến, rất nhanh đã tới trước mặt, ở trước mắt bao người đáp ở giữa hai cái trận doanh. Một mặc áo bào đỏ, một mặc áo bào đen, hai người bộ dạng giống nhau như đúc, đều là hán tử râu sồm, vẻ mặt lại hoàn toàn khác nhau. Hán tử áo đỏ mặt mang mỉm cười, có chút vui mừng, hán tử đồ đen thì vẻ mặt nghiêm túc âm trầm làm người ta như đối mặt đại địch hai người rõ ràng tướng mạo giống nhau cho người ta cảm giác lại như là hai người hoàn toàn khác nhau vừa thấy bọn họ vẻ mặt toàn bộ mọi người đều thay đổi quỷ sứ áo đỏ quỷ sứ áo đen hai trong bốn đại quỷ sứ dưới trướng đại đế áo đỏ xuất hiện tất có việc vui đồ đen xuất hiện tất nhiên không tốt lành hai vị quỷ sứ một đỏ một đen này cực ít cùng nhau xuất hiện chẳng lẽ có chuyện tốt và chuyện xấu cùng nhau công bố diệp thiếu dương nhìn thấy quỷ sứ áo đen lập tức theo bản năng cảm thấy được hắn xuất hiện quá nửa là có liên quan với mình bắt đầu mưu định đường lui quỷ sứ áo đỏ dẫn đầu mở lời phụng pháp chỉ đại đế tuần du ti chủ ngư huyền cơ trải qua tình kiếp công đức viên mãn tuy để lại một giọt hồng trần chi lệ ở nhân gian nhưng đã chặt đứt linh căn giữa hai người không liên quan tới nhau nữa ngư huyền cơ nhanh đi tu la đạo đầu thai tiến bộ tu hành ngư huyền cơ ngẩn ra lẩm bẩm tự hỏi là vì tiểu ngư bị trảm linh cho nên không quan hệ với ta nữa sớm biết như vậy cần gì có một trận chiến này. Quỷ sứ áo đỏ nghe thấy, cười nói, chảm linh chỉ chảm linh căn, không chảm tình duyên, nếu không phải trải qua phen tình kiếp này, ti chủ đại nhân lại có thể nào đạt tới cảnh giới ngoài tâm không có gì. Ngư huyền cơ cẩn thận suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói, đa tạ sứ quân chỉ giáo, chỉ là vì sao là tình kiếp. Quỷ sứ áo đỏ nói, bản sứ chỉ là đến tuyên chỉ, tình kiếp ứng ở trên người ti chủ đại nhân, ta có thể nào biết. Lập tức lại nói, ngư huyền cơ công đức viên mãn, vãng sinh tu la, Đại đế chỉ, chọn thập nương là tuần Du Ti tân nhậm Ti chủ. Thập nương kinh ngạc, vội vàng bái tạ, trong mắt lại rơi lệ không thôi, ôm ngư huyền cơ, đôi bên đều cực kỳ không nỡ. Một lát sau, ngư huyền cơ và thập nương tách ra, tầm mắt tìm đến Tranh Tử, nói: "Tiểu nha đầu, ngươi lại đây." Ta. Ngư huyền cơ gật gật đầu. Tranh Tử có chút buồn bực nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Diệp Thiếu Dương, "Đừng sợ, đi đi." Diệp Thiếu Dương nói, tuy không biết ngư huyền cơ gọi cô làm gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện xấu ngư huyền cơ thấy tranh tử đi tới kéo đến bên người nói ngươi là nhân ngư tranh tử đờ đẫn gật gật đầu ngư huyền cơ nói ta là cá chép ngàn năm thành tinh trải kiếp thành người hơn nữa sắp vãng sinh tu la thay ra đổi thịt một thân linh cốt này lại là vô dụng vừa lúc ngươi cũng là nhân ngư chúng ta xem như đồng tông chỉ có ngươi có thể hấp thu không bằng tặng cho ngươi a à, không đợi tranh tử biểu đạt ý kiến ngư huyền cơ đột nhiên hé miệng mút chặt môi của nàng tiếp theo tranh tử lập tức cảm thấy có cái gì bị đưa vào trong miệng mình theo hô hấp tiến vào trong cơ thể vội vàng tĩnh tâm hấp thu hai cô nương miệng đối miệng cảnh này có chút quá mức hương diễm diệp thiếu dương nhìn mà mắt không chớp một lát sau ngư huyền cơ buông ra tranh tử hướng nàng cười cười tranh tử che miệng trở lại trong trận doanh của diệp thiếu dương vẻ mặt rất quái dị cảm giác thế nào diệp thiếu dương lập tức hỏi tranh tử sắp khóc rồi ngập ngừng nói nụ hôn đầu tiên của em mất rồi diệp thiếu dương nói không đúng nha em trước kia không phải từng hôn anh sao tranh tử trừng mắt nói lần này là hôn ướt diệp thiếu dương đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn nhuế lãnh ngọc trên mặt mang theo nụ cười ngượng ngùng nhuế lãnh ngọc sắc mặt âm trầm sắp có thể chảy ra nước lúc này quỷ sứ áo đỏ đã thu hồi thánh chỉ lui qua một bên quỷ sứ áo đen đứng ra nhìn thoáng qua diệp thiếu dương diệp thiếu dương lập tức cảm giác được sự lạnh lẽo quả nhiên lão hắc này là nhằm vào mình mà đến. Quỷ sứ áo đen mở ra đạo thánh chỉ đọc lên, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thiên tử điện phó áp ti tranh tử, công tào Mỹ Hoa, oan tỉnh ti chính phó đề hạt sứ thanh bạch nhị yêu, công tào trên danh nghĩa trong tần hoàng cung qua qua, cùng một đám quỷ sai, tự tiện xông vào luân hồi đạo, cướp đi âm hồn, đả thương âm thần tuần du ti, nhiễu loạn trật tự âm ti, hành vi phạm tội sâu nặng lệnh ngưu mã nhị tướng quân tới truy bắt áp giải tần hoàng cung chờ đợi thẩm vấn nhân gian pháp sư diệp thiếu dương nhuế lãnh ngọc tứ bảo quách tiến bốn người là kẻ chủ ác nhưng dương thọ chưa hết tạm không bắt giam đợi sau khi hết tuổi thọ lại đi phán phạt nói xong đem thánh chỉ thu lại lớn tiếng nói ngưu mã nhị tướng quân ở đâu khi hắn còn chưa đọc xong mọi người đã nhìn thấy ở bốn phương tám hướng của luân hồi đạo vô số bóng đen nhấp nhô chờ hắn niệm xong thánh chỉ những bóng đen này cũng ép lên tạo ra một cái vòng vây đầu trâu mặt ngựa mặc giáp vàng tay cầm câu hồn tác đứng ở hai bên quỷ sứ áo đen uy phong lẫm liệt ngư đầu tướng quân tiến lên một bước lớn tiếng quát các ngươi vẫn là bó tay chịu trói miễn động can qua tăng nghiệp chướng trong lúc nhất thời toàn bộ mọi người nhìn nhau sau đó cùng nhau nhìn Diệp Thiếu Dương một khi bị mang đi cho dù xử lý khoan dung nhắm chừng cũng phải bắt giam vài năm cái này còn là nhẹ nhất chẳng may xử phạt nghiêm trọng hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi tranh tử tiến lên bắt lấy cánh tay diệp thiếu dương nói lão đại làm sao bây giờ cô là có hậu trường tự nhiên không sợ nhưng bọn qua qua thì lại khác qua qua trước đó thụ phong công tào tần hoàng cung nhưng mãi chưa đến nhận chức ngay cả tần quảng vương bộ dáng thế nào cũng không biết căn bản không có quan hệ để trèo nó thấy chết không sờn cười cười nói đừng ép lão đại nữa ngụ ý đã đúng sai ngoan ngoãn không thể không đi vào khuôn khổ rồi trước đó đối phó tăng binh tuần du tị, những cái này đều thuộc loại hành vi lén lút, tựa như dân gian đánh nhau, phạm pháp là phạm rồi, nhưng tội không đến chết, trước mắt chính là đại đế tự mình hạ chỉ tới bắt bọn họ, lúc này nếu dám phản kháng, đó là kháng pháp, bất luận kẻ nào cũng không bảo vệ được. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, thần thái thoải mái nói, các ngươi dám chạy không? Chạy! Đám người qua qua chấn động, nhìn chung quanh, một mảng âm thần quỷ sai đông nghìn nghìn, chỉ nhìn thôi trong lòng đã trột dạ. Nếu không có hậu quả, chạy thì chạy nhưng giờ chạy đâu cơ chứ qua qua nói xong bọn người thất bảo gật đầu theo diệp thiếu dương cười nói ta lúc trước nói như thế nào ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi không có việc gì nhìn lập tức xoay người đối mặt quỷ sứ áo đen cùng hai vị tướng quân ngưu tướng quân có chút không kiên nhẫn nói thương lượng xong chưa đầu hàng sao đầu hàng diệp thiếu dương nói nhưng ta muốn xem thánh chỉ đại đế câu này vừa nói ra toàn bộ mọi người đều ngây dại ngay cả đầu trâu mặt ngựa cũng nhìn nhau vẻ mặt hoang mang. Ngư đầu quát, ngươi xem thánh chỉ làm gì, chẳng lẽ chúng ta còn dám giả truyền thánh chỉ hay sao? Không phải không yên tâm ngươi, nhưng ngươi không thể cướp đoạt quyền biết tình huống của ta nhỉ, ta xem chút lại làm sao? Quỷ sứ áo đen không biết cái gì gọi là quyền biết tình huống, nhưng âm ti quả thực có quy định, thánh chỉ sau khi tuyên đọc, nếu người lĩnh chỉ yêu cầu, phải cho hắn xem, do đó tránh cho quỷ sứ giả truyền thánh chỉ. Tuy trong hiện thực hầu như không có ai từng yêu cầu như vậy, bởi vì đều biết, quỷ sứ cho dù có gan to bằng trời, cũng không dám giả truyền thánh chỉ, bởi vậy không cần thiết làm điều thừa, còn có thể đắc tội quỷ sứ. Diệp Thiếu Dương là người đầu tiên đưa ra yêu cầu kỳ quái này, quỷ sứ áo đen cũng rất buồn bực, nhưng cũng không thể nói gì hơn, vì thế bảo Diệp Thiếu Dương đến gần đi lấy thánh chỉ. Diệp Thiếu Dương sau khi đến gần, ngưu mã tướng quân cùng lên trước, ngón tay đè lại câu hồn tác, hai vị quỷ sứ cũng làm sẵn chuẩn bị. Theo bọn họ thấy, mục đích Diệp Thiếu Dương muốn nhìn thánh chỉ, có lẽ chính là muốn thừa dịp này động thủ chế trụ quỷ sứ áo đen hắn dám làm như thế trên lầu cửa thành phong đô hắc vô thường hỏi trung quỷ uống say sớm đã không biết tung tích chỉ còn lại có hai người bọn hắc bạch vô thường đứng ở trên thành lâu xem xong toàn bộ quá trình đấu pháp bạch vô thường nói lấy tính cách tiểu tử này có cái gì là hắn không dám làm mấu chốt là ngoại trừ cái này ta không thể nghĩ ra hắn còn có biện pháp nào đem đám thủ hạ kia mang ra ngoài hắc vô thường nghĩ nghĩ quả thực diệp thiếu dương cùng hai đồng bạn, muốn phá vây không khó, mấy âm thần cũng không khó đào tẩu. Nhưng nhiều đứa bé như vậy, quả thực chính là trói buộc. Nhưng Hắc Vô thường biết, lấy tính cách Diệp Thiếu Dương, tuyệt đối sẽ có hành động. Xem ra, thật sự chỉ có một con đường này để đi, đáng tiếc đây thật ra là một con đường chết. Lùi một bước mà nói, cho dù Diệp Thiếu Dương có thể ở bên người đầu trâu mặt ngựa bắt quỷ sứ áo đen, cũng tuyệt đối không thể áp chế hai vị kia, cho dù áp chế thành công, tội nặng bực này cũng đủ để hắn lên bảng truy nã đến lúc đó đại đế cũng sẽ không quản hắn dương thọ chưa hết, trực tiếp bắt tới triệu hình. Sự thật chứng minh, toàn bộ những sự lo lắng này, đều là dư thừa. Diệp thiếu dương từ trong tay quỷ sứ áo đen rất lưu loát tiếp nhận thánh chỉ, cũng chưa động thủ, chỉ là cười nói, đừng động thủ, ta đi về trước từ từ xem, nếu là thật, ta bó tay chịu chói. Nói xong xoay người đi hướng trận doanh của mình. Nhìn bóng lưng hắn, toàn bộ mọi người đều ngây dại. Ngư huyền cơ thậm chí âm thầm thở dài, vừa rồi là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu hắn có thể bắt quỷ sứ mình cũng không tiếc giúp hắn một phen đáng tiếc hắn chưa làm nhìn một đám người đông nghìn nghịt chung quanh trong lòng người hiểu biết diệp thiếu dương đều đang buồn bực hắn tất nhiên sẽ ra tay nhưng tử cục đã thành hắn lại có thể làm sao bây giờ diệp thiếu dương trở lại trong trận doanh chóc quỷ liên minh đối mặt đầu trâu mặt ngựa đem thánh chỉ mở ra nói các ngươi đều đến xem trên thánh chỉ viết cái gì đám người qua qua lập tức xông tới ai cũng mở to hai mắt Vài giây sau, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt Ngư Huyền Cơ, nhìn nàng một cái thật sâu, không thể tiễn ngươi, một đường đi mạnh khỏe, tương lai nếu có cơ hội, sẽ gặp lại. Lời còn chưa dứt, trong thánh chỉ đột nhiên toát ra thanh quang, sinh ra một lực lượng không thể kháng cự. Đối với ánh sáng này, Ngư Huyền Cơ quá quen thuộc, nháy mắt đã hiểu chuyện là thế nào, hướng Diệp Thiếu Dương cười lên nói, ta ở Tu La giới, chờ ngươi. Nháy mắt, trừ Diệp Thiếu Dương, toàn bộ mọi người đều bị ánh sáng đó thu vào trong bức tranh. Diệp Thiếu Dương nhắc lên, xoay người, muốn chạy đi phương hướng Hoàng Tuyển Đại Đạo, trong miệng lớn tiếng niệm chú, một ngụm máu đầu lưỡi phun ở trên thân Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, hét lớn một tiếng, mở đường. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm hóa thành một đạo long khí màu tím, bay thẳng ra ngoài. Phương hướng này thủ binh tuy nhiều, lại đều là âm binh bình thường, ở dưới khí thế cường đại mà khủng bố của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, uy hiếp ùm um ùm um tản ra, Diệp Thiếu Dương thi triển ra Thiên Cương Bộ, giống như một ngôi sao băng xẹt qua bắt lấy bảo kiếm, người đã qua cầu Nại Hà, ở đầu cầu ngừng một chút, đứng ở trên cột, quay đầu, hướng Ngư Huyền Cơ cười cười rất rạng rỡ. Phất phất tay, lại lần nữa tung người bay đi, xé hư không. Ngư Huyền Cơ chăm chú nhìn phương hướng hắn biến mất, nhất thời lại có chút ngây ngốc. ngưu Mã tướng quân hồn hển đuổi theo, nào còn có bóng dáng Diệp Thiếu Dương. Đừng đuổi nữa. Hắc Y Quỷ Sứ trái lại rất bình tĩnh, nhìn hư không sau khi bị xé, để lại một luồng khí tức dao động, chậm rãi nói, ta chỉ muốn biết, những đồng bạn kia của hắn, là biến mất như thế nào. Lúc này giữa không trung linh quang chợt lóe, một vật hạ xuống, hắc y quỷ sứ tung người bắt lấy, là một quyển trục, mở ra nhìn, chính là thánh chỉ trước đó cho hắn. Đây là pháp thuật gì? Mã diện tướng quân hồn hển ồn ào lên, lại có thể đem người ta thu ở trên một tờ giấy. Lão tử chưa từng gặp pháp thuật quái như vậy, chẳng lẽ Diệp Thiếu Dương bản lãnh thông thiên rồi hay sao? Hắc y quỷ sứ nói, Tuyệt đối không thể, không có pháp thuật nào có thể làm đến một điểm này. Mã mặt nói, nhưng chúng ta rõ ràng đã thấy. Các ngươi đều lầm rồi. Ngư huyền cơ từ xa xa đi tới, âm u nói. Hắc y quỷ sứ chắp tay nói, xin ti chủ đại nhân nói rõ. Ngư huyền cơ nói, thứ thu đi những người đó, không phải thánh chỉ này, là Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà xã tắc đồ. Ba người cùng nhau kêu lên sợ hãi. Ngư huyền cơ nói, không sai, ta cũng là mới nghĩ ra, Sơn Hà xã tắc đồ cùng thánh chỉ ngoại hình đều là quyển trục, nhìn qua không sai biệt lắm, thời điểm hắn đòi thánh chỉ, đã nghĩ tới kế hoạch này, ở nháy mắt nhận được thánh chỉ xoay người, liền đem Sơn Hà xã tắc đồ lấy ra, đặt cùng một chỗ với thánh chỉ. Sau đó đem hai quyển trục cùng nhau mở ra, thánh chỉ bên ngoài, Sơn Hà xã tắc đồ ở trong, chúng ta còn tưởng những người đó đang đọc thánh chỉ, thật ra xem là Sơn Hà xã tắc đồ. Sau đó, Diệp Thiếu Dương nghiệm chú kích phát cấm chế, đem bọn họ đều thu vào chính là đơn giản như vậy ngư huyền cơ nói xong khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười không dễ phát hiện tựa như đang may mắn diệt thiếu dương thành công thì ra là thế ba người bừng tỉnh đại ngộ kinh ngạc nói không ra lời qua một lúc lâu ngư đầu tướng quân thở dài không thể không thừa nhận kế hoạch này có thể xưng là áo trời không vết chỉ mã diện tướng quân gật gật đầu lẩm bẩm đúng vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy nghĩ ra một kế hoạch như vậy tiểu tử này thực con mẹ nó là thiên tài lão mã ta phục rồi trở lại nhân gian diệp thiếu dương mệt gần như thoát lực nằm ở trên mặt cỏ dùng sức hít một ngụm không khí mới mẻ xác định đám người kia sẽ không đuổi theo nghỉ ngơi một chút đứng dậy hướng chỗ thân thể tiểu ngư đi đến tiểu sư thúc tiểu ngư trông mong nhìn quanh bốn phía nhìn thấy diệp thiếu dương lập tức nhảy lên lao tới đánh giá cao thấp hắn một cái xác định trên người hắn không thiếu linh kiện gì lúc này mới yên lòng sao chỉ có một mình sư thúc cha con bọn họ đâu yên tâm bọn họ không có việc gì trong bụi cỏ có một đống củi xếp lên diệp thiếu dương liếc một cái nhìn thấy đạo phong ngồi ở một tầng phía trên cùng vì thế đi qua ngồi xuống ở bên người hắn ta cho rằng ngươi không về được may mắn ngươi còn chưa kém cỏi như vậy tạm dừng một chút đạo phong nói bọn họ đâu diệp thiếu dương hồi phục một chút đem sơn hà xã tắc đồ lấy ra chỉ chỉ nói đều ở bên trong trong ánh mắt đạo phong hiện lên một tia kinh ngạc nhưng không hỏi hắn vì sao ngươi thủ cho ta ta đi vào đem bọn họ tìm ra nói xong bản thân cũng tiến vào thế giới bức tranh đẩy ra sương mù trước mắt xuất hiện cảnh tượng quen thuộc một đám đồng bạn nhỏ của mình đều ngây ngốc đứng ở phụ cận tấm bia đá người không thiếu còn thêm hai vị lâm tam sinh cùng lý lâm lâm hai người các ngươi sao lại ở đây diệp thiếu dương có chút buồn bực hỏi lý lâm lâm hừ một tiếng liếc lâm tam sinh một cái nói hỏi hắn diệp thiếu dương hỏi thì biết được thì ra lâm tam sinh lâu như vậy chưa đi tìm mình Quả nhiên là vì ngư huyền cơ, dùng lời chính hắn để nói, hắn và ngư huyền cơ là chi âm, thật sự không tiện xuất hiện. Đương nhiên một trận chiến cuối cùng này, hắn cũng không biết tình huống, bằng không vô luận như thế nào cũng phải đi ra giúp một tay. Thầy trò lâm tam sinh ngay trên ngọn núi phụ cận tu hành, lúc trước đám đông người bọn nhuế lãnh ngọc tràn vào, mang vào một cỗ nhân khí cùng quỷ khí xa lạ, bị nghiễm tông thiên sư phát hiện, sai bọn họ qua xem, nào ngờ được lại là bọn họ, Lâm Tam Sinh cẩn thận hỏi, mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Lý Lâm Lâm sau khi nghe nói, đem Lâm Tam Sinh mắng ngập đầu một trận, lúc mình đến, Lâm Tam Sinh đang buồn bực. May mà các ngươi cũng không sao, bằng không ta thật sự là áy náy chết mất. Lâm Tam Sinh đầy lòng áy náy nói, lần sau gặp được chuyện gì nữa, ta xông lên dẫn đầu. Đừng rùa ta, ta cũng không muốn làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Diệp Thiếu Dương trợn mắt trắng dã nói, đã không có việc gì, Diệp Thiếu Dương đem một đám người từ trong sơn hà xã tắc đổ dẫn theo ra ngoài, Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm cần về sư môn đi bẩm báo trước, tỏ vẻ đợi lát nữa lại ra tìm bọn họ. Nhìn thấy Tiểu Ngư sống sờ sờ, không có một chút việc gì, lão quách kích động nói không nên lời, hai cha con ôm đầu khóc giống. Trải qua chuyện này, lão cha mới biết được con đối với ta quan trọng bao nhiêu, sau này con muốn cái gì, lão cha cho cái đó. Tiểu Ngư lau nước mắt nói, "Con luôn muốn cái túi LV." túi gì cũng được, lão ba trước kia sợ con tiêu tiền lung tung, chưa nói cho con, thật ra lão cha mấy năm nay kiếm được rất nhiều tiền, sắp tám con sổ rồi. Diệp Thiếu Dương đếm đầu ngón tay tính một chút, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống. Lão đại, ngươi thật có tiền như vậy à? Lão quách nói, chờ sau khi ta chết, tiền của ta đệ cùng tiểu ngư mỗi người chia một nửa. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa co giật, vội vàng xua tay, được được, đệ cũng không phải con rể của huynh, đệ sợ hắn đến lúc đó đuổi giết đệ nhắc tới hai chữ con rể vẻ mặt tiểu ngư nhất thời ảm đạm đi cúi đầu nhìn thoáng qua vương lâm còn nằm ở trong bụi cỏ diệp thiếu dương và lão quách cũng chú ý tới hắn lão quách hử lạnh một tiếng bày tỏ khinh thường cũng lời hỏi tiểu tử này là xảy ra chuyện gì tiểu ngư nhìn diệp thiếu dương nói tiểu sư thúc con muốn ta cứu sống hắn tiểu ngư cúi đầu không nói diệp thiếu dương lấy ra một tấm linh phù rung lên trên không một bóng người từ trong lá bùa ngã ra chính là Vương Lâm, ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt đờ đẫn. Diệp Thiếu Dương sách hắn lên, tới trước mặt thân thể của chính hắn, để hắn nhìn thấy. Vương Lâm sửng sốt một hồi, nháy mắt mở ra thiên tri, hiểu được là chuyện gì xảy ra, quỳ xuống đất, rơi lệ đầy mặt. Đại Pháp Sư, xin anh tha tôi một mạng. Vương Lâm đau khổ cầu xin. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, đứng trước mặt hắn, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, chậm rãi nói. Ngươi từng bỏ ta làm phép cho ngươi xem, chứng minh trên đời có quỷ ta muốn hỏi ngươi một lần ngươi hiện tại tin tưởng trên đời có quỷ chưa tin rồi tin rồi xin đại pháp sư tha cho ta vương lâm cầu xin không ngừng nào còn có một chút cả vú lấp miệng em của lúc trước ngươi là đồ khốn kiếp tiểu ngư vừa khóc vừa mắng là ngươi đem thời gian di động của ta chỉnh chậm cố ý để ta bỏ lỡ thời gian tự học buổi tối sau đó ngươi lại gạt ta tới nơi này đối mặt tiểu ngư chất vấn vương lâm mặt lộ vẻ xấu hổ ngập ngừng nói mình cũng chỉ là muốn để cậu ở bên mình ngươi nói dối Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc lắc đầu nói, là ngư huyền cơ tìm tới ngươi, bảo ngươi đem tiểu ngư mang đến nơi đây. Không phải. Có phải hay không? Diệp Thiếu Dương đột nhiên giống lên, hung hăng trừng mắt nhìn gã, nhìn vào mắt của ta, trả lời ta, có phải hay không? Cả người vương lâm run lên, lại không dám không nhìn hắn, đột nhiên xỉ hơi, lẩm bẩm nói, là cô ấy ép tôi, nếu tôi không làm như vậy, cô ấy liền giết tôi. Đến lúc này, ngươi còn nói dối. Diệp Thiếu Dương tức giận đến mức nhịn không được cười ra nước mắt, quỷ mê người yêu hoặc người chỉ cần là chính tu tả vật giao tiếp với người chỉ có thể mê hoặc dụ dỗ tuyệt đối không thể cưỡng bức bằng không chính là phạm vào âm luật huống chi ngư huyền cơ là tuần du thiên thần cô ấy càng không thể lấy tính mạng để uy hiếp nói đi cô ấy cho ngươi chỗ tốt gì vương lâm mặt như màu đất cả người run rẩy nói không ra lời hu hu tiểu ngư biết được chân tướng tàn khốc đau lòng khóc lên nếu là cưỡng ép trong lòng ít nhiều còn dễ chịu một chút thế mà lại là lợi dụng qua một hồi lâu, tiểu ngư ít nhiều đã tỉnh táo lại, nhìn vương lâm, âm u nói, lâm tử, ta với ngươi từ nhỏ đã là bạn học, chúng ta sớm từ trung học làm bạn trai bạn gái 2 năm, lại cùng nhau ước định thi đến nơi đây. Ta đối với ngươi chưa từng hoài nghi, cho dù ngươi va chạm tiểu sư thúc cùng lãnh vũ tỷ thân nhất của ta, ta vẫn có thể tha thứ cho ngươi, muốn để mọi người quay trở lại tốt đẹp bình thường, nhưng mà, ta thật sự muốn biết, cô ấy đã cho ngươi lợi ích thế nào, có thể khiến ngươi bán đứng ta vương lâm cũng khóc lên cúi đầu không nói tiểu ngư thở dài một hơi nói thôi ta không muốn biết nữa chân tướng rất rõ biết những chi tiết này cũng không có ý nghĩa sẽ chỉ làm mình càng thêm thống khổ diệp thiếu dương đứng ở trước mặt hắn nói ngươi ngẩng đầu lên vương lâm đành phải ngẩng đầu trong giây lát ngẩn ra từ trong ánh mắt diệp thiếu dương đã thấy được sát khí đại pháp sư xin tha cho ta ta cũng không dám nữa vương lâm không ngừng lui về phía sau ý đồ đào tẩu, đột nhiên cảm thấy hai vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại, qua qua đứng ở phía sau hắn, vươn một cái lưỡi màu đỏ tươi, liếm ở trên cổ hắn một cái, hắn lập tức sụi lơ xuống đất, hướng Diệp Thiếu Dương không ngừng dập đầu. Đột nhiên nhớ tới cái gì, liền nói, đại pháp sư, xin ngươi đừng giết ta, ta có thể cho ngươi tiền, nhà của ta rất có tiền, cho ngươi hết. Diệp Thiếu Dương khinh miệt cười. Vương Lâm thấy tình cảnh này, chợt cảm thấy tuyệt vọng, vô lực nói, đại pháp sư, dương thọ ta chưa hết, ngươi giết ta, sẽ xúc phạm âm luật diệp thiếu dương bật cười âm luật sau đó chỉ hứng một loạt tôi tớ cùng tiểu đệ phía sau hỏi bọn họ xem người nào chưa từng phạm âm luật tất cả mọi người đều cười lên vương lâm nhìn từng người cảm giác đám quỷ yêu này đều sắc mặt bất thiện không phải ác quỷ chính là lệ yêu mà bọn người này đều nghe lệnh diệp thiếu dương lấy hắn một quỷ hồn mới chết căn bản nghiền ngẫm không ra pháp lực của diệp thiếu dương nhưng lại rõ ràng người này so với toàn bộ ác quỷ lệ yêu còn đáng sợ hơn là một người mà mình tuyệt đối không thể trêu vào. Vô tận hối hận lan tràn ra trong lòng. Diệp Thiếu Dương lấy ra câu hồn tác, đi đến đối diện hắn, thản nhiên nói, 500 năm sau, lại đi vãng sinh đi. Nói xong, giơ lên câu hồn tác. Đột nhiên một bóng người giang hai tay, che ở trước mặt mình, là Tiểu Ngư, vẻ mặt khẩn cầu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn cô bé. Con không phải cầu tình cho hắn, hắn làm ra loại chuyện này đối với con, dù con có thích hắn nữa, cũng không có bất cứ cảm tình nào nữa, nhưng hắn dù sao cũng là người sống, con không muốn bởi con mà chết. Tiểu sư thúc, như vậy con sẽ có cảm giác chịu tội, đối với sư thúc cũng không có lợi. Nhuế lãnh ngọc cũng đi lên, đoạt lấy câu hồn tác trong tay Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, anh quá giới hạn rồi đó. Anh có tư cách gì phán sinh tử của người sống? Diệp Thiếu Dương nghe vậy giật mình, lệ khí ở trong nháy mắt biến mất. Hắn gây ra tội nghiệt này, hoặc là có hiện thế báo, hoặc là sau khi chết cũng sẽ bị phạt, không tiện nghi hắn được anh là thiên sư không phải phán quan nhuế lãnh ngọc ngữ khi có chút nặng diệp thiếu dương lại tuyệt không tức giận gật gật đầu đi qua sách lên hồn phách vương lâm nhét vào trong thân thể hắn hắn sẽ chết sao tiểu ngư hỏi sẽ không hồn phách hắn rời cơ thể quá lâu cần một đoạn thời gian mới có thể phục hồi như cũ diệp thiếu dương nhìn thoáng qua vương lâm nằm ở trên mặt đất liền rời ánh mắt không đi nghĩ về kẻ khiến người ta chán ghét này nữa đem ánh mắt chuyển qua trên người đạo phong nói Cốc chủ đại nhân, có tính toán gì không? Đạo Phong đứng lên, hỏi ngược lại hắn, ngươi có tính toán gì không? Ta, ngươi trung quy không thể mang theo đám quỷ yêu này vong mệnh thiên nhai chứ? Bị Đạo Phong nhắc nhở như vậy, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới các bạn nhỏ bên người, hiện tại bọn họ cũng thành tội phạm truy nã, âm ty là không thể đi, nhưng cũng tuyệt không thể đều đi theo mình, bằng không đến chỗ nào cũng mang theo một đám quỷ yêu, thế này còn ra thể thống gì nữa? Đám người thất bảo trông mong nhìn hắn nói lão ba, chúng con về sau đi theo người nha. Không được, nhân gian không phải chỗ các ngươi nán lại, lại nói người của âm ti một khi biết các ngươi ở nhân gian, nhất định sẽ tới bắt các ngươi, phiền toái này sẽ không có ngày nào hết. Lúc nói lời này, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, ngưu mã tướng quân nhất thời chưa tới dương gian bắt người, khẳng định là đi tìm đại đế thỉnh chỉ, một khi được cho phép, khẳng định sẽ lập tức chạy tới bắt người. Tuy nói mấy người mình dương thọ chưa hết, âm ti cũng không thể làm gì, nhưng đối với qua qua, lại là không có chút cố kỵ, đến lúc đó một khi tới bắt mình khẳng định còn phải ra tay ngăn cản đến lúc đó sự tình lập tức sẽ khác diệp thiếu dương đang khó xử nhuế lãnh ngọc đi tới nói thiếu dương trước mắt chỉ có một biện pháp đem bọn họ đưa vào sơn hà xã tắc đồ trong lòng diệp thiếu dương khẽ động trần trời nói nơi đó quỷ yêu hoành hành quá nguy hiểm nhuế lãnh ngọc nói bọn họ có thể vào ở sơn môn của nghiễm tông thiên sư không tùy tiện đi ra ngoài là được lại nói có hai vợ chồng lâm tam sinh chiếu cố không có việc gì Diệp Thiếu Dương gái ót nói, bọn họ không phải hai vợ chồng, còn không phải chuyện sớm hay muộn. Cái này, sao cô biết? Diệp Thiếu Dương rất tò mò. Anh loại người này, đương nhiên cái gì cũng nhìn không ra. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Diệp Thiếu Dương nghĩ chút nữa, thế giới trong tranh linh khí nồng đậm, những người này sau khi đi vào, không có cách nào chạy lung tung, vừa lúc có thể chăm chỉ tu luyện, chưa chắc không phải một chuyện tốt, vì thế hỏi bọn hắn có đồng ý đi hay không? Đám người qua qua tự nhiên không có ý kiến, đám tiểu quỷ này mới vừa ở lại thế giới trong tranh, cảm thấy nơi đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ, chơi rất vui, cũng đều muốn đi. Ánh mắt từ trên mặt bọn họ lần lượt đảo qua, Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, liên lụy các ngươi đánh mất danh phận, còn thành tội phạm truy nã, ta thật sự có chút áy náy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly cà phê nhé. Đoàn người lập tức lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Diệp Thiếu Dương nói những lời này là đem bọn họ coi như người ngoài, ồn ào không ngừng được 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 coi như ta nói sai các ngươi con mẹ nó đi mau lên chờ ta có việc lại triệu hồi các ngươi dứt lời mở ra sơn hà xã tắc đồ đám gây chuyện này mới hài lòng lần lượt đi vào nhìn bộ dáng những tiểu quỷ này ngươi tranh ta cướp trong lòng diệp thiếu dương rất cảm khái nhưng cũng không thể nói rõ là vì sao tranh tử em ở lại diệp thiếu dương giữ tranh tử trần chờ không lên chờ toàn bộ mọi người đều đi vào thu hồi sơn hà xã tắc đồ quay đầu nhìn tranh tử tranh tử vành mắt đỏ lên ngập ngừng nói không phải em không muốn đi diệp thiếu dương nhéo nhéo mặt của nàng nói anh biết em quan tâm an nguy của tên mặt trắng nhắc tới tiêu giật vân mọi người đều cảm khái không thôi lão quách thở dài tiểu sư đệ tiêu lang quân này có thể vì đệ mà như vậy thật sự là đủ huynh đệ diệp thiếu dương cười nói đệ tốt xấu là anh vợ của hắn hắn dám không giúp đệ ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại cảm khái không thôi đặc biệt là tiêu giật vân lúc cuối cùng hướng hắn cúi đầu thật sâu nói huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, câu này, khắc thật sâu ở trong lòng Diệp Thiếu Dương, tương lai cũng sẽ không phai nhạt. Tranh tử đột nhiên ghé vào trên người Diệp Thiếu Dương, cất tiếng khóc to lên. Đừng khóc, đừng khóc, yên tâm em không làm được quả phụ đâu. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt xấu hổ nhìn nhìn nhuế lãnh ngọc, cũng may nàng cũng đang trong thương cảm, không rảnh ghen. Em ngoan, em đừng vội khóc, em biết anh vì sao giữ em lại không? Tranh tử dùng sức lắc đầu. Diệp Thiếu Dương nâng mặt của nàng lên, lau đi nước mắt cho nàng nói, em lát nữa trở về thiên tử điện, đi tìm thôi phủ quân nhõng nhẽo, bảo ông ấy xử lý nhẹ đối với tên mặt trắng. Tranh tử sừng sốt một lát, cắn môi nói, lấy trộm thiên tử sứ tiết, giả truyền thánh chỉ, đây chính là tội trong thập ác bất xá, thôi phủ quân sợ là sẽ không làm việc thiên tư. Diệp thiếu dương giảo hoạt cười cười, hạ giọng nói, anh luôn cho rằng em thông minh, thì ra em cũng ngốc, thiên tử sứ tiết kia, là tùy tiện có thể trộm được sao? Bao gồm tranh tử ở trong, toàn bộ mọi người nghe được lời này đều ngây ngẩn cả người lão đại anh là nói thiên tử sứ tiết là phủ quân cho tranh tử run giọng nói diệp thiếu dương lắc đầu là trộm ở dưới loại tình huống đó thôi phủ quân không có khả năng trắng trợn giúp anh tranh tử vừa nghe càng thêm mê hoặc diệp thiếu dương nói tên mặt trắng trộm thiên tử sứ tiết đưa anh đi ngang qua toàn bộ âm ty tốn không ít thời gian còn đánh một trận cùng tăng binh thẳng đến khi giúp anh bắt hai vị tôn giả ngân tụ linh quan mới xuất hiện bắt hắn, đây là vì sao? Em thật cho rằng phủ quân sẽ hồ đồ đến mức sứ tiết bị đánh cắp lâu như vậy, mới phát hiện. Trong đầu tranh tử linh quang thoáng hiện, thốt ra, ông ấy là cố ý, diệp thiếu dương vội bịt mồm cô, thiên tử sứ tiết, nhất định là tên mặt trắng trộm, giả truyền thánh chỉ, tất cả trách nhiệm đều ở trên thân một mình tên mặt trắng, không quan hệ với phủ quân, anh nói như vậy, em hiểu không? Tranh tử gật gật đầu, nét bi thương biến đổi, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, người còn lại cũng cùng nhau cười theo lão quách lúc trước lo lắng mình hại tiêu giật vân lúc này nghe diệp thiếu dương phân tích một tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống gật đầu nói không sai ngư huyền cơ dù sao cũng là sư muội ông ấy nếu không phải như thế mà nói quả thật mặt mũi rất khó qua diệp thiếu dương gật gật đầu hắn đoán ý tưởng ăn cắp thiên tử sứ tiết khẳng định là tiêu giật vân tự mình nghĩ đến hơn nữa đi làm chỉ là thôi phủ quân cố ý không ngăn trở để hắn đánh cắp đợi tới khi cảm giác không sai biệt lắm lại phái người đi đem hắn bắt về như vậy mặt mũi trong hay ngoài đều có hết cho dù người khác có hoài nghi nhưng không có chứng cớ cũng không dám tùy tiện nói này nói nọ đối với thôi phủ quân chân tướng chuyện này là như thế tranh tử hừ một tiếng nói gã chết tiệt lúc ấy còn biểu hiện thương cảm như vậy ngay cả em cũng lừa trở về không tha cho hắn diệp thiếu dương cười nói cái này thực sự không trách hắn được hắn lúc ấy khẳng định không nghĩ ra cái này còn tưởng rằng mình thật sự sắp xong rồi dù sao lúc ấy tình huống khẩn trương như vậy anh cũng là vừa rồi cẩn thận suy tư một lần, mới nghĩ đến một điểm này, cho nên hắn biểu hiện, đều là chân tình biểu lộ. Tranh tử nghĩ nghĩ, còn có chút không yên tâm nói, nhưng lỗi là hắn phạm phải, dù sao đã công khai, phủ quân cũng không tiện làm việc thiên tư nhỉ. Diệp Thiếu Dương cười nói, em vẫn không rõ mấu chốt chuyện này, phạt là nhất định phải phạt, nhưng phạt như thế nào, đều xem phủ quân đại nhân, ông ấy không phải là thật sự muốn truy cứu, vậy chuyện sẽ dễ xử lý. Em mau đi đi, đi dỗ dành bố chồng em, bảo ông ấy ra chút chủ ý em trên danh nghĩa là tội phạm truy nã nếu bị bắt được cứ nói em muốn đi thiên tử điện tự thú em là người của phủ quân bọn họ không dám ngăn cản em sau đó thuận tiện hỏi thăm một chút thái độ của âm ty đối với đám qua qua những người này dù sao ở lại trong sơn hà xã tắc đồ không phải chuyện thường anh còn muốn đem bọn họ đưa về âm ty tranh tử gật đầu nói yên tâm đi lão đại chỉ cần phủ quân là hướng về bên chúng ta có thể từ từ thao tác diệp thiếu dương gật đầu nói chính là đạo lý này đúng rồi em gặp được tên mặt trắng thay anh cảm ơn hắn vâng tranh tử hưng phấn đến cực điểm ở trên mặt diệp thiếu dương bẹp một cái diệp thiếu dương xoa khuôn mặt được cô thơm thấy mặt nhuế lãnh ngọc đen đi từng chút một kết quả tranh tử xông qua cũng hôn nàng một cái quay đầu hướng diệp thiếu dương giảo hoạt cười nói tẩu tử làn da rất mịn buổi tối anh tự hôn thử xem diệp thiếu dương và nhuế lãnh ngọc không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái giờ khóc giờ cười Tranh Tử đi đến bên người Tiểu Ngư, bắt được tay cô bé nói: "Muội muội, ta đi đây." Tiểu Ngư lưu luyến không rời nói: "Tỷ tỷ chú ý an toàn." Diệp Thiếu Dương nghe các nàng xưng hô, có chút hỗn độn, buồn bực nói: "Hai người từ khi nào thành tỷ muội rồi?" Tranh Tử nói: "Em cũng không biết, từ sau khi đi lên, em vừa thấy cô bé, đã cảm thấy cô bé là muội muội của em, cảm giác thật thân thiết." Tiểu Ngư ngập ngừng nói: "Con cũng vậy, thật giống như chúng ta từ trước tới giờ đều là tỷ muội." Sao có thể có loại chuyện này? Trong lòng Diệp Thiếu Dương cực kỳ khó hiểu. Nhuyếch Lãnh Ngọc lại một lời nói toạc ra chân tướng, "Em biết rồi, là linh cốt của Ngư Huyền Cơ." Diệp Thiếu Dương vỗ ót nói, "Anh thiếu chút nữa quên chi tiết này, tranh tử kế thừa linh cốt Ngư Huyền Cơ, cũng kế thừa một bộ phận thần thức cô ấy, cô ấy và tiểu Ngư vốn là một thể, cho nên em thấy cô bé tựa như em gái của mình." Tiếp theo lại nói với tiểu Ngư, "Trên người cô ấy có khí tức của Ngư Huyền Cơ, con tuy đã chạm linh, nhưng trước đó thiếu chút nữa hợp thể với cô ấy." cho nên đôi bên vẫn là có một chút hấp dẫn, sẽ cảm thấy cô ấy rất thân thiết. Vừa nói như vậy, đoàn người bừng tỉnh đại ngộ. Tranh tử và tiểu ngư nhìn nhau, đồng thời cười. Cảm giác có thêm người chị, thật tốt. Mội tử đừng khổ sở, nam nhân này không tốt, vứt đi là được. Sáng mai tỷ tỷ từ địa phủ tìm người tốt cho em. Ừm. Phi Phi, tỷ tỷ đừng phối minh hôn cho em, em không muốn chết. Tiểu ngư lầu bầu. Đoàn người đều cười lên. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, liền hỏi em nuốt linh cốt ngư huyền cơ tu vi có phải cũng mạnh lên rất nhiều hay không tranh tử xoa xoa bụng nói là cảm giác cường đại hơn không ít nhưng còn có một chút khí tức động lại ở trong huyệt khí hải tích tụ không ra cái này cần em chậm rãi hấp thu em trở về cần tu luyện thêm diệp thiếu dương rất vui vẻ ngư huyền cơ tu vi cỡ nào cho dù chỉ có một bộ phận bị tranh tử hấp thu cũng đủ để tu vi của cô tăng lên vài lần coi như là bởi họa được phúc tranh tử đi rồi Diệp Thiếu Dương hỏi Tiểu Ngư, biết được thân thể cô bé đã khôi phục, liền bảo đoàn người rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. "Tiểu sư thúc, Ngư Huyền Cơ sẽ không đến bắt con nữa chứ?" "Sẽ không, cô ấy đã tiến vào tu la đạo, từ sau này con chính là con, sẽ không có ai tìm đến làm phiền con nữa." Tiểu Ngư nhìn nhìn lão quách, hai cha con cùng nhau cười lên. Đột nhiên, một làn gió âm từ hướng chính bắc thổi tới, mọi người sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại, một đám mây đen thật lớn từ xa xa bay tới trong gió âm lộ ra một khí tức thuần khiết, nói lên đối phương là từ âm ti mà đến. Nhanh như vậy đã tới rồi. Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, vội vàng đứng dậy, che cha con lão quách, một bàn tay đặt trên chuôi thất tinh long tuyển kiếm. Nhuế lãnh ngọc và tứ bảo cũng bày ra tư thái phòng ngự. Mây đen tan đi, dưới bóng đêm xuất hiện một đội nhân mã là thật có người cũng có ngựa, mấy quỷ võ sĩ cưỡi con ngựa cao to, uy phong lẫm liệt, mặc giáp trụ màu vàng, ngay cả mặt cũng che khuất, chỉ lộ ra hai con mắt. Kim giáp quỷ võ sĩ, Diệp Thiếu Dương lập tức mắt đăm đăm, quỷ võ sĩ có 3 cấp bậc, mặc khôi giáp ba loại màu sắc vàng bạc đồng, địa phủ 72 tí, mỗi tí đều trang bị hai vị ngân giáp quỷ võ sĩ, loại quỷ võ sĩ này không phải âm binh, cũng không phải quỷ sai, không có quyền chấp pháp, bọn họ là đả thủ thuần túy nhất, hoặc nói là bảo tiêu. Ngân giáp quỷ võ sĩ là thực lực quỷ thủ nhất đẳng tới nhị đẳng, kim giáp quỷ võ sĩ thì ít nhất cũng là tam đẳng quỷ thủ. Mà có thể chỉ huy kim giáp quỷ võ sĩ toàn bộ âm tĩ cũng không vượt qua năm người. Tám kim giáp quỷ võ sĩ cưỡi con ngựa cao to, ở chỗ đối diện đoàn người Diệp Thiếu Dương xa mấy chục thước xếp ra chữ nhất, lộ ra một cỗ xe quỷ bốn ngựa kéo. Xe quỷ toàn thân đen xì, không có bất cứ trang trí gì, chỉ là rất lớn, cho người ta cảm giác rất quái lạ. Cửa xe mở ở chính diện, trên cửa có một chữ triện xanh biếc, u, phát ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, xe quỷ để chống chỗ ngồi, một vị trưởng giả mặc áo trắng đứng, dâu đen bay bay bộ dáng thư sinh cổ trang, cầm trong tay một cây quạt lông, nhẹ nhàng phe phẩy. Cửa xe không đóng, lối ra treo một bức rèm, xuyên thấu qua bức rèm che, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn ngồi ngay ngắn trong đó, trên đầu đội mũ miệng mang chuỗi ngọc của hoàng đế trong phim cổ trang chính là loại vương miện trước sau buông rèm che đó. Đám người Diệp Thiếu Dương, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, trái tim đập thình thịch không ngừng, ai cũng đang buồn bực, vị kia trong xe quỷ rốt cuộc là đại nhân vật nào? có thể xuất lĩnh tám gã kim giáp quỷ võ sĩ, bày ra nghi trượng lớn như vậy, quan trọng nhất là hắn đội vương miện. Nhưng đối diện loại khí thế uy áp tất cả đó, làm bọn họ không dám nói chuyện với nhau, tụ tập cùng một chỗ, lòng bất an, nghiền ngẫm lai lịch đối phương. Diệp Thiếu Dương đột nhiên tiến lên một bước, sửa sang lại quần áo, vẻ mặt trang trọng hát một cái phì nặc. Vô Lượng Quan, tiểu nhân chính là Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương, bái kiến Thánh Đế. Thánh Đế? Mọi người nhìn nhau, đây là nhân vật nào? vậy mà là hắn. Khuôn mặt lão quách bị dọa thành màu đất. Tiểu ngư ngay tại bên hắn, thấp giọng hỏi, lão ba, ai vậy? Chuyển luân thánh đế. Lão quách lẩm bẩm, hắn còn có cái tên, chuyển luân vương. Chuyển luân vương. Nhuế lãnh ngọc và tứ bảo cũng nghe được lão quách nói, cả kinh nói không ra lời. Chuyển luân vương cai quản lục đạo luân hồi, trong tam vương nhất phán, địa vị còn ở trên diêm la vương cùng tần quảng vương, gần với thông phán sinh tử thôi phủ quân, cũng là một vị thần bí nhất trong bốn người. Bởi vậy ngay cả nhuế lãnh ngọc và tứ bảo thân là pháp sư, lão quách thường xuyên đi âm cũng không thể nhận ra hắn. Ba người nhìn nhau, mở to đôi mắt nhìn về phía trong xe quỷ, muốn xem tướng mạo chuyển luân vương, nhưng bởi vì rèm che cùng chuỗi ngọc trên mũ miệng cách trở, hoàn toàn không thấy rõ, hơn nữa ánh trăng hoàn toàn không vào được trong xe. Ngươi chính là Diệp Thiếu Dương. Trong xe quỷ đột nhiên chuyển ra thanh âm chuyển luân vương, nghe đặc biệt cứng cáp có lực, mang theo một loại vô thượng uy nghiêm, nói đơn giản chính là, chỉ nghe thanh âm này đã biết nhất định là nhân vật châu bò. Người ngoài đều nói ngươi không tôn lễ nghi, ở trước mặt bổn vương, vì sao biết lễ như thế?" Diệp Thiếu Dương không người nói, "Thánh đế địa vị cao thượng, ta một thiên sư nho nhỏ, có thể thấy thánh đế uy nghi, ta sùng bái còn không kịp, nào dám vô lễ. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không xuyên." Diệp Thiếu Dương hiểu rất sâu đạo lý này, hơn nữa hắn vừa mới xông qua luân hồi đạo, giờ phút này thật sự gặp chuyển luân vương, không khỏi có chút trột dạ. Chuyển Luân Vương nói, ngươi hai lần xông vào luân hồi đạo cứu người, coi âm luật như không có, có phải thật sự cảm thấy mình pháp lực thông thiên, có thể ở luân hồi ti qua lại tự nhiên hay không? Vẫn là nhắc tới chuyện này. Tim của Diệp Thiếu Dương đập mạnh một cái, vội vàng xua tay. Không dám không dám, thánh đế uy danh chấn tam giới, ai dám không phục. Thánh đế biết, ta cũng là bất đắc dĩ, thánh đế chính là người nặng tình nặng nghĩa nhất tam giới, ta tin tưởng nhất định hiểu cho ta, cho nên ta hai lần tới luân hồi đạo, thánh đế đều mở một mặt lưới, không ngăn trở, tiểu nhân cảm tạ thật sâu. Nói xong lại vái một cái, thái độ cực kỳ khiêm tốn khẩn thiết. Đám người nhuế lãnh ngọc đứng ở phía sau, cực lực nhịn cười, diệp thiếu dương một chiêu này thật sự là ác, trước đem ngươi thổi phồng một phen, sau đó cài. Người nếu so đo với ta, vậy nói lên ngươi không đủ trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa, ngươi lúc ấy không bắt ta, hiện tại nếu không bỏ qua cho ta, vậy chẳng khác nào thừa nhận ngươi lúc ấy thất trách. Chuyển Luân Vương đột nhiên cười ha ha, ngay cả sư gia kia ở ngoài xe cũng hòa theo cùng nhau cười. Diệp Thiếu Dương lại hướng vị sư gia này chắp tay vái, ra mắt từ lão tổ. Từ sư gia như có hứng thú nhìn hắn nói, người sao biết ta họ từ. Đại danh đỉnh đỉnh từ vị từ văn trường, thường ở bên chuyển Luân Vương, thiên hạ ai không biết. Từ lão tổ, trong nhà tiểu nhân còn có một bức tranh bút tích thực của ngài lúc còn sống, đó thật đúng là thiên hạ nhất tuyệt. Tiểu nhân nghĩ tới thôi, lập tức hận không thể về nhà lại thưởng thức một phen. Nói từ mình miệng nói ra, Diệp Thiếu Dương mình đều cảm thấy buồn nôn. Từ văn trường lớn tiếng cười lên, dùng quạt lông chỉ Diệp Thiếu Dương, tiểu tử ngươi. Xoay người trong trong xe quỷ nói, thánh đế, ta cuối cùng coi như hiểu. Thiên tử điện lão thôi, vì sao đối với tiểu tử này tốt như vậy rồi? Thiên tử điện lão thôi. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, trong âm ti dám xưng hô thôi phủ quân như vậy, nhắm chừng cũng không có ai. Nhưng cái này cũng làm Diệp Thiếu Dương phát hiện một sự kiện, từ văn trường và thôi phủ quân quan hệ không tệ, chẳng lẽ là do hai người đều là xuất thân thư sinh ngược lại cũng có khả năng diệp thiếu dương linh quang thoáng hiện nghĩ tới sự kiện nào đó chuyển luân vương bị từ văn trường bơm hừ một tiếng nhưng nghe giọng điệu nói cũng không phải là tức giận diệp thiếu dương chờ ngươi hao hết thọ nguyên bổn vương nhất định phải đem hồn phách ngươi đưa đến luân hồi ti phục dịch trăm năm vâng 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 có thể hầu hạ thánh quân là vinh hạnh của tiểu nhân diệp thiếu dương làm ra vẻ mặt khát vọng cảm giác sâu sắc hắn định bợ câu này vừa đúng sợ duy nhất chính là chuyển luân vương thấy mình chân thành như thế bảo mình lập tức đi theo hắn cũng may chuyển luân vương cũng biết hắn đang định nọt trong lòng rất hưởng thụ không coi là thật ngữ khí cũng nhẹ nhàng mà nói ngươi phạm âm luật tự sẽ có người đến tính với ngươi bổn vương lười quản việc nhỏ này ta chỉ hỏi ngươi tìm một người thì ra không phải bắt mình cùng bọn qua qua trái tim diệp thiếu dương buông xuống nhưng lập tức lại nhấc lên đòi người đòi ai ngoài miệng lại nói xin thánh đế mau nói ta đi tìm giúp ngài từ văn trường tiếp nhận lời đáp lại chúng ta là tới tìm đạo phong đạo phong toàn bộ mọi người chấn động đạo phong đã làm gì đáng ra chuyển luân vương mang theo kim giáp quỷ võ sĩ tự mình tới bắt hắn diệp thiếu dương nhất thời lòng dối như tơ vò quay đầu nhìn về phía đạo phong đột nhiên kinh ngạc lập tức trong lòng vui vẻ đạo phong đã không thấy đâu nữa lúc trước chỉ để ý nói chuyện với bọn tranh tử vốn định đem tất cả ăn bài thỏa đáng lại từ từ tán gẫu cùng đạo phong bởi vậy xem nhẹ hắn ngược lại không biết hắn là đi khi nào đảo trong mắt diệp thiếu dương nói thánh đế muốn bắt đạo phong chuyện tốt nha hắn là phản đồ mao sơn ta chúng ta cũng luôn tìm hắn còn xin thánh đế sau khi bắt được hắn thông báo một tiếng ta đem mấy thứ pháp khí thuộc về mao sơn chúng ta đòi về trực tiếp đem vấn đề đá trở lại từ văn trường mặt mỉm cười dùng ánh mắt hiểu rõ tất cả nhìn diệp thiếu dương một hồi cái gì cũng không nói lại hô đả lệnh ngựa tự chạy, đám người Diệp Thiếu Dương vội vàng lao sang một bên, cúi người, nhìn theo đoàn người chuyển luân vương rời khỏi, một đám mây đen bay tới, nâng nhân mã, chỉ chốc lát đã biến mất ở phía chân trời. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi thật dài, nhìn về vị trí đạo phong lúc trước ngồi, âm thầm nói, may mà hắn đi mau. Tử huynh, trong xe quỷ vang lên thanh âm chuyển luân vương. Người đời đều nói Diệp Thiếu Dương không tôn lễ pháp, cả gan làm loạn, thô bạo hiếu sát, không gánh vác nổi trọng trách. Người nghĩ như thế nào? Từ văn trường tay vuốt tròm dâu, cười nói, vương huynh, người có tài, thân tất có gai, trong thiên hạ khắp nơi là theo khuôn phép cũ, người tuân thủ lễ pháp, có thể có thành tựu lại có mấy người. Huống hồ, rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, mọi người nói Diệp Thiếu Dương coi rẻ âm luật, ta lại cảm thấy, người này tôn trọng luật pháp, nguyên tắc rõ ràng. Chuyển Luân Vương nói, Diệp Thiếu Dương hai lần xông vào Luân hồi đạo ta, cũng coi như tôn trọng luật pháp. Lần đầu tiên, vì cứu cha hắn, Lần thứ hai, vì thực hiện hứa hẹn, người này nhìn qua phóng đãng không kiềm chế, thực ra trọng tình trọng nghĩa. Tử văn trưởng nói, ta chỉ đưa ra hai sự kiện, là có thể chứng minh. Chuyển luân vương nghe. Thứ nhất, cha của Diệp Thiếu Dương, tử vong nhiều năm, Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, nghiêm tôn âm luật, chưa bao giờ hỏi tung tích cha hắn. Cho dù là lần đó xông vào luân hồi đạo, cha con gặp lại, Diệp Thiếu Dương cũng chưa hư âm luật, nhìn hình dáng phụ thân một cái, thử hỏi một điểm này có mấy người có thể làm được nhưng tuyệt đối đừng nói hắn không nhớ ân cha. Chuyển Luân Vương nói, không sai, hắn cũng chưa lợi dụng thân phận tiện lợi, cha tung tích âm hồn mẫu thân. Thân là thiên sư, một điểm này thật là khó được, còn có một việc gì? Thứ hai, Diệp Thiếu Dương là thường xuyên xúc phạm âm luật, nhưng hắn tu đạo 10 năm, chưa bao giờ lấy pháp thuật tiện lợi giành lấy một chỗ tốt nào, cũng chưa từng giết lầm một quỷ yêu chính tu, khó nhất là, ở lúc có thể giết hoặc không giết, chưa bao giờ tùy tiện giết chóc, sao lại sao nói là thô bạo hiếu sát. Chuyển Luân Vương nói, không sai. Sau đó khẽ cười một tiếng nói, ngươi có phải uống của Diệp Binh mấy vò rượu ngon, cho nên nói tốt cho con của hắn hay không? Từ văn trường cười ha ha, rượu là có thể uống nhiều, lời thì không phải có thể nói lung tung. Chuyển Luân Vương nói, đã như thế, nói rõ lão thôi không nhìn nhầm, chỉ là Diệp Thiếu Dương này bản thân còn có tình kiếp chưa qua, cuối cùng sẽ như thế nào, tất cả không biết. Từ văn trường cũng âm thầm thở dài nói, chạy trời không khỏi nắng, ấm lạnh tự biết chúng ta cũng chỉ có thể tận sức người mà nghe mệnh trời vương huynh vẫn nhanh đi tìm đạo phong tận sức người thôi chuyển luân vương gật gật đầu quát một tiếng ngựa lập tức đẩy nhanh tốc độ hướng phía trước chạy như điên chuyển luân vương tự mình dẫn đội truy bắt đạo phong điều này sao có khả năng chuyển luân vương sau khi rời khỏi lão quách là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại không thể tưởng tượng nói tứ bảo cũng muốn nói gì diệp thiếu dương làm cái động tác tay chớ có lên tiếng nơi này không phải chỗ nói chuyện trở về nói sau lão quách đem dụng cụ lúc trước bố trí pháp đàn thu thập sạch sẽ cùng nhau rời khỏi trước khi đi tiểu ngư nhìn thoáng qua vương lâm nằm ở trên mặt đất còn chưa tỉnh lại chảy một giọt nước mắt kéo tay phụ thân rời khỏi cô bé ở trong lòng thề đây là một giọt nước mắt cuối cùng mình chảy vì hắn từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn loại người này ngay cả tư cách để mình đi hoài niệm cũng không có lúc từ cổng trường đi ra ngoài nhiều người như vậy tự nhiên không có khả năng nhảy ra lão quách tiến lên giao tiếp với bảo an nói là phụ huynh học sinh ban ngày vào tìm giáo viên làm việc hiện tại trở về giờ cũng sắp nửa đêm rồi chuyện gì xử lý mất một ngày bảo an rất ngạc nhiên lão quách qua loa vài câu đưa điếu thuốc ngon lên bảo an tiếp nhận trộm nhìn thoáng qua hai chữ trung hoa trên nhãn thuốc sắc mặt hỏa hoãn xem xét thẻ sinh viên của tiểu ngư dựa theo quy định sinh viên buổi tối là không thể ra ngoài nhưng có phụ huynh đi cùng hơn nữa lão quách tỏ vẻ trong nhà có việc gấp cần đưa tiểu ngư về bảo an đăng ký thẻ thân phận của hắn cũng thả cho đi, đi đâu? từ ngoài cổng trường đi ra, lão quách hỏi. Diệp thiếu dương nói, đi nhà trọ để ở, mọi người ai gọi một chút đồ ăn vặt, chết đói đến nơi rồi. để ta, lão quách móc di động bắt đầu gọi cơm. tôi muốn thịt nướng, thịt hâm lại, quấn thịt, thịt tách xương. tứ bảo một hơi nói ra tên vài món ăn, gần đây ở trên núi luôn ăn chay, tôi sắp chết thèm rồi. Diệp thiếu dương đá một cước vào mông hắn mắng, ăn cái rắm lâm trận bỏ chạy đánh tới một nửa mới đến còn không biết xấu hổ ăn tứ bảo xoa mông ủy khuất nói tôi là thực có việc mà việc gì cái này kể ra thì dài từ từ tôi nói cho cậu trở lại nhà trọ diệp thiếu dương ở trên cửa sổ đều dán linh phù lúc này mới trở lại trong phòng nói được rồi đại hội tổng kết sau cuộc chiến bắt đầu ai lên tiếng trước lão quách nói tiếp tục nói đoạn mới rồi chuyển luân vương vì sao muốn đích thân bắt đạo phong chẳng lẽ đạo phong đã mạnh đến mức cần chuyển luân vương tự thân ra trận không tới nỗi thế nhỉ nếu âm ti thật sự đem đạo phong định vị là tội phạm truy nã cấp độ đặc biệt loại chuyện này nên là trung quỳ đến xử lý sao có thể kinh động chuyển luân vương diệp thiếu dương nói vừa rồi ở trên đường đệ từng nghĩ vấn đề này đệ nhớ rõ lúc ấy từ văn trường nói là đến tìm đạo phong không phải tới bắt đạo phong nhuế lãnh ngọc nói có lẽ chỉ là dùng chữ khác nhau nếu không phải tới bắt đạo phong cần gì mang nhiều kim giáp quỷ võ sĩ như vậy diệp thiếu dương nói mọi người cảm thấy đạo phong đánh thắng được chuyển luân vương không mấy người nhìn nhau mặt lộ vẻ nghi vấn tuy ở trong âm dương hai giới chưa từng có ghi chép về chuyển luân vương đấu pháp với người ta thiếu tham chiếu nhưng không có ai hoài nghi thực lực của hắn đạo phong là rất mạnh nhưng mà hắn thật sự mạnh đến mức có thể ganh đua cao thấp với chuyển luân vương ít nhất bọn họ đều không có nắm chắc tiểu ngư không hiểu lắm những thứ này liền nói, chuyển luân vương cũng là quỷ, hắn cũng không phải thiên hạ đệ nhất, trung quy cũng không thể không ai vượt qua được hắn chứ. Diệp Thiếu Dương nói, con nói đúng, chuyển luân vương cũng không phải dựa vào tu vi lên làm quan, nhưng hắn có một hai ngàn năm tu vi, cho dù trời sinh tư chất kém nữa, mấy ngàn năm tu vi này, đắp lên cũng đắp ra một tuyệt thế cao thủ. Hơn nữa, nếu đạo phong thực mạnh đến mức đáng giá hắn ra tay, hắn sẽ lại càng không ra tay, bởi vì không được thua chuyển luân vương là chúa tể lục đạo, nhỡ đâu đánh thua, thể diện âm ti ở đâu. Hắn phân tích một phen này, khiến mọi người suy nghĩ sâu xa. Nhuế Lãnh Ngọc nói, anh đây cũng chỉ là đoán. Diệp Thiếu Dương cười nói, anh cho em chứng cớ. Lúc trước đạo phong đi cứu tiểu ngư, một mình xông vào luân hồi đạo, đừng nói cho anh chuyển luân vương không nhìn thấy, cho dù hắn không có mặt, âm ti nếu thực xem hắn là tội phạm truy nã mà nói, người khác nhất định cũng sẽ ra tay ngăn trở. Mọi người thực cho rằng âm ti là bất tài. Đạo phong cho dù pháp lực có mạnh nữa, muốn một mình xông vào âm ti, lại hoàn hảo không thiếu gì trở về, quả thực nằm mơ. Cho dù là toàn bộ âm binh quỷ sai cùng lên, cũng có thể đem hắn đè chết. Mà lúc ấy cơ hội tốt như vậy, chuyển luân vương không đi ngăn hắn, huống chi lúc ấy hắn còn phải bảo vệ tiểu ngư. Mà lại chờ sau khi hắn đem tiểu ngư đưa đến nhân gian, lại gióng trống khua chiêng tới truy kích, chỉ số thông minh chuyển luân vương thấp như vậy sao? Tứ bảo thuận miệng nói, nhỡ đâu chuyển luân vương bại não thì sao? Cậu có thể bại não thành như vậy, chỉ số thông minh cậu thấp như vậy cũng làm không ra việc này chẳng lẽ chuyển luân vương so với cậu còn ngu ngốc hơn kháo tứ bảo giận dữ nói cậu đây là công kích nhân thân nhuế lãnh ngọc gật đầu chậm rãi nói nói như vậy chuyển luân vương vì sao phải tìm đạo phong có thể chỉ có chính hắn biết diệp thiếu dương gật gật đầu nói chuyện đoán không ra thì không cần đi đoán nữa tương lai có cơ hội gặp được đạo phong thì hỏi sau buổi tối hôm nay vốn là cơ hội tuyệt hảo nhưng đạo phong sớm rời khỏi bằng không Diệp Thiếu Dương tính cho dù một khóc hai quấy ba thắt cổ, cũng phải làm hắn phun ra một ít bí mật. Đúng rồi, từ văn trường kia là ai? Tiểu Ngư tò mò nói, đi theo bên người chuyển luân vương, bộ dáng tựa như rất ghê. Lão Quách nói, từ văn trường chính là từ vị. Hứa! Nguy! Diệp Thiếu Dương nói, nghe là biết huynh học ngữ văn không học hẳn hoi, từ vị là tài tử nổi tiếng triều đại minh, thi họa song tuyệt. Trên lớp ngữ văn đều từng học về hắn, hắn cũng là đạo sĩ, đạo hiệu thanh đằng, Tiểu ngư ồ một tiếng nói, thì ra là văn nhân, trách không được có thể làm sư gia cho chuyển luân vương. Diệp Thiếu Dương nói, con thế là lầm rồi, hắn là văn nhân không giả, lại là văn võ toàn tài, từng làm sư gia cho hổ tông hiến, từng dụ giết đầu lĩnh cùng hải tặc giặc qua, võ định càn khôn. Lão quách gật đầu nói, không sai, đây mới chỉ là một điều, từ văn trường tu đạo, uyên ương trận chính là hắn cùng căn cứ ngũ hành bát quái sáng tạo ra, truyền cho thích kế quang và lý như tùng, giết không biết bao nhiêu giặc qua quả nhiên là công đức vô lượng hắn tính cách kỳ quái sau khi chết cũng vậy lấy công đức của hắn vốn nên vào tu la đạo nhưng hắn không đi phong hắn âm thần hắn cũng không làm về sau ở luân hồi ti làm sư gia hắn cũng không phải là sư gia bình thường nghe nói chuyển luân vương rất là tôn kính hắn đoàn người nhớ tới trước đó từ văn trường và chuyển luân vương đối thoại hoàn toàn không giống bộ dáng một thuộc hạ với thượng cấp đều gật đầu hơn nữa từ văn trường đem thôi phủ quân gọi là lão thôi nói rõ quan hệ cũng rất tốt Diệp Thiếu Dương nói, Quách Sư Huynh, sau khi về Thạch Thành, Huynh kiếm cho đệ mấy bức tranh chữ, cần bút tích thực rất nổi tiếng. Lão Quách nói, đệ muốn sưu tầm. Đệ nào có rảnh thế, đệ tự có chỗ dùng tới, Huynh giúp đệ tìm trước, đến lúc đó lại nói rõ sau. Lão Quách gật đầu đáp ứng, trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói, ta cũng đã cẩn thận nhớ lại tất cả mọi chuyện, ta phát hiện âm ti đối với lần này xông vào âm dương đạo của chúng ta. Thái độ rất mơ hồ, trước đây nếu có người dám xông vào luân hồi đạo, nhắm chừng sẽ dẫn lên sáu ti bao vây tiểu trừ, trực tiếp đẩy xuống cửu u địa ngục, nào còn cho đệ ở trong âm ti ra vẻ ta đây. Tứ bảo oán giận nói, đâu chỉ một lần này, trước kia cũng vậy, thiếu dương xúc phạm âm luật không phải một lần hai lần, có lần nào thật sự bị trừng phạt. Diệp thiếu dương nói, đó là âm đức tôi nhiều, không sợ trừ. Tứ bảo hừ một tiếng nói, cậu nói nhảm đi, trừ âm đức là trừ âm đức, cậu có mấy lần làm việc. Căn bản là khác người, âm ti cũng chỉ xử phạt mang tính tượng trưng một chút, chính cậu nghĩ xem ví dụ nhiều lắm tôi cũng lười lấy diệp thiếu dương cẩn thận suy nghĩ hình như thật sự là có chuyện như vậy muốn tôi nói à chỉ có thể nói cậu có chỗ chống lưng tốt vị kia của thiên tử điện luôn bảo vệ cậu tứ bảo nói xong mắng một tiếng gọi đồ ăn sao còn chưa tới tự mình vào nhà tìm kiếm đồ ăn một lát sau ôm một bọc lớn quẩy cay đi ra giật mình nói với diệp thiếu dương sao cũng chỉ có cái này cậu là muốn bán quẩy cay sao diệp thiếu dương đỏ mặt nói tôi thích ăn được chưa tứ bảo bất đắc dĩ, chỉ bóc một bọc quây cay để ăn. Diệp Thiếu Dương cũng dành một bọc, ăn ngon lành. Nhuế Lãnh Ngọc nói, thôi phủ quân âm thầm bảo vệ Thiếu Dương, điều này khẳng định là có. Nhưng hắn thân phận quá cao, có một số thời điểm là không tiện nói chuyện. Âm ty đối với anh ấy phạm giới lựa chọn không nhìn, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Trung quỷ tựa như trước giờ cũng không làm khó Thiếu Dương, lúc trước bạch vô thường còn từng dạy anh ấy. Tứ bảo ăn quẩy cay nói, có một loại khả năng, âm ty hiện tại không phải khai chiến với thái âm sơn sao, có thể là nhân thủ không đủ, cho nên muốn lung lạc Thiếu Dương, để cậu ta đi bán mạng. Đừng nhảm nhí, tôi một nhân gian thiên sư, nào có thực lực đó, có thể khiến âm ti để ý như vậy. Điều Tứ Bảo nói, Diệp Thiếu Dương lúc trước cũng từng nghĩ, thậm chí từng ngây thơ cho rằng là vậy, về sau vẫn nhận rõ bản thân. Mình tuy quả thật cũng rất trâu nhưng âm thần âm ti châu bò hơn mình là có đầy, người ngoài không nói, đạo phong đã mạnh hơn mình rồi. Âm ti vì sao phải không tiếc lấy chấp pháp không nghiêm làm sự trả giá? để lung lạc mình cái này thì chưa chắc bất cứ sự vật nào đều chú ý cơ duyên lúc trước giới pháp thuật chọn đệ là đệ tử số một chính là vì cảm thấy đệ có lẽ là người ứng kiếp diệp thiếu dương nói ứng kiếp cái gì cứ vớt hòa bình thế giới đệ không phải siêu nhân lão quách nhún vai nhuế lãnh ngọc nói chuyện này có thể vận dụng tư duy ngược hướng nếu trước đó chúng ta giả thiết là thật âm ty thật sự lựa chọn anh tới ứng kiếp như vậy vì sao chứ anh so sánh với các đại lão kia của âm ty có thêm được ưu thế gì? Diệp Thiếu Dương sờ sờ mặt mình nói, bởi vì anh, đẹp trai. Nhuế lãnh ngọc lườm hắn, ngay cả nói cũng lời nói. Diệp Thiếu Dương không nói dẫn nữa, nghiêm túc suy nghĩ, lắc lắc đầu nói, thật sự không nghĩ ra anh so với bọn họ, có thể có ưu thế gì, luận pháp lực, có cả đống người mạnh hơn anh, cho nên, giả thiết này không thành lập. Nhuế lãnh ngọc lắc lắc đầu nói, anh sai rồi, ít nhất anh có một điểm, là toàn bộ âm thần đều so ra kém. Diệp Thiếu Dương nhất thời mở to mắt, đầy tò mò đám người thứ bảo cũng tò mò nhìn chằm chằm nhuế lãnh ngọc muốn biết diệp thiếu dương rốt cuộc một điểm nào là toàn bộ âm thần đều không bằng lúc này cửa phòng bị gõ vang đoàn người theo bản năng bị dọa giật mình lão quách hỏi một tiếng mới biết là đưa đồ ăn bởi vì gọi nhiều đồ ăn mấy vị nam sĩ cùng đi lấy còn có hai bình mao đài diệp thiếu dương vừa thấy không khỏi cười lão quách lần này thật đúng là bỏ vốn gốc dọn xong đồ ăn và rượu diệp thiếu dương nói bàn thì phải bàn cho thấu triệt ăn thì phải ăn thống khoái sự tình nói xong chúng ta mới uống rượu ngon lành hiện tại ai cũng không cho phép ăn trước tứ bảo ngửi mùi thơm của đồ ăn cố gắng nuốt nước miếng lại nhìn thấy diệp thiếu dương cầm lên một cái đùi gà đưa đến trước mặt nhuế lãnh ngọc em đói rồi ăn cái này lót dạ trước kháo tứ bảo mắng một tiếng đem một cái chân gà khác cướp đi lão quách cũng gắp cho tiểu ngư một viên tứ hỉ thứ này bảo đảm no nhất đoàn người đều ăn tiếp tục thảo luận Nói mau, Thiếu Dương rốt cuộc một điểm nào khác với những âm thần kia. Nhuế Lãnh Ngọc đem chân gà buông xuống nói, "Thiếu Dương là người, bọn họ đều là quỷ." Mọi người nghe xong, nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương chớp chớp mắt nói, "Chỉ cái này, anh cũng không nên xem nhẹ một điểm này, âm thần tu vi sâu nữa, cũng tuyệt không thể quản việc nhân gian, hơn nữa có rất nhiều chuyện là không làm được." Diệp Thiếu Dương nhìn một bàn đồ ăn, thầm nghĩ lời này cũng không nói sai cái khác không nói đồ ăn nhân gian âm thần không ăn được nhưng cái này cùng thiên kiếp có gì quan hệ chứ có lẽ có thể ngăn cản thiên kiếp là có liên quan tính chất đặc biệt nào đó của cơ thể người mà tính chất đặc biệt này bất cứ âm thần nào cũng không có cho nên phải có anh đi hoàn thành lão quách vừa nghe gật đầu nói điều lãnh ngọc nói rất có đạo lý có lẽ có thể khắc chế thiên kiếp chính là máu thiên sư của thiếu dương cái này ở nhân gian cũng là riêng một phần duy nhất quỷ thần càng không cần phải nói diệp thiếu dương nhách miệng nói huynh cũng không nên miệng quá đen sau đó suy nghĩ nói nếu không phải máu thiên sư vậy đệ vẫn không rõ cho dù người ứng kiếp phải là nhân loại vì sao nhìn chúng đệ nhân gian lợi hại hơn đệ cũng không phải không có tứ bảo xua tay nói cái này thực sự không có mấy người cho dù có cũng đều là đệ tử đời một thậm chí là cấp thái thượng trưởng lão những lão già đó đừng nói thiên kiếp nhắm chừng dù không có việc gì có thể sống được mấy năm nữa hay không cũng đã là chuyện cho nên âm ty chỉ có thể trông cậy vào cậu loại pháp sư vừa trẻ tuổi vừa có thực lực này để tính toán cho sau này lão quách nói hòa thượng nói mặc dù có chút khoa trương nhưng có thể thực có chuyện như vậy nếu bảo ta chọn người dẫn dắt giới pháp thuật ta khẳng định cũng chọn đệ diệp thiếu dương cong cong khóe miệng làm vẻ mặt bất đắc dĩ sau đó nói đoán cũng đoán không ra kết quả mặc kệ dù sao âm ti chiếu cố đệ đây là chuyện tốt nhuế lãnh ngọc đề nghị lần sau gặp được tiêu giật vân có thể bảo hắn lưu ý hỏi thăm một chút hắn ở âm ty địa vị đủ cao lại là người tâm phúc trước mặt thôi phủ quân có lẽ có thể tiếp xúc được một ít cơ mật đương nhiên cái này phải đợi sau khi hắn được thả ra trước mắt đang đầu sóng ngọn gió thôi phủ quân có thể sẽ nhốt hắn một thời gian để người khác không có chuyện mà nói tứ bảo nhìn chằm chằm đồ ăn sốt ruột khó dằn nổi nói thảo luận xong rồi chứ nói xong thì ăn cơm đi lão quách nói chờ một chút ta ít nhất còn có hai nghi vấn thứ nhất hai đạo sĩ dùng vòng ngọc đối phó thiếu dương kia lai lịch thế nào Diệp Thiếu Dương nói, đó là Lê Sơn đệ tử. Ba người chấn động, tứ bảo vốn trộm gấp một viên bò muốn ăn, cũng dừng lại hỏi, Lê Sơn của thanh minh giới. Diệp Thiếu Dương nói, nói lời thừa. Trách không được lợi hại như vậy. Nghe thập nương kia gọi bọn họ sư huynh sư tỷ, thì ra thập nương cũng là môn hạ Lê Sơn lão mẫu, trách không được có thể mời bọn họ đến trợ trận. Ngư huyền cơ thật sự là cơ quan tính hết. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng nói, nếu không phải vòng ngọc đó linh lực thật sự quá mạnh, đệ thật sự không sợ bọn họ tiểu ngư không hiểu hỏi thanh minh giới là cái gì con chỉ biết tiết thanh minh lão quách vốn không muốn nói cho cô bé về những thứ này không chịu nổi dây dưa vẫn giải thích một phen dựa theo lý luận khoa học vũ trụ là song song có vô số thế giới giống nhau bản thân có liên hệ lại là không gian hoàn toàn khác nhau giống như rất nhiều bọt biển chen trúc cùng một chỗ giới pháp thuật vẫn luôn có thuyết pháp ba ngàn thế giới không gian có vô số nhân gian và quỷ vực thật ra thuộc về một cái thế giới âm dương hai cực gọi chung thật ra gọi là sinh linh giới là trung tâm của tất cả thế giới bất cứ không gian nào khác đều là thông qua sinh linh giới diễn biến mà ra quy mô bằng nhau chỉ là sinh linh bên trong bởi vì tiến hóa riêng cùng một ít nhân tố bên ngoài mà dẫn tới tình huống hoàn toàn khác nhau chính là nói trừ thế giới này của chúng ta còn có rất nhiều thế giới giống chúng ta như đúc tiểu ngư chấn động hỏi một lần có ba ngàn cái tứ bảo nói ba ngàn đại thế giới là một cách gọi chung mà thôi trong đó chia làm rất nhiều Diệp Thiếu Dương cắt ngang lời hắn nói, đây đều là thứ các hòa thượng tự mình nghĩ, có ba ngàn cái hay không, ai cũng không biết. Nhưng hiện tại giới pháp thuật biết đến, chính là tứ tượng không gian, phân biệt là vô lượng giới, ác linh giới, hỗn độn giới, thanh minh giới, thanh minh giới chính là một trong số đó, bốn không gian này đều là sinh linh giới chỗ chúng ta diễn sinh ra. Tiểu Ngư vừa nghe, lại hỏi, là diễn sinh ra như thế nào? Cái này ta nào biết. Diệp Thiếu Dương buông tay, ta chỉ là một pháp sư nho nhỏ sao có thể biết những việc này nhưng bị tiểu ngư thúc giục dò hỏi diệp thiếu dương đành phải lại lần lượt giới thiệu về bốn không gian này vô lượng kiếp là tịnh thổ phật môn che phủ cũng có cách nói là cái gọi là tây thiên thế giới cực lạc cái này cũng không biết bên trong có cái pháp giác tự chính là nhà của địa tàng vương các tôn giả đối phó chúng ta chính là đến từ nơi này lục đạo luân hồi lời đồn là địa tàng vương dùng nghiệp lực của mình hình thành cho nên âm ty thật ra là đạo phật cùng tồn tại có rất nhiều người trong phật môn làm việc tại địa phủ Ác linh giới, tên như ý nghĩa, chính là bên trong ác linh tương đối nhiều, thật ra ta cũng không quá hiểu biết, ta trước đó đi vào một lần, phát hiện tất cả thế giới kia đều là theo thế giới này của chúng ta mà sinh thành, thậm chí có người giống với chúng ta, chỉ là vận mệnh không giống với chúng ta. Tiểu Ngư nghe đến đó, rất chấn động, nhịn không được chen một câu, có phải là vật chất cùng phản vật chất trong vật lý học hay không? Con nghe nói nếu gặp được người giống mình, tuyệt đối không được tiếp xúc, bằng không vật chất và phản vật chất một khi tiếp xúc hai người đều sẽ hóa thành cho bụi diệp thiếu dương nói cái này ta không biết vật lý trung học của ta là thầy thể dục dạy thời gian của ác linh giới cũng so với chúng ta trôi qua chậm hơn nhiều có thể là ta lần trước đi là bởi ở trong vườn trường phong bế ta không thấy được có ác linh gì tình huống ngoài trường học ta cũng không biết lúc nói tới đây diệp thiếu dương nghĩ tới tiểu tử ở ác linh giới quen biết kia giang phi long tiểu tử này là tài năng tu đạo từng tỏ vẻ muốn đi mao sơn học pháp thuật nghĩ đến thời gian ác linh giới so với thế giới chân thật chậm hơn rất nhiều bên này của mình qua hai tháng bên kia ít nhất qua một hai năm rồi nhỉ cũng không biết giang phi long kia có lên mao sơn học được pháp thuật hay không nếu hắn thật sự bái sư thành công vậy sư phụ hắn là ai là thanh vân tử đạo phong hay là mình nghĩ đến ác linh giới có lẽ còn có một mình nữa trong lòng diệp thiếu dương cũng hiện lên một tia cảm giác khác thường giang phi long tiểu tử đó còn từng nói sau khi học thành sẽ đến thế giới hiện thực tìm kiếm mình. Trong lòng Diệp Thiếu Dương âm thầm cười, có lẽ sẽ có một ngày, hắn thật sự trở về. Sau sự thất thần ngắn ngủi, lại bị tiểu ngư thúc giục dò hỏi, Diệp Thiếu Dương lại giải thích hai không gian khác, hỗn độn giới. Nghe nói lúc khai thiên tích địa, hỗn độn khí của sinh linh giới tụ tập cùng một chỗ, hình thành hỗn độn giới, nơi đó cũng không có thành thị nhân loại cái gì, hỗn độn khí tức thai ngén ra rất nhiều tà linh. Thật ra ta cũng không rõ lắm, ta là đoán. Tiểu ngư nói, dương cung tử kia không sai cô ấy chính là đến từ hỗn độn giới nghe nói hỗn độn giới có rất nhiều tà linh hỗn độn thiên ma chính là chúa tể cô ấy là một thành viên trong hỗn độn thiên ma diệp thiếu dương cuối cùng nói tới thanh minh giới thanh minh giới nhiều người nhất không thể nói là người mà là quỷ cùng yêu có rất nhiều yêu quái chính tu sau khi trở thành yêu tiên liền phi thăng đến thanh minh giới tiếp tục tu luyện có thậm chí khai tông lập phái tỷ như thanh khâu sơn chính là hang ổ của một đám hồ tinh nhân gian có rất nhiều pháp sư, sau khi chết, không muốn đầu thai, cũng không muốn ở âm ty làm quan, một lòng chỉ muốn tu hành hoặc là khai tông lập phái, đều đi thanh minh giới, rất nhiều tiên nhân dân gian cung phụ, thật ra đều ở thanh minh giới, Lê Sơn Lão Mẫu chính là một trong số đó. Tứ Bảo nói, dân gian truyền thuyết, Lê Sơn Lão Mẫu có rất nhiều đệ tử, ở nhân gian đều tiếng tăm lừng lẫy, Bạch Tố Trinh, Phàn Lê Hoa, Mục Quế Anh, còn có rất nhiều, cũng không biết là thật hay giả. Hẳn là giả, người đời sau gò ép mà thôi." Tiểu Ngư trầm ngâm một chút nói, "Đã là nơi pháp sư đi sau khi chết, lại tu luyện rất nhiều năm, vậy các pháp sư đó chẳng phải là rất lợi hại sao? Thực lực chỉnh thể, vượt xa nhân gian. Chúng ta lúc này gặp được hai người, còn có thập nương, nhắm chừng chỉ là đệ tử tương đối bình thường của Lê Sơn." Tiểu Ngư mở to mắt, kinh ngạc bị nhìn Diệp Thiếu Dương, "Vậy tiểu sư thúc thiên tài nhân gian như vậy, đến thanh minh giới, chẳng phải là cũng bị dìm?" Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, ta cũng không đi thanh minh giới ta còn có mấy chục năm chưa sống hơn nữa nghe nói thanh minh giới cũng không phải mỗi người đều có thể đi từ xưa đến nay có thể đi vào cực ít nói là có yêu cầu đặc thù gì đó ta chưa từng chú ý không biết đối với diệp thiếu dương mà nói hai lê sơn đệ tử kia xuất hiện cũng chỉ là một khúc nhạc đệm đơn giản là để hắn lần đầu nhận thức được thực lực pháp sư trong thanh minh giới ở trước đó hắn chưa từng có qua lại với pháp sư thanh minh giới lúc trước lâm tam sinh từng tiện thể chuyển lời quảng tông thiên sư bảo hắn đi thanh minh giới tìm yến xích hà diệp thiếu dương cũng không tính đi thứ nhất bận rộn càng thêm không để ở trong lòng tứ bảo đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi thiếu dương còn nhớ rõ cái tay to kia không từng chộp cậu một lần bị cậu dãy thoát sau đó còn từng chộp đạo phong một lần cũng bị đạo phong phá hắn cũng là lê sơn đệ tử lão quách lập tức nói đây là vấn đề thứ hai của ta ta lúc ấy nghe hắn nói với đạo phong bản thân sẽ ở vô lượng giới chờ gã diệp thiếu dương gật đầu nói để lúc ấy ở thời điểm đấu pháp cùng cái tay kia cảm nhận được một khí tức rất cường đại nhưng rất quỷ dị loại khí tức này tuyệt đối không phải quỷ yêu tà linh có thể có không phải quỷ yêu chẳng lẽ là địa phủ âm thần tứ bảo nhíu mày nói nếu là âm thần cần gì giấu đầu giấu đuôi trực tiếp đi ra chơi tôi là được huống chi chính hắn cũng nói ở vô lượng giới trời đạo phong đại khái là môn hạ địa tàng vương lão quách nói ta lúc ấy cũng nghe thấy Đạo Phong nói hắn là một luồng thần niệm, một luồng thần niệm đã lợi hại như vậy, vậy nếu chân thân tiến đến, phải mạnh tới trình độ nào? Mọi người trầm mặc không nói, trong lòng Diệp Thiếu Dương là cảm khái nhất, mình cùng cái tay do một luồng thần niệm kia hóa thành đấu cứng một lần, tuy đem nó chấn vỡ, nhưng lực lượng cái tay kia, ít nhất tương đương với thực lực một con quỷ thủ nhị đẳng. Nếu là chân thân đối phương đến, hậu quả thật sự thiết nghĩ không chịu nổi. Đoàn người suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra sát tinh đó lai lịch thế nào. Đành phải thôi, Diệp Thiếu Dương quyết định lần sau gặp Đạo Phong, vô luận như thế nào cũng phải hỏi một chút về chuyện này. Nhuế Lãnh Ngọc lại đưa ra một chuyện trong lòng mọi người đều đang tự hỏi, vì sao Ngư Huyền Cơ có thể mời đến nhiều đệ tử cửa Phật đến trợ trận như vậy, là quan hệ cá nhân tốt, hay là nguyên nhân gì khác? Ta trừ từng hôn tĩnh tuệ sư thái một cái, hình như cũng chưa từng làm chuyện gì kết thù với đệ tử cửa Phật nhỉ. Diệp Thiếu Dương tay nâng cầm, lẩm bẩm. Tốt, anh lần trước không phải nói, trừ hôn sư thái sao? nhuế lãnh ngọc lạnh lùng nói không cẩn thận nói chuyện không nên nói nhất diệp thiếu dương đỏ mặt trừ ngây ngô cười cũng không biết làm gì nữa cái nan đề này trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy đáp án diệp thiếu dương gắt gao nhớ ở trong lòng tính tương lai khi gặp tiêu giật vân nhờ hắn ở trong âm ty điều tra cẩn thận một phen mấy người đang trò chuyện lâm tam sinh từ trong sơn hà xã tắc đồ đi ra nói cho bọn họ đám người qua qua đã đều an bài tốt từ hôm nay trở đi theo bên người quảng tông thiên sư tu hành bảo bọn họ yên tâm một tảng đá trong lòng Diệp Thiếu Dương hoàn toàn rơi xuống. Lão Quách gọi điện thoại cho Thanh Vân Tử, kết quả không có ai tiếp, vì thế gửi tin nhắn, nói cho lão chuyện tiểu ngư đã giải quyết. Một lát sau, Thanh Vân Tử trả lời ba chữ, đã biết rồi. Tốt rồi, đại hội tổng kết sau chiến đấu kết thúc, tiệc mừng công bắt đầu, các huynh đệ, ăn đê. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy người ăn như hùng như sói, ra sức ăn một bữa. Lão Quách rót rượu cho Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo, ba người liên tiếp chạm cốc, nhuế lãnh ngọc bất mãn mình không có rượu uống lại không muốn uống rượu đế vì thế đi siêu thị dưới nhà mua một chai vang cùng uống với tiểu ngư nhiều lần chắc trở cử tử nhất sinh cuối cùng đem tiểu ngư từ kề cận cái chết cứu trở về vượt qua tử kiếp thật sự đáng ăn mừng một bữa tiểu sư đệ một ly này ta kính đệ lão quách trực tiếp đem cái chén duy nhất rót đầy bưng lên nên là đệ kính huynh diệp thiếu dương cười cười đệ từng đáp ứng huynh sẽ bảo hộ tiểu ngư bình an vô sự Hôm nay cuối cùng có thể báo cáo kết quả công tác. Huynh đệ một hồi, may mắn không làm nhục mệnh. Nói xong, bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hốc mắt lão quách đã ơn ướt, giống như lại thấy được một màn Diệp Thiếu Dương ghé vào bên giếng luân hồi, mạo hiểm cùng nhau bị hút vào lục đạo luân hồi, bắt chặt lấy tiểu ngư không rời. Ta không tin số mệnh. Ta đã nói phải cứu con bé thì sẽ không bỏ cuộc, lời Diệp Thiếu Dương lúc ấy nói vẫn quanh quẩn bên tai lão quách, hắn chỉ chỉ ngực mình, nhiệt lệ lưng chồng nói, chúng ta là huynh đệ ta sẽ không nói cái gì cảm ơn với đệ nhưng lời đệ nói ta sẽ vĩnh viễn khắc vào trong lòng đệ cũng vĩnh viễn ở trong lòng ta diệp thiếu dương bật cười đại ca đừng rủa đệ cái gì ở trong lòng huynh đệ còn chưa chết mà lão quách một hơi uống cạn rượu trong chén hùng hồn nói ta cũng không có bản lãnh gì nhưng nếu có một ngày cần ta chết vì đệ lão quách ta không nhíu mày một cái tiểu ngư cười nói lão ba lời này nói rất ích kỳ nha chẳng lẽ nếu tiểu sư thúc chưa từng cứu con cha sẽ không liều mạng vì sư thúc vậy người ta lúc trước cần gì liều mạng vì con? Lão quách chấn trụ, dùng sức vỗ đầu mình. Nói sai rồi nói sai rồi, phải nói, ta sẽ trước sau như một liều mạng vì đệ, trước kia thế, hiện tại vậy, tương lai cũng vậy. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo ồn ào bảo lão quách tự phạt ba chén, lão quách cũng nhận. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vì thế hỏi Tiểu Ngư, vì sao Ngư huyền cơ ở một khắc cuối cùng nhập vào, đột nhiên thất bại trong găng tấc, hạt châu kia ở trong hồn phách cô bé lập lòe sáng lên, rốt cuộc là cái gì? Tiểu Ngư vì thế đem chân tướng đạo phong nói cho mình nói một lần. Sau khi nghe xong, mấy người thổn thức không thôi. Thì ra ở 10 năm trước, đạo phong đã tính ra Tiểu Ngư có tử kiếp. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, không ngờ mặt hàng này ở phương diện tướng nhân châu bò như vậy. Lão Quách đột nhiên tỉnh ngộ nói, trách không được sư phụ một mực không quá lo lắng Tiểu Ngư. Ông khẳng định đã sớm nhìn ra chân tướng, biết Tiểu Ngư có đạo phong bảo vệ. Hắn đã lưu lại hồn ấn ở trên người Tiểu Ngư, tự nhiên sẽ không mặc kệ con bé. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, năng lực mình ở phương diện bói toán, tướng thuật, quả thực kém xa Thanh Vân Tử và Đạo Phong, nhưng cũng không có gì, nói đến cùng, hắn thích nhất chính là khiêu chiến cùng điều chưa biết. Đáng tiếc nhị sư thúc không ở đây, bữa tiệc mừng công này, vốn cũng nên có phần của thúc ấy. Tiểu Ngư chu mỏ, có chút không vui. "Tiểu sư thúc, nhị sư thúc, không có gì nguy hiểm chứ? Yên tâm đi, thật đánh mà nói, gã này chưa chắc là đối thủ của chuyển luân vương, nhưng hắn nếu muốn chạy" Trên trời dưới đất, thật đúng là không ai có thể ngăn được hắn. Liên tiếp nhiều ngày khẩn trương và áp lực, ở giờ khắc này hoàn toàn trầm tĩnh lại, toàn bộ mọi người đều thoải mái ăn uống, tiểu ngư cũng uống vài ly rượu vang, vốn lão quách là không cho phép cô bé uống rượu, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, cũng đành theo cô bé. Tiểu ngư sau khi uống rượu, ghé vào trong lòng nhuế lãnh ngọc khóc nức nở, mọi người đều biết cô bé khóc vì cái gì, lại không có ai khuyên bảo. Lúc này, cô bé cần chỉ là phát tiết, qua một hồi lâu cô bé đột nhiên ngừng khóc từ trong lòng nhuế lãnh ngọc thẳng người lên kinh ngạc nhìn diệp thiếu dương vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng làm sao vậy diệp thiếu dương vội hỏi con cảm giác được tiểu ngư lẩm bẩm ngư huyền cơ đi rồi trong lòng toàn bộ mọi người đều chấn giật mình lão quách thở vào một cái nói cuối cùng đã triệt để an toàn trong lòng diệp thiếu dương lại phi thường cảm khái trong đầu hiện ra từng màn có liên quan ngư huyền cơ đột nhiên cảm thấy con người này rất đáng yêu rất có ý tứ đáng tiếc quen biết quá muộn lại làm đối thủ lâu như vậy đến thời điểm cuối cùng có thể làm bạn lại đã tách ra có lẽ nếu mình có một ngày thật sự vào tu la đạo có lẽ còn có cơ hội gặp mặt lần nữa nhỉ tiểu sư đệ đệ kế tiếp có tính toán gì không qua một lúc lâu lão quách thử hỏi đừng nói cái này với đệ đệ muốn nghỉ ngơi hẳn hoi vài ngày nghĩ vấn đề này sau đến uống rượu bữa tiệc mừng công này đoàn người đều uống không ít thời điểm kết thúc ai cũng ngã trái ngã phải Nơi này của tôi cũng không có chỗ ở, mọi người đi đi, tự mình đi tìm chỗ ngủ. Con muốn ngủ với Lãnh Vũ tỷ." Tiểu Ngư lẩm bẩm, lão Quách vụng trộm véo một phát vào cánh tay cô bé nói, "Nơi này hoàn cảnh không được, lão ba mang con đi khách sạn, đặt cho con phòng đắt nhất." Nói xong đỡ Tiểu Ngư dậy, đá một phát Tứ Bảo nằm ở trên sofa dầm gì nửa chết nửa sống, "Dậy dậy, đi theo ta." "Đi." Tứ Bảo dụi dụi đôi mắt kèm nhèm, "Đệ đi không nổi nữa, đệ ngủ ở chỗ này." "Ngủ cái rắm." Trở về ngủ, ngươi không phải còn muốn đi phòng ta xem một món đồ cổ sao? Đi mau. Kết quả Tứ Bảo quả thật uống nhiều rồi, lão quách lại đỡ tiểu ngư, không có cách nào giúp hắn, Diệp Thiếu Dương lòng nóng như lửa đốt, đành phải đi qua dìu hắn dậy, hầu như là đem hắn cõng xuống lầu. Đã là sau nửa đêm, trên đường không có xe, Diệp Thiếu Dương vì ý niệm bất lương nào đó, dùng ra sức bố mẹ đem Tứ Bảo rời đến đại sảnh khách sạn. Được rồi, ngay đây đi, ta tự đem bọn họ đưa lên, đệ trở về đi lão quách hướng diệp thiếu dương cười cười ái muội đêm đẹp khổ ngắn tiểu sư đệ cơ hội sáng tạo cho đệ rồi đêm nay nếu không thể thành công về sau đừng tới gặp ta đa tạ sư huynh diệp thiếu dương làm cái mặt quỷ rời khỏi như chạy trốn chính hắn cũng uống không ít rượu một đường nghiêng ngả lào đào trở lại nhà trọ mở cửa đi vào thấy nhuế lãnh ngọc tựa vào trên sofa nhắm mắt dưỡng thần cô và tiểu ngư uống một chai vang cũng có chút ngà ngà say anh vì sao không ngại cực khổ đem tứ bảo đưa đi anh giữ hắn ngủ tại đây với anh là được mà. Không, anh thích ngủ một mình. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, trà trà tay nói, em, không đi ngủ, em đi tắm. Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh nhìn hắn một cái, đi vào buồng vệ sinh. Diệp Thiếu Dương đi rót chút nước uống, đứng ở trước gương, nhìn thấy vẻ mặt đáng khinh của mình trong gương, không khỏi cười lên. Đêm nay hắn tương đối khống chế, uống có 6-7 phần say, trong lòng không khỏi có chút dao động. Trong mấy phút Nhuế Lãnh Ngọc tắm rửa, với hắn mà nói là một loại chờ đợi dài rằng rẵng và buồn chán cuối cùng đợi được nhuế lãnh ngọc đi ra trên người chỉ mặc một cái áo ngủ vạt áo rất ngắn lộ ra hai cái chân dài trắng như tuyết bởi vì hơi say lại vừa tắm sắc mặt ửng hồng ánh mắt cũng có chút mê ly nhìn diệp thiếu dương một cái trực tiếp vào phòng ngủ ngồi ở trên cửa sổ thở ra một hơi nói đi rót cho em chén nước diệp thiếu dương lon ton đi rót một chén nước đưa đến trong tay cô bản thân ngồi xuống ngay tại bên cạnh ngửi được mùi thơm trên người cô tham lam hít một hơi nói, em có mùi thơm của cơ thể nha, thơm quá. Nhuế lãnh ngọc đem hắn đẩy ra nói, dầu gội. Em, hôm nay thật đẹp nha. Nhuế lãnh ngọc liếc mắt, nói như vậy em bình thường không đẹp. À, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ gãi gãi đầu, bộ dáng nhìn qua có chút co quắp. Trong lòng Nhuế lãnh ngọc âm thầm bật cười nói, anh không đi tắm còn ngủ. Anh tắm rồi, hiện tại nào có thời gian tắm rửa. Diệp Thiếu Dương cảm giác trong cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Khi nào? vừa rồi. Lúc đưa Tứ Bảo đi khách sạn. Đi tắm mau, trên người anh mùi rượu quá nặng, em không thích. Nhuế lãnh ngọc nhìn hắn một cái. Diệp Thiếu Dương cả người đều tê dại, vội vàng vào buồng vệ sinh, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời tắm rửa. Sau đó trở về, Nhuế Lãnh Ngọc đã lên giường chui vào ổ chăn. Đã đang đợi mình. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngồi tới bên người cô. Nhuế Lãnh Ngọc nói, em có lời nói với anh. Diệp Thiếu Dương xem vẻ mặt cô, tựa như muốn nói chính sự gì, Bất đắc dĩ nói, nói cái gì, ngày mai nói sau không được sao. Cũng được, vậy anh đi ngủ đi. Diệp Thiếu Dương có chút thất thần nhìn cô, trong lòng đang tiến hành các loại dễ dụa, đột nhiên ôm cổ nhuế lãnh ngọc, hôn lên. Nhuế lãnh ngọc ngã không có phản kháng. Hôn một hồi, hai người buông ra, nhìn đối phương. Hai tay Diệp Thiếu Dương ôm vai của cô, nhẹ nhàng đẩy về phía sau. Nhuế lãnh ngọc cười nói, anh muốn đẩy ngã em là sao? Cái này, thì thôi đi. Anh có biết, bộ dáng anh hiện tại nhìn qua rất giống một tên dê cụ hay không diệp thiếu dương nhếch miệng anh vừa soi gương thấy rồi nhuế lãnh ngọc mím môi cười ngươi cảm thấy anh có thể đắc thủ sao cái này mấu chốt này xem em nếu em không muốn anh dám cứng rắn tới không anh nhuế lãnh ngọc nâng mặt hắn nói em hỏi anh lúc trước anh vì sao muốn giết chết vương lâm đại tỷ giờ em có thể không nói chuyện này hay không diệp thiếu dương sắp khóc rồi không được phải trả lời bằng không đừng nghĩ đụng vào em diệp thiếu dương suy sụp ngồi xuống nghĩ nghĩ nói lúc ấy chính là cảm thấy hắn là đầu sỏ gây nên nhân phẩm thấp kém còn sống tương lai cũng là bại hoại nhuế lãnh ngọc nói cho nên anh liền có tư cách giết hắn diệp thiếu dương lắc đầu nói anh biết anh không có tư cách chỉ là lúc ấy trong lòng rất phẫn nộ lệ khí đúng chính là lệ khí dâng lên có chút cảm giác không nghĩ hậu quả sau đó em nhắc nhở lý trí của anh liền trở lại Nhuế Lãnh Ngọc nói, anh trước kia không phải như thế, anh phải biết rằng, anh là pháp sư, chóc quỷ hàng yêu là nghề của anh, anh không thể hạ thủ với người khác, nhân gian có pháp luật, cho dù hắn tránh được pháp luật, sau khi chết cũng trốn không thoát diêm la vương một cửa đó. Anh chỉ là pháp sư, lợi hại nữa cũng là pháp sư, anh không phải chúa tể. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, anh biết, khi anh nhập môn, từng lập trọng thệ, điều thứ nhất chính là tuyệt không lợi dụng pháp thuật đả thương người. Nhuế Lãnh Ngọc nói, em cảm giác được lệ khí trong cơ thể anh đang đậm lên từng chút một cái này không phải chuyện tốt anh phải cảnh giác một chút khắc chế bản thân diệp thiếu dương trịnh trọng gật gật đầu nói về sau nhắc anh nhiều thêm nhuế lãnh ngọc cười cười em vừa rồi nói những lời đó có phải rất giống sư phụ anh không không giống lão đầu kia chưa bao giờ nói những cái này với anh nhưng trước kia đạo phong thích nói cái này đạo phong nhuế lãnh ngọc có chút ngoài ý muốn chính hắn chính là rời xa con đường nhất vì sao yêu cầu anh tôn trọng giới luật diệp thiếu dương nhún nhún vai tỏ vẻ không biết được rồi sự tình nói xong rồi nhuế lãnh ngọc nâng cầm hắn anh còn còn chưa dứt lời diệp thiếu dương đã không chờ nổi nữa hôn lên nhuế lãnh ngọc đột nhiên vỗ sau lưng hắn diệp thiếu dương lại coi thành muốn từ chối lại thôi càng thêm dụng tâm thẳng đến khi nhuế lãnh ngọc dùng sức đem hắn đẩy ra lại làm sao vậy nhuế lãnh ngọc đỏ mặt chỉ chỉ phía sau hắn diệp thiếu dương quay đầu nhất thời bị dọa nhảy dựng trong phòng đột nhiên có thêm một người Chờ nhìn thấy bộ dáng đối phương, Diệp Thiếu Dương lúc ấy liền muốn khóc, lắc lắc đầu, vô lực nói, em muốn anh nói cái gì mới được đây? Tranh tử cúi đầu, mặt đỏ bừng, nghịch góc áo, ngập ngừng nói, em không phải cố ý nhìn thấy. Cái này, hai người tiếp tục đi, em đi ra ngoài một lúc. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ ra, bởi vì cô ấy là yêu phó của mình, cho nên cô ấy đột nhiên đi vào. Tất cả pháp khí của mình đều không có cảm ứng, mà mình vừa rồi quá mức đầu nhập, hoàn toàn không cảm giác được cô ấy đột nhiên đến. Anh nói, em đến cũng hô một tiếng chứ, cho dù đến không đúng lúc, em không thể tránh chút à." Trong lòng Diệp Thiếu Dương giống như có một vạn con voi dẫm qua. Tranh tử xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, chu mỏ nói, "Em làm sao biết hai người đang làm chuyện xấu hổ, em cũng vừa tới, nghe được hai người đang nói chính sự, chỉ muốn nghe hai người nói xong lại chào hỏi, ai ngờ được anh nôn nóng khó dằn nổi như vậy, em ngay cả đi cũng không kịp nha." Nôn nóng khó dằn nổi dùng từ thế này làm diệp thiếu dương xấu hổ và giận dữ tới cực điểm mặt đỏ lên thành màu gan heo hai người tiếp tục đi thật sự không cần để ý em đâu em đi phòng khách xem tv một lúc được rồi diệp thiếu dương đứng dậy lấy lại bình tĩnh nói em không phải vừa trở về sao sao tới chẳng lẽ có biến cố gì tranh tử nói không có biến cố gì em là đến nói với anh anh nói không sai tiểu lang bị phủ quân nhốt ở thiên tử điện nói là để hắn quay mặt vào tường một tháng sau đó lại đi lập một phần công lao lấy mới có thể quan phục nguyên chức em ngược lại không có việc gì chỉ là bị mắng một trận nhưng em vừa làm một ổ bánh hoa quế cho ông ấy ông ấy ăn chút liền nguôi giận diệp thiếu dương nghe xong trong lòng cảm thấy buồn cười tranh tử đáng yêu như vậy lại biết làm đúng giả ngơ đáng yêu đừng nói mình chính là thôi phủ quân cũng không chống đỡ được mà còn không bị rỗ xoay vòng vòng không có việc gì là tốt rồi anh biết rồi còn có chuyện gì tranh tử buông tay hết rồi nha chỉ chút việc ấy, em còn cố ý đi một chuyến. Em không mệt à?" Tranh Tử hừ một tiếng, "Anh không phải sợ em mệt, là che em hỏng chuyện tốt của anh nhỉ?" Tâm sự bị nói toạc ra, sắc mặt Diệp Thiếu Dương vừa khôi phục lại đỏ lên. Tranh Tử nói, "Anh người này, người ta không phải sợ anh lo lắng an nguy của tiểu lang, cho nên đến nói cho anh một tiếng, kết quả anh còn hung với người ta." Nói xong bẹp mồm muốn khóc, tuy biết cô là giả vờ, Diệp Thiếu Dương vẫn không thể không lựa lời an ủi vài câu liền nói em không có việc gì thì mau trở về đi em thật không dễ gì đến một chuyến còn muốn xem tivi một lúc rồi đi gần đây nghe nói vi vi nhất Tiếu đưa lên mạng rồi em muốn xem dương dương thì ra là đến vì cái này diệp thiếu dương rất muốn hướng cô nói một câu xem tivi cái em gái cô à kết quả vẫn là xoa xoa mặt cô mỉm cười nói em bây giờ không thích hợp ở nhân gian em cũng là mang tội nên nán lại nhiều hơn ở thiên tử điện dỗ thôi lão đầu một chút tranh tử do dự nói em chỉ xem một tập lúc này nhuế lãnh ngọc nói truy cập halaji com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé âm phủ có thể sử dụng máy tính không tranh tử nói có thể đem xuống nhưng không có điện người đi âm đã có thể đem pháp khí cầm xuống máy tính trên nguyên tắc đương nhiên cũng có thể hơn nữa tranh tử là yêu có thể cầm được vật phẩm nhân gian nếu quỷ mà nói hoàn toàn không được nhuế lãnh ngọc nói vậy em đem máy tính bảng của chị cầm đi vừa sạc điện, bên trong có vi vi nhất tiêu mới tải, có thể xem mấy giờ, hết điện em cứ đến nhân gian sạc. Tranh tử mắt sáng ngời, vỗ tay nói, vậy thì tốt. Đi lên cầm lấy máy tính bảng của nhuế lãnh ngọc, nói ở bên tai cô, nương nương lo mà hứng lấy mưa móc đi, nô tỳ cáo lui. Nhuế lãnh ngọc vỗ cho một phát, tranh tử đã chạy. Nhuế lãnh ngọc u oán nhìn về phía Diệp Thiếu Dương nói, anh còn không giữ cô ấy lại, cô ấy lần này đi, sự trong sạch hai ta sẽ không còn nữa. Diệp Thiếu Dương nói, vậy có quan hệ gì có quan hệ cô sẽ tới đâu nói đó em không muốn bị người ta hiểu lầm em mặc kệ anh mau nghĩ biện pháp diệp thiếu dương chấn động phát hiện thì ra nàng cũng biết làm nũng biện pháp có rồi diệp thiếu dương thần bí cười cười nhuế lãnh ngọc tò mò nhìn hắn chờ nghe biện pháp hay của hắn hắc hắc dù sao giữa hai ta không có cách nào trong sạch nữa cùng với bị oan uổng không bằng thật sự hắc 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 như vậy cho dù bị người ta nói chúng ta cũng không oan uổng nha Nhuế lãnh ngọc nghẹn họng chân chối nhìn hắn. Đây là biện pháp anh nghĩ được. Diệp Thiếu Dương lao nhanh về phòng của mình, lấy ra một sấp linh phù, dán đầy ở trên cửa trên giường, còn dùng chỉ đảo bố trí thành một cái kết giới cường đại. Anh làm cái gì? Nhuế lãnh ngọc ngây ngốc nhìn hắn mân mê những thứ này, chẳng lẽ sẽ có quỷ yêu tới nơi này tập kích chúng ta? Không phải. Diệp Thiếu Dương hao hết khí lực chuẩn bị tốt những thứ này, phủi phủi tay, cười nói, như vậy trừ phi là phủ quân tự mình đến, nếu không không ai có thể quấy dày chúng ta nữa. Lao lực bố trí những thứ này, chỉ vì... Nhuế lãnh ngọc muốn ngất. Diệp Thiếu Dương trở lại bên giường, ôm bả vai của cô, chăm chú nhìn. Nhuế lãnh ngọc nói, làm sao vậy, bị người ta đánh gãy, không còn cảm giác nữa. Đối với em, anh lúc nào cũng có cảm giác. Diệp Thiếu Dương nói xong, lao lên, vừa hôn không đến vài giây, đột nhiên thẳng lưng, sắc mặt trở nên tương đối cổ quái. Làm sao vậy? Nhuế lãnh ngọc còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, nhìn nhìn phía cửa sổ, cũng không có gì khác thường, lại hỏi một lần. Không phải, anh. Khuôn mặt Diệp Thiếu Dương biến thành máu gan heo, anh. Muốn nôn. Nói xong vội vàng đứng dậy, lao về phía nhà vệ sinh. Vốn là không muốn nôn, kết quả cũng không biết là bố trí trận pháp kết giới, lượng vận động quá lớn, hay là rượu tác dụng chậm, đột nhiên bộc phát ra. Nhuế lãnh ngọc đứng ở phía sau hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Diệp thiếu dương nôn một lần này, liền không thể vãn hồi, cách hơn 10 phút liền nôn một hồi, thẳng đến khi nôn chỉ còn nước chua cả người đều hư thoát khi trời sắp sáng trận nôn mửa đáng sợ này mới hoàn toàn dừng lại nhuế lãnh ngọc đặt hàng gọi một bát cháo cho hắn húp nhìn bộ dáng hư thoát của hắn cười quyến rũ nói anh còn có ý tưởng gì không diệp thiếu dương rơi lệ vô lực nói cho dù em bây giờ cởi sạch anh sợ là cũng không có phần tinh lực đó nữa nhuế lãnh ngọc đỏ mặt đem một bát cháo úp ở trên mặt hắn buổi chiều lão quách mang theo tiểu ngư và tứ bảo cùng đi tìm diệp thiếu dương phát hiện Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến, như cà phơi xương. Mấy người ngồi đi, tôi chân mềm, không dậy nổi. Diệp Thiếu Dương gọi. Thừa dịp nhuế lãnh ngọc và tiểu ngư đi ra ngoài, lão quách đánh giá cao thấp Diệp Thiếu Dương, cười xấu xa nói, chân cũng mềm rồi. Không phải chứ, tối hôm qua kịch liệt như vậy. Huynh té đi. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, mình cũng như vậy rồi, còn bị bọn họ hiểu lầm, thiệt tình muốn đập đầu chết ở trên tường. Giải thích với bọn họ một phen, mình nhũn chân người mềm nhũn là do nôn không phải vì cái khác lão quách và tứ bảo nhìn nhau một cái thoải mái cười phá lên diệp thiếu dương quả thực hận chết chờ tiểu ngư và nhuế lãnh ngọc trở về đoàn người hỏi nhau tính toán tiếp theo của mỗi người tiểu ngư tự nhiên là cần ở lại đi học lão quách muốn ở đây bần bạn cô bé một đoạn thời gian chiếu cố cô bé diệp thiếu dương nghiêm trọng hoài nghi hắn là muốn giám sát vương lâm kia không cho hắn tới gần tiểu ngư tôi muốn về ngũ đài sơn tứ bảo nói lại trở về. Diệp Thiếu Dương nói, "Đúng rồi, trước đó cậu nói, cậu về sơn môn là có việc gấp phải đi xử lý, còn chưa nói là việc gì gấp?" Tứ Bảo nhún nhún vai nói, "Không biết." Diệp Thiếu Dương cả giận nói, "Cậu trêu tôi à?" "Thật không biết, sư phụ tôi vốn tìm tôi trở về, nói có nhiệm vụ phi thường phi thường quan trọng muốn tôi đi làm, chờ tôi trở về, ông ấy đã đi rồi, tôi cũng chỉ đành chờ trong sơn môn, thẳng đến khi Lãnh Ngọc muội tử gọi điện thoại cho tôi, tôi liền lập tức chạy đến." Diệp Thiếu Dương khi nghe thấy câu này, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra một tia lạ, hơi lướt là qua. Sư phụ cậu đi đâu? Ông ấy thu được pháp thiếp của vô cực thiên sư, bảo ông ấy đi huyền không quan. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, đúng vậy, tôi nghe nói có rất nhiều tông môn giới pháp thuật đều đi, Phật môn đạo môn đều có, nhắm chừng thật sự có đại sự gì. Lão quách nhíu mày nói, lúc trước nghe sư phụ nói, ông đi huyền không quan, có một bộ phận nguyên nhân, là có liên quan với đạo phong không biết rốt cuộc là chuyện gì không lẽ là vô cực thiên sư kêu gọi mọi người cùng đi đối phó đạo phong diệp thiếu dương đã sớm nghĩ đến loại khả năng này hắn cũng không dám xác định mấu chốt là đạo phong có ngốc như vậy sao biết rõ những người đó muốn đối phó mình còn cứ đi qua hắn nếu là không đi những người này làm sao có thể bắt đến hắn trừ phi hắn có lý do không đi không được lão quách nói tiểu sư đệ không phải cũng thu được pháp thiếp sao còn có hơn 10 ngày, đến lúc đó đệ cũng đi xem đi. Diệp Thiếu Dương nói, đến lúc đó xem sau, dù sao sư phụ đi rồi, ông bảo đệ đi, đệ tự nhiên sẽ đi, đệ tạm thời muốn về Thạch Thành trước. Trở về làm gì? Diệp Thiếu Dương tựa lên trên sofa, phun ra hai chữ, nghỉ ngơi. Liên tục chinh chiến, không riêng gì mệt, chủ yếu là mọi lúc đề phòng có chuyện xảy ra, áp lực quá lớn, nay sự tình thật không dễ gì có cái kết thúc, khó được thanh nhàn, hắn cũng muốn nghỉ ngơi hẳn hoi một thời gian ở nhà trọ lại nghỉ ngơi một ngày ba người lên đường rời khỏi huy châu tứ bảo đi ngũ đài sơn tiếp tục chờ tin tức sư phụ hắn diệp thiếu dương và nhuế lãnh ngọc cùng nhau về thạch thành lão quách và tiểu ngư tiễn bọn họ đến trạm xe lửa cao tốc cái này cho con diệp thiếu dương tặng cho tiểu ngư một cái nhẫn hắc rượu thạch nhẫn là lão quách làm nhưng khai quang là hắn hoàn thành linh lực tự nhiên không tầm thường nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha